chương 2001. Hai thân tín nhanh chóng tiến lên, nửa quỳ cạnh sắc cung vũ phỉ, định ra tay ngụy trang. Ai ngờ chưa bắt đầu thì từ đường nhiên quét thương qua lưng bọn họ, mũi thương sắc bén xuyên thủng giáp đâm sâu vào lưng hai người, máu phun ra, gần như chém đứt eo hai người. Hai người té lăn xuống đất khó tin nhìn từ đường nhiên, môi run run cố sức giơ tay chỉ vào từ đường nhiên như muốn hỏi tại sao. Nhưng bọn họ không còn sức nói chuyện. Hai người không thể tưởng tượng tại sao từ đường nhiên đột nhiên xuống tay với họ, bọn họ là thuộc hạ thân tín của gã khỏi phải ngụy trang là ta giết nàng ấy từ đường nhiên hơ thương vỗ nhẹ ngón tay hai người xuống khẽ thở dài ta cũng hết cách đã lên thuyền giặc của đại thống lĩnh tiền đồ cột chung với hắn nếu đại thống lĩnh xảy ra chuyện thì ra cũng không sống yên đành khổ cho hai vị hai vị huynh đệ đi bình an yên tâm đi đi nếu có kiếp sau tử mỗ sẽ không bạc đãi hai người từ đường nhiên nói xong nhanh chóng thu về khổn tiên thằng trên người cung vũ phỉ Lý Hoàn Đường, vắt tay cầm trường thương hồng tinh chấm ít máu vào mũi thương. Còn cây trường thương vừa nãy thì từ đường nhiên cầm ngược về, giơ một tay lên, tìm đúng chỗ yếu không có chiến giáp phủ lên, gã cắn răng đâm vào dưới nách mình. Từ đường nhiên đau đến hút không khí, cưỡng ép thi pháp phun ra ngụm máu nhuộm đỏ môi. Từ đường nhiên hét to một tiếng. To gan, dám lén giấu. Từ đường nhiên hôi cây thương khắc đập lung tung đánh nát vách tường, cố ý ngụy trang cảnh đánh nhau. Từ đường nhiên nghe có người chạy tới thì té ngã ra sau, đập sụp sàn nhà ầm um, ầm um, ầm um, ầm um, ầm um. từ đường nhiên rớt từ trên cao xuống đại đường cửa hàng nách còn kẹp cây thương người đang điều tra trong cửa hàng vây quanh bảo vệ từ đường nhiên từ đường nhiên chỉ lỗ thủng bên trên giống to đã bị ta đánh thương nặng không chạy thoát được đi bắt bọn họ lại người ngoài hoang mang không biết có chuyện gì nhưng đám người lập tức từ lỗ thủng sông lên trên từ đường nhiên rút trường thương dưới nách ra lao lên một số thuộc hạ nhanh chóng tìm tòi các căn phòng số khác thì nhìn chằm chằm mấy cái xác. Từ đường nhiên hỏi. Đã chết. Thấy từ đường nhiên đến, có người hỏi. Thống lĩnh, chuyện này là sao? Hai tay từ đường nhiên cầm thương chỉ vào cung vũ phỉ, lý hoàn đường. Đôi cẩu nam nữ này lén giấu vật phẩm thanh tiễu, bị lão ngô và lão thẩm phát hiện, dám giết người diệt khẩu. May mắn ta phản ứng nhanh nếu không đã gục ngã trong tay chúng. Mấy người nhìn nhau, tiếng vang đánh nhau rất ngắn ngủi. Giải quyết mau vậy sao? Có người đạp mấy cái vào người cung vũ phỉ, Lý Hoàn Đường bày tỏ sự oán giận. Khoảng một canh giờ sau, người thiên đình rầm rộ làm gà bay chó sủa rốt cuộc yên tĩnh, nhanh chóng tập kết hướng thủ thành cung. Từng tiếng quát nạt liên tục vang lên trên đường rộng rãi ngoài thủ thành cung. Quỳ xuống, quỳ đàng hoàng. Hơn 8.000 người, thuộc hơn 500 cửa hàng đông nghẹt quỳ hàng dài đối diện thủ thành cung. Thiên binh thiên tướng cầm vũ khí tuần tra mắt nhìn lom lom, có gì không đúng là họ sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay, hoặc cầm vũ khí đập. Tuy trời tối nhưng dưới ánh trăng, ven đường và nóc nhà đứng đầy người xem náo nhiệt. Nhóm Vân Chi Thu cũng đến, bọn họ đứng lẫn trong giám đông nhìn cảnh tượng đồ sộ trước mắt, nhưng không thấy bóng dáng nghiêu nghị đâu. Cơ Mỹ Lệ nghi ngờ truyền âm hỏi. Phu nhân, đây là đại nhân ra lệnh làm. Vân Chi Thu bất đắc dĩ nói. Ngươi đoán, trừ hắn ra trong thiên nhai còn ai có quyền lợi lớn như vậy. Nhiều người xung quanh xì sầm nhỏ to. Có kịch hay xem rồi. Đáng đời, lũng đoạn thiên nhai là việc mua bán kiếm lời nhất thiên nhai không cho người khác cơ hội chen chân, giờ thì tốt rồi, ác còn hơn lần trước, bị đại thống lĩnh bứng nguyên ổ. Đám người này đúng là không sợ chết, đã bị ngư đại thống lĩnh huyết tẩy một lần rồi còn dám chống đối nữa. Còn nhớ năm xưa không? Đám người này nhục nhã ngư đại thống lĩnh không chừa mặt, phát tán các loại lời đồn, hiện tại hết vinh vó nổi rồi. Lúc trước đóng cửa hàng, ta ở bên ngoài nghe ưng thống lĩnh nói là, đám trưởng quầy cửa hàng mặt ngoài mời tiệc trong xuân hoa thu nguyệt lâu, nhưng thật ra sắp xếp thích khách ám sát đại thống lĩnh, bởi vậy chọc giận đại thống lĩnh đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng mới có tình huống hiện tại bằng bối cảnh thực lực của đám thương hội này nếu thật sự muốn đối phó với đại thống lĩnh chắc không khó khăn bọn họ còn cần phái thích khách sao ngươi không hiểu xuống tay với đại thống lĩnh ngay ngoài sáng là tính chất gì muốn tạo phản sao phái thích khách ám sát xảy ra chuyện cũng có thể đùn đẩy trách nhiệm vậy xem ra lúc trước đại thống lĩnh muốn hòa giải với bọn họ là thật sự bị ám sát chọc giận ám sát không thành công còn bị đóng cửa hàng đây là tiền mất tật mang chật chật loại chuyện này chỉ có ngư đại thống lĩnh dám làm không uổng là người dám đập bể trấn thiên cổ đổi lại người khác thì ai dám làm thế làm vậy chỉ chút được cơn giận một chốc nhưng đắc tội hết quyền quý cả chiều sau này đại thống lĩnh khó sống đây bởi mới nói người không có bối cảnh thế lực thì khó ngồi vị trí đó nếu ngư đại thống lĩnh có bối cảnh thế lực thì đã không làm như vậy kệ đi không liên quan chúng ta tóm lại rất tốt sớm nên bứng nguyên ổ cạnh tranh công bằng mới có lợi cho chúng ta đám người vân chi thu nhìn trái ngó phải nghe xung quanh rộ lên những tiếng xì sầm thảo luận đa số thương hộ đồng ý miêu nghị làm vậy vì bọn họ sẽ được ích lợi thực tế còn về ngày sau miêu nghị sống hay chết chắc liên quan tới họ bọn họ không cần biết mấy bóng người từ trên trời giáng xuống nhóm phục thanh đáp xuống cửa thủ thành cung xoay người nhìn từ đường nhiên bị thương ưng ừ, vô địch hỏi người bị gì vậy có kẻ chống cự từ đường nhiên xoay người phẩy tay nói tức chết, suýt nữa lật thuyền trong mương, bị người mình tập kích, mang tới. Xác hai thuộc hạ thân tín của từ đường nhiên, xác cung vũ phỉ, lý hoàn đường cùng được nâng lên đặt dưới đất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Từ đường nhiên chỉ vào xác chết dưới đất. Hai người này quả nhiên không đồng lòng với chúng ta, lén giấu vật phẩm thanh tiễu, bị phát hiện còn giết người diệt khẩu. Chúng giết hai thuộc hạ của ta, may mắn ta phản ứng nhanh chỉ ăn một thương của cung vũ phỉ, không thì đã chẳng còn đứng đây. Cung vũ phỉ, Lý Hoàn Đường cùng chết. Tình cờ vậy sao? Phục Thanh, ưng vô địch, mộ dung tinh hoa liếc nhau, tràn đầy ẩn ý liếc từ đường nhiên giả bộ, như không có việc gì móc tinh hoa tiên thảo ra hút. Ba người không nói gì, cùng nhìn xuống dưới. Mấy người thống kê sơ tình huống, Phục Thanh móc tinh linh ra liên lạc với Miêu Nghị. Miêu Nghị vẫn còn trên hồ trong xuân hoa thu nguyệt lâu, hắn dựa vào lan can đứng bên hồ nước ngoài lầu cát, gió thổi mặt hồ, trăng sáng gợn sóng mang đến mùi máu nồng nặc từ đại sảnh không chỉ phục thanh liên lạc với miêu nghị rất nhiều người tìm hắn bích nguyệt phu nhân nhị tổng quản lan hương khấu văn lam hạ hầu long thành hiển nhiên lần này không đột ngột như lần đầu tiên miêu nghị hành động những cửa hàng đã có lòng đề phòng từ trước thì cá lọt lưới cũng nhiều tin cửa hàng bị đóng cửa chắc chắn đã truyền ra khỏi đoán cũng biết bọn họ liên lạc với miêu nghị để hỏi tình huống không thì đã chẳng tập trung vào cùng một lúc liên tìm hắn không ngừng liên lạc miêu nghị không để ý hắn suýt bị ám sát hiện đang rất bận không rảnh để ý Miêu Nghị lấy tinh linh liên lạc với Phục Thanh ra, hỏi. Tình huống thế nào? Phục Thanh. Đã đóng cửa hơn 500 cửa hàng, nhưng nhiều người chạy mất, đếm sơ khoảng 2, 300 người bỏ chạy. Bốn cửa thành đóng kín nên chắc không trốn được, có lẽ núp đâu đó trong thành. Đang định thả lưới điều tra, hiện bắt được 8.362 người đẻ quỳ ở cửa thủ thành cung. Xử lý thế nào đây? Mặt miêu nghị không biểu tình lắc tinh linh trả lời. Bỏ chạy thì thôi, mặc kệ mấy đứa đó, người bị bắt thì... chém. Phục Thanh hỏi lại lần nữa. Thật sự chém. Miêu Nghị ngước nhìn trăng sáng, mặt không biểu tình chỉ đáp lại hai chữ. Chém ngay. Chém ngay. Hai chữ sốt ruột như sợ đêm dài lắm mộng. Phục Thanh đứng trên bậc thang trước cửa thủ thành cung, tay cầm tinh linh không biết nên nói cái gì, nhìn chằm chằm đông nghịt người quỳ bên dưới. Ưng vô địch hỏi. Đại nhân nói sao? Phục Thanh chậm rãi phun ra hai chữ. Chém ngay. Ưng vô địch nhướng mày. Từ đường nhiên theo lẽ đương nhiên nói, đại thống lĩnh đã ra lệnh vậy làm theo đi khoan đã mộ dung tinh hoa ngăn cản ta muốn xác nhận lại mộ dung tinh hoa nhanh chóng móc tinh linh ra liên lạc với miêu nghị sau đó nàng lặng đi vì nhận câu trả lời không khác gì phục thanh ba người thấy mộ dung tinh hoa không nói nữa thì đã hiểu cái gì gọi là ra lệnh một tiếng máu chảy thành sông đây chính là quyền thế trảm 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 thống lĩnh trong bốn thành cùng ra lệnh thanh âm quanh quẩn mọi người có mặt rơi vào tĩnh lặng Muốn chém chúng ta sao? Đám người đang quỷ hết hồn. Nói bó tay chịu trói chờ thẩm vấn rõ ràng, nếu không liên quan việc ám sát sẽ tha cho bọn họ, vậy sao bây giờ không thẩm vấn gì hết? Đám người vây xem muốn nhìn đại thống lĩnh xử lý thế nào, một số người chưa gặp mặt Ngưu Hữu Đức còn muốn xem thử Ngưu Hữu Đức nổi tiếng như, côn có dáng vẻ thế nào. Kết quả không thấy bóng Ngưu đại thống lĩnh đâu đã nghe lệnh chém. Trong đám đông, đàn thê thiếp của Ngưu đại thống lĩnh tim đập chân run mãi khi đồ đao chém rớt cái đầu thứ nhất thì hiện trường rơi vào kinh khủng, náo động, hoảng loạn. Tại sao giết chúng ta? Chúng ta có tội gì? Đã nói bó tay chịu trói đầu hàng sẽ không giết. Không. Tiếng gào thét khủng hoảng, tiếng la ó thê lương ầm ý trước thủ thành cung. Hơn 8.000 người quỳ dưới đất mất kiểm soát, dù pháp lực bị kiềm chế nhưng vì sống sót bọn họ điên cuồng va chạm bốn phía. Lúc này bọn họ mất pháp lực giúp đỡ không khác gì phàm phu tục tử, người đụng người, chen lấn, va chạm, bị té xuống đất thì bị người dẫm lên. Hơn tám 000 người xông lên, đám thiên tướng dẫn đầu trông chừng xung quanh vung tay lên. Thiên binh thiên tướng xếp hàng ngay ngắn cầm trường thương, trường kích, trường đao chĩa vào họ, đao thương sắc bén đâm vào thân xác thịt lao ra ngoài. Phập phập phập, mũi nhọn đâm vào xác thịt lao ra, đâm vào lồng ngực vọt tới. Đám người kinh hoàng chạy tứ tán lần nữa bị đẩy về, đẩy vào cái lồng thiên binh thiên tướng phòng thủ bốn phía. Rào rào, rào rào một chuỗi tiếng chiến giáp ma sát, mấy trăm thiên binh thiên tướng rút đại đao sáng choang ra, nhận lệnh nhảy vào vòng vây hôi đao chém chặt. Một đao là một cái đầu bay lên, xếp thành hàng tiến lên chém giết. Cấp trên ra lệnh chém thì phải chặt đầu. Máu tươi tung tóe, đầu bay đầy, tiếng gào thét thê lương không dứt bên tai. Chỉ giây lát tiếng gào rú ngừng bặt, hơn tám 000 người phơi thây hiện trường, máu loãng chảy ồ ồ Máu chảy thành sông như vết dạn nhanh chóng lan tràn mặt đường. Thiên binh thiên tướng vây quanh một vòng chưa giải tán, tay cầm vũ khí đứng yên tại chỗ, vây quanh vào giữa. Mấy trăm thiên binh thiên tướng chân đạp sắc chết, bước trong vũng máu đi tới đi lui tìm tòi, phát hiện chưa chết hẳn liền chém một nhát, phòng ngừa có kẻ may mắn trốn thoát. Cơn gió thổi qua, mùi máu nồng nặc khoách tán, thổi hướng đám đông yên lặng đứng xem, khiến người người giật bắn mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại nhìn bóng đêm bao phủ thủ thành cung âm trầm tựa như, con thú to dữ tợn ẩn núp trong bóng tối, khiến người rét run. Giờ phút này mọi người mới thật sự hiểu chủ nhân tòa cung điện âm trầm kia mới là chủ nhân thật sự của thiên nhai, chứ không phải trưởng quầy thương hội ý vào bối cảnh thế lực mà vênh váo. Khi chủ nhân ngủ say trong tòa cung điện mở mắt ra tỉnh dậy thì mọi kẻ nhục nhã, chửi rủa, trao phúng phải trả giá cực đắt. Khi mọi người lại nhìn thủ thành cung thì lòng tăng thêm vài phần cảm giác sợ hãi, cảm nhận quyền lực của đại thống lĩnh khủng bố cỡ nào. Ra lệnh một tiếng, máu chảy thành sông nhóm vân chi thu tỷ muội lang huyên còn đỡ chút dù sao đã trải qua một lần đám tiểu thiếp cơ mỹ lệ thì hết hồn rốt cuộc biết miêu nghị mà bình thường bọn họ tiếp xúc có mặt khác hẳn máu me tàn bạo hơn máu loãng tụ vào khe rãnh ven đường phát ra tiếng nước chảy róc rách phục thanh móc tinh linh ra báo cáo đại nhân đã tử hình toàn bộ tám ba trăm sáu mươi hai người xử quyết xong miêu nghị dựa vào lan can lặng yên một lúc hắn xoay người bước chân về mái hiên dưới lầu cát nhìn xác chết trong chính sảnh và đám người run cầm cầm ôm đầu ngồi sổm miêu nghị lạnh lùng liếc mắt qua hắn định dặn dò mấy câu rồi về ai ngờ dương khánh truyền tin tần vi vi thấy hiện trường đồ sát cũng sợ hậu quả nàng nhanh chóng liên lạc với dương khánh dương khánh ở bên tiểu thế giới biết vụ việc đã chấm dứt gã nhanh chóng truyền tấn hỏi tình hình đại nhân tình huống như thế nào miêu nghị đáp không ngoài dự đoán những người này quả nhiên chuẩn bị cao thủ tùy thời hành động dương khánh nghe kể đại khái rồi vội nói Đại nhân, nếu đã làm thì đừng mềm lòng nương tay. Những người có thể tiết lộ tình hình hiện trường hãy nhanh chóng diệt khẩu hết đi. Miêu nghị nghiêng đầu nhìn hoàng phủ quân nhu hôn mê nằm trên bậc thang, lộ vẻ mặt phân vân. vân. Miêu nghị cũng muốn diệt khẩu, hắn thử thuyết phục mình hay là xử quyết hoàng phủ quân nhu luôn. Nhưng khi sắp đặt quyết tâm thì miêu nghị rụt tay về, nhưng chữa mạng sống cho một mình hoàng phủ quân nhu sẽ khiến người nghi ngờ. Vì vậy miêu nghị thuận nước song thuyền đưa nhân tình, nể mặt thiên hậu khấu ra chính khí môn hoặc bảo liên nên tha cho Chu Nhiên, Ô Hàn Sơn, Ngọc Hư Chân Nhân. Lần này đóng cửa hàng theo đầu người, Miêu Nghị tha cho bốn người tương đương với bỏ qua vài cửa hàng không đóng cửa. Đã giữ đám người này lại không giết thì cũng không cần giết đám cao múa nghệ kỹ. Miêu Nghị ngẫm nghĩ, trả lời. Bỏ đi, giết những người này hay không chẳng quan trọng. Dương Khánh. Sao đại nhân nói vậy? Những người này chính mắt nhìn thấy hiện trường. Nếu cấp trên gắt hỏi cao thủ bảo vệ đại nhân từ đâu ra, thì đại nhân làm sao giải thích? Miêu Nghị, ta còn cần giải thích gì? Ta nhìn thấu gian kế lấy hạ phạm thượng làm loạn âm mưu ám sát của họ, tình hình khẩn cấp bỏ tiền muốn người bảo vệ ta không được sao? Chỉ dựa vào một cái cớ ám sát đã là cái cớ hoàn mỹ nhất giải thích cho lần này. Tiểu thế giới, Dương Khánh đi qua đi lại trong phòng sốt ruột lắc đầu nguầy nguậy. Tần Tịch ở một bên hỏi, "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Dương Khánh ngửa đầu thở dài. Rõ ràng có thể chấm dứt hoàn toàn nhưng hắn cứ thích đâm ngang, thôi. Dương Khánh lắc đầu tiếp tục đung đưa tinh linh đáp lời. Xin đại nhân nghe ta một câu, nếu đại nhân cứ quyết để lại người sống, khi báo lên trên nhớ đừng nhắc đến việc âm mưu ám sát, tuyệt đối không được nói chữ nào, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra. Miêu Nghị hỏi, tại sao? Dương Khánh dẫn người ngoài tham gia vào việc nội bộ thiên đình, chuyện này vừa lớn vừa nhỏ. Đại nhân đóng cửa mấy trăm cửa hàng, giết mấy ngàn người. Thế lực đằng sau bọn họ mà phản công thì chuyện bé như hạt mè, cũng không có khoách đại thành trời, đại nhân bây giờ không thể ngăn nổi. Đại nhân thay thiên đế chấn thủ một phương, nếu đại nhân báo lên thương hội muốn ám sát mình, sự thật ngay đó, hành động ám sát của thương hội chẳng khác gì mưu phản vậy các chủ tử sau lưng bọn họ sẽ làm sao? Như lúc trước ti chức đã nói, gặp chuyện như vậy đại nhân khiến thiên đế xử lý thế nào? Đại nhân quan trọng hay đại thần cả chiều quan trọng hơn? Loại chuyện này chỉ có thể giới không báo, trên không truy xét. Thiên đế cũng không muốn làm lớn chuyện làm gì. Nhưng đừng phong tỏa tin ám sát, cứ để nó truyền ra, khiến tin ám sát đại nhân được khẳng định, nhưng đại nhân không thể báo lên, không thì đó là ép người ở trên không xuống đài được. Đại nhân chỉ cần thượng báo lên rằng thương hội kháng lệnh. Bằng vào bằng chứng trong tay đại nhân mấy năm nay thương hội kháng lệnh không nghe, không phục thiên đình quản lý đã đủ giải thích cho hành động lần này. Đại thế ngay bên đại nhân, những chuyện gì đừng nói quá nhiều. Đại nhân không tố cáo việc ám sát, đại thần cả triều không phải đồ ngốc người mù kẻ điếc, bọn họ sẽ hiểu ý đồ của đại nhân, ít nhất mặt ngoài không dây dưa đại nhân mãi sẽ không lôi chuyện đại nhân dẫn người ngoài tham gia nội bộ thiên đình hay vụ hạ độc. Việc này toàn bộ trên dưới mắt nhắm mắt mở cho qua, không thì dồn ép đại nhân lôi chuyện ám sát ra, sẽ khiến chính bọn họ khó xử mất mặt. Đây là những lời tâm huyết của Dương Khánh, đại nhân hiểu không? Lúc trước miêu nghị đứng yên bên hồ thật lâu, cũng vì dối rắm các loại hậu quả xấu cho mình. Giết đám người hoàng phủ quân nhu diệt khẩu hay không thành điểm then chốt. Bây giờ nghe Dương Khánh nói một câu như rẽ mây thấy ánh mặt trời, trong lòng miêu nghị rộng mở hẳn ra. Miêu Nghị kết thúc liên lạc, hắn cất tinh linh đi, chậm rãi bước tới giữa đám con hát đang run cầm cập. Miêu Nghị thản nhiên nói, thương hội mưu đồ quấy rối, mai phục sát thủ định ám sát bản đại thống lĩnh, các ngươi đều nhìn thấy. Nhưng bản đại thống lĩnh sớm biết việc này, đã đánh bại gian mưu, tử hình kẻ cướp tại chỗ. Việc này không liên quan đến các ngươi, trở về hết đi. Từ Mama, hãy mang người của ngươi đi đi. Từ Mama ngồi xổm dưới đất phập phòng lo sợ chợt ngước lên nhìn, thấy miêu nghị gật đầu thật sự đồng ý thả bọn họ đi nàng liền đứng dậy kêu người thiên hương lâu đi mau đi mau mọi người mau chạy đi đừng cản trở đại thống lĩnh làm việc rất nhanh đám con hát chạy sạch chỉ tiếc đám vũ nữ trước đó bao gồm mỹ nhân chúc rượu cho miêu nghị đã bị độc phát mà chết miêu nghị phất tay chu nhiên ô hàn sơn hoàng phủ quân nhu ngọc hư chân nhân bị kéo đi tạm thời giải vào đại lao trông giữ người không liên quan đều đi hết miêu nghị xoay người nói với nhóm thiên la các ngươi không không tiện ở lại bên cạnh ta nữa chờ mở cửa thành rồi hãy chạy sang ngay bốn người nhẹ gật đầu hiểu ý hắn nếu ở lại bị thiên đình điều tra ra sẽ liên lụy đến thiên hành cung ai ngờ miêu nghị nói một câu làm hỏng tâm tình của bốn người các ngươi yên tâm chỉ cần ta không xảy ra chuyện thì việc này tuyệt đối không liên lụy gì đến thiên hành cung là sao ánh mắt bốn người là lạ tiểu tử này sợ chúng ta giết người diệt khẩu ám thị trên tay hắn giữ hậu chiêu sao khi miêu nghị từ trên trời giáng xuống ngoài cửa thủ thành cung thì chỉ có một mình hắn miêu nghị ngoái đầu liếc con đường thay ngã khắp nơi máu chảy thành sông hắn chỉ chừa bóng lưng cho mọi người rất nhiều người chưa từng biết mặt của hắn càng không thấy rõ mặt mũi bốn vị thống lĩnh cùng hành lễ chào đại thống lĩnh miêu nghị nhìn xá cung vũ phỉ lý hoan đường nằm dưới đất hỏi có chuyện gì bẩm đại thống lĩnh hai người này cực kỳ đáng giận từ đường nhiên thật tự nhiên kể lại quá trình Miêu Nghị nhìn xác hai thân tín của Từ Đường Nhiên, hắn tràn đầy ẩn ý lướt qua gã, hắn không nói gì thêm. Miêu Nghị chỉ giận dò một tiếng, "Hãy kể lại tỉ mỉ việc này rồi báo lên." Nói xong Miêu Nghị sải bước đi vào cửa cung. Từ Đường Nhiên chắp tay lĩnh mệnh hướng bóng lưng hắn. "Tuân lệnh." Chợt có tiếng hét chói tai vang lên. Miêu Nghị vụt ngoái đầu lại, giật nảy mình. Một tu sĩ dựa chắn hiện thải liên nhất phẩm chẳng biết từ đâu chạy ra nhanh, như tia chớp lao vào miêu nghị, tốc độ nhanh đến mức hắn không kịp chạy trốn. Miêu Nghị khoảnh khắc xoay người giang tay, cầm phá pháp cung, Lưu Tinh Tiễn nhanh chóng đứng tấn kéo cung, trên cung tên lấp lánh bảo quang. Bùm một tiếng, một luồng sáng bắn ra. Chỉ một chớp mắt phản ứng ở trong mắt mọi người chỉ có thể hình dung bằng hai chữ, kinh diễm, tốc độ phản ứng quá nhanh. Phục Thanh, Mộ Dung Tinh Hoa, từ đường nhiên đứng gần không kịp trở tay hình thành sự đối lập rõ ràng với hắn. Chỉ có ưng vô địch là phản ứng nhanh chút, lật tay ném ra cây trường thương ngăn thích khách lao tới. Cung tên lóe bảo quang, nhiều người muốn nhìn mặt mũi ngư đại thống lĩnh đã thấy rõ trong khoảnh khắc đó bảo quang chiếu sáng khuôn mặt đường nét kiên cường cứng rắn lạnh lùng sự bình tĩnh đến bất ngờ khi đối diện sự sống chết không kịp bắn cùng lúc ba mũi tên vậy thì lo bắn một mũi tên trước vậy một mũi tên bắn ra pháp lực dâng trào cuồn cuộn cửa cung sau lưng miêu nghị sụp đổ khí lưu cuốn bụi trần tràn ngập khoảng không sau lưng hắn mặt đất dưới chân miêu nghị nứt dạn như mạng nhện không như lúc bắn tên giữa trời sao hư không chẳng biểu hiện được hiện tượng gì lúc này uy lực của phá pháp cung lộ rõ cung môn sập chẳng khác nào chặt đứt đường lui cuối cùng của miêu nghị nguyên thủ thành cung nằm trong đại trận bảo vệ vị trí cung môn là lối ra vào duy nhất của đại trận cung môn sập tức là đại trận đóng kín lối ra vào duy nhất mơ hồ thấy cái bát to màu bạc nhạt úp ngược nguyên thủ thành cung nó lung lay nhẹ rồi biến mất ưng ừ, vô địch ném trường mâu phản ứng khá nhanh chỉ cỡ quá trình phá pháp cung kéo dây nhưng lưu tinh tiễn bắn sau mà đến trước chỉ vài giây đã lướt qua trường thương được ném ra Phục Thanh quát to. Khổn tiên thẳng. Phục Thanh cũng lật tay ném một cây trường thương ra. Thích khách không ngờ trong nhóm người này có kẻ tốc độ phản ứng siêu nhanh đến thế, chỉ kém 10 trượng là có thể đánh trúng miêu nghị. Khoảng cách 10 trượng đối với tu sĩ Thải Liên chỉ trong tích tắc, nhưng cự ly 10 trượng trong cuộc chém giết đủ để thay đổi rất nhiều điều. Thích khách bị kẹt ở khoảng cách này đón lấy lưu tinh tiễn bắn tới gần. Thích khách phản ứng không chậm, xoay người giữa không chung ngay. Ai ngờ luồng sáng bắn tới bỗng rẽ hướng đuổi theo thích khách ưng vô địch, phục thanh lần lượt ném ra trường thương điều hụt, bay thẳng về phương xa bị thích khách né tránh. Lưu Tinh tiễn rẽ hướng bắn theo khiến thích khách bất ngờ. Lúc này không rảnh nghĩ nhiều, mắt thấy mũi tên sắp bắn chúng mình, thích khách chém bảo kiếm vào luồng sáng ập đến. Nhưng lại xảy ra chuyện bất ngờ, bảo kiếm chặt vào luồng sáng, rõ ràng đã chém chúng nhưng tựa như đánh vào hư vô, bảo kiếm lướt qua luồng sáng. Bị hụt. Con người thích khách có rút, dường như nghĩ đến điều gì. Dù sao chuyện miêu nghị giết ba, vào ba gia trong trăm vạn đại quân không phải bí mật gì phá pháp cung lưu tinh tiễn cũng không là vũ khí bí mật nhưng khi thích khách phản ứng lại thì đã muộn luồng sáng hiện hình trước mặt gã một mũi tên chế tạo bằng hồng tinh độ thuần cao ghim đốm đen xoay tròn to cỡ hạt đậu xanh công phá hộ thể pháp cương bắn trúng ngực của thích khách bùm mũi lưu tinh tiễn xuyên thủng ngực thích khách để lại lỗ thủng đỏ máu to cỡ nắm tay xuyên qua nó có thể thấy trăng sáng máu thịt phun ra lưu tinh tiễn bay ra từ sau lưng thích khách các giọt máu tung tóe, một kích chí mạng. Thích khách rên rỉ. Thích khách bỗng vung tay, bảo kiếm như sấm sét chém hướng Miêu Nghị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Miêu Nghị bắn ra mũi tên rồi năm ngón tay búng nhẹ, lại một lưu tinh tiễn cài dây cung, bảo quang chợt lóe bay cái vèo. Luồng sáng lại bắn ra gần như lướt sát bảo kiếm, thấy thích khách còn sức đánh trả nhưng Miêu Nghị không bắn rơi bảo kiếm đâm tới. Ánh sáng lại ập hướng thích khách, muốn giết chết hoàn toàn. Thích khách muốn giết Miêu Nghị, hắn cũng muốn bắn chết thích khách hai người nháy mắt bắn vào nhau trong khoảnh khắc này mạo hiểm kích động khiến bao người xoe tròn mắt nhóm vân chi thu sợ hãi không nói nên lời há hốc mồm một kích trước khi chết của tu sĩ thải liên không đơn giản phục thanh ưng vô địch mộ dung tinh hoa từ đường nhiên đều cầm vũ khí muốn ngăn chặn lại nhưng chậm một bước chỉ có vũ khí trong tay ưng vô địch là đụng nhẹ vào chuôi bảo kiếm nhưng tu vi của đối phương quá cao cú va chạm đó không ích gì ngược lại ưng vô địch bị chấn lùi lại một bước bốn người biểu tình kinh hoàng cùng nghiêng đầu, trợn to mắt trơ mắt nhìn bảo kiếm bắn về phía miêu nghị. Bùm! Hộ thể pháp cương trên người miêu nghị bị bắn thủng, gặp cao thủ như vậy thì nó không có hiệu quả ngăn cản. Nghiêng đầu! Miêu nghị bỗng nghiêng đầu cực nhanh, mau đến mức động tác đứng tấn kéo cung không kịp thay đổi. Bảo kiếm bay tới lướt qua giữa vai trái và đầu miêu nghị, xẹt qua cổ của hắn. Tuy bảo kiếm không đánh trúng miêu nghị, nhưng dư uy đòn công kích làm hắn trượt ra sau ba thước, vải vai áo bị xé rách bươm, nửa phần ngực, vai, nguyên cánh tay lõa lồ trong không khí, lộ ra nửa bên cơ thể săn chắc. Sợi tóc cột gọn bị xóa ra bay rối theo gió. Bùm! Bảo kiếm khựng lại trong không trung phía sau, cái bát trắng nhạt úp ngược lên thủ thành cung lại hiện ra. Màng sáng chặn lại bảo kiếm, kiếm rung bẩn bật, ánh sáng lan tràn trên vách màng cố gắng tiêu trừ sức mạnh công kích của nhát kiếm, bảo vệ thủ thành cung. Mũi lưu tinh tiễn thứ hai bay tới, thích khách sắp chết không né thoát được, Trơ mắt nhìn mũi tên ánh sáng bay thẳng vào mặt mình, trong mắt phản chiếu ảnh ngược. Trong khoảnh khắc này Thích khách nhớ tới lúc liên lạc với cấp trên, cấp trên hứa sẽ thưởng mạnh, lệnh cho gã làm thịt Ngưu Hữu Đức luôn. Thích khách biết công khai đánh lén đại thống lĩnh Thiên Nhai có hậu quả gì, nhưng gã không dám không nghe, nếu không tuân theo thì gã chỉ có con đường chết. Nhưng Thích khách không ngờ làm theo vẫn phải chết. Bùm! Thích khách không kịp nghĩ nhiều đã bị Lưu Tinh tiễn bắn bể đầu. Lúc này Phục Thanh mới hét một tiếng khổn tiên thằng cấp dưới vừa lấy sợi thừng ra mọi người chưa kịp hành động thì cuộc ám sát đã chấm dứt theo thân tàn của thích khách rơi xuống đất phục thanh và ưng vô địch ném ra trường thương mới chỉ khiến đại trận bao phủ hư không thiên nhai hiện hình có thể thấy tốc độ đánh nhau trong khoảnh khắc mau cỡ nào vù vèo hai mũi lưu tinh tiễn lần lượt bay về nhiều nghị chộp vào tay hắn chậm rãi xoay đầu lại thu chân đứng tấn giơ cung cầm tên lộ nửa bờ vai thân hình săn chắc tóc xõa dài đứng đó sau lưng miêu nghị là phế tích cửa cung sụp đổ bảo liên đã lùi lại một bước đang giật mình đứng bên trong nhìn ra ngoài mọi người nhìn miêu nghị trầm chầm, chầm, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng máu loãng chảy róc rách cảnh tượng mạo hiểm vừa rồi khiến người kinh diễm với tốc độ phản ứng của miêu nghị càng kinh diễm sự bình tĩnh trong khoảnh khắc đó vào phút sống chết miêu nghị không hề hốt hoảng không thì chưa biết ai là người chết ánh mắt mọi người nhìn đại thống lĩnh trở nên nghiêm túc hơn nhiều người thầm than không uổng là hảo hán một mình giết ba vào ba ra trong trăm vạn đại quân quả nhiên danh bất hư truyền bọn họ không biết rằng miêu nghị cũng bị bất đắc dĩ khoảnh khắc đó hắn bắt được cái nào thì dùng thứ đó không thể lãng phí thời gian chọn lựa miêu nghị vốn định dùng đả bất lạ nhưng lỡ rút phá pháp cung ra thì đành dùng nó lẽ ra liên tục bắn ba mũi nhưng không kịp miêu nghị chỉ đành bắn một mũi tên ra có thể thấy tình hình gấp gáp tới mức nào thực lực của đối thủ quá mạnh không cho phép miêu nghị có nhiều thời gian phản ứng may mắn đang ở cửa thủ thành cung cách con đường rộng, có trọng binh cách ly khiến thích khách không đến gần ám sát được, cho Miêu Nghị chút thời gian phản ứng. Nếu đánh lén cự ly gần như ở Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu, thì vừa rồi Miêu Nghị chết chắc. Đám thê thiếp Vân Chi Thu thả lỏng dây thần kinh căng thẳng, nhưng tim vẫn đập rất nhanh. Pháp âm lúc trước chắp tay mặc niệm kinh Phật siêu độ cho hơn, 8.000 mạng sống dần thả hai tay xuống, trợn to mắt sáng. Ban đầu Pháp âm trách miêu nghị tàn nhẫn, lúc này mới biết người ta cũng không nhẹ tay với hắn đám người cơ mỹ lệ sợ hết hồn nhìn miêu nghị tóc xõa dài đứng thẳng ánh mắt phức tạp đám nữ nhân này tuy được miêu nghị nuôi nhưng bảo trong lòng ai không bất mãn hán tam thê tứ thiếp là không thể nào chỉ có bây giờ bọn họ mới sâu sắc cảm nhận được miêu nghị bỏ ra tài nguyên nuôi bọn họ không phải nhẹ nhàng kiếm được không phải ngồi trên chức quan béo bởi đại thống lĩnh thiên nhai là tài nguyên tự động đổ về bọn họ an nhàn thoải mái là miêu nghị dùng mạng sống đổi lấy nam nhân này không chỉ đối mặt người ngoài tấn công trí mạng Ví dụ ám sát ngay trước mắt, còn phải luôn cảnh giác người mình phản bội, như người thân năm nhà bắt tay nhau phản hắn, có trái ôm phải ấp cũng không thoải mái gì. Nếu mới rồi Miêu Nghị đi bán muối thì ngày lành trong đại thế giới của họ cũng kết thúc. Miêu Nghị tóc xõa dài đứng trước cửa cung sụp đổ lạnh lùng nhìn quanh bốn phía, mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng nghĩ mà run. Chỉ có Miêu Nghị biết mới rồi lưỡi bảo kiếm xẹt qua cho đến nay vị trí đó, còn tê dại đau nhức. Miêu Nghị chỉ hơi tạm dừng trên người nhóm vân chi thu một chút rồi tiếp tục tìm kiếm trong đám đông còn ai đáng ngờ không. Hắn lo vẫn có kẻ quấy phá, dù sao rất nhiều người muốn giết hắn. Miêu Nghị chỉ không ngờ có người dám công khai ám sát hắn ngay trước mắt công chúng, thân phận của hắn là đại thống lĩnh thiên nhai chấn thủ một phương. Xem ra có người không quan tâm giới hạn cuối cùng, không thèm nể mặt thiên đế, đây là điều cực kỳ nguy hiểm cho Miêu Nghị. Nếu ra cọc khoác trên người cũng không thể bảo vệ được hắn, thì có rất nhiều người có thể đưa Miêu Nghị vào chỗ chết. Trên nóc nhà phía xa, bốn người trung ly khoái đổi áo dịch dung lại cũng sợ đứng tim cửa thành còn đóng bọn họ tạm thời không ra được ai ngờ mới bỏ mặc miêu nghị một chốc đã có người xuống tay với hắn khi chuyện xảy ra vì bọn họ cách quá xa thiên la muốn ngăn cản cũng không kịp quá đột ngột thấy miêu nghị không bị gì ngược lại chu sát tu sĩ thải liên thì thiên la gật gù khen tiểu tử giỏi năng lực bình tĩnh ứng biến rất tốt có thể tránh thoát một kiếp không phải may mắn thiên la xoay người phất tay mang ba người nhảy xuống nóc nhà nhanh chóng đến gần thủ thành cung phòng ngừa có người lại tấn công miêu nghị keng 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 bảo kiếm khảm trên trận bảo vệ rơi xuống đất đám người phục thanh đứng trước cửa cung giật mình nhìn miêu nghị bỗng chốc lấy lại tinh thần từ thống lĩnh hỏi dồn đại nhân có sao không miêu nghị nhẹ lắc đầu vẫn lạnh lùng tìm kiếm trong đám người thiên binh thiên tướng ở bên dưới phản ứng lại một đám người xông tới gần xác thích khách ngã xuống đao thương chặt chém xác chết thành thịt vụn từ đường nhiên hú lên tổ cha nó tránh ra cho ta từ Đường Nhiên dơ thương vọt tới đâm chọc cái xác đã nát bấy, trông bộ dáng tức giận hơn ai hết. Từ Đường Nhiên đang giả vờ giả vịt, cố ý làm cho đại thống lĩnh xem để biểu thị cơn bực tức trong lòng. Nhưng đúng là Từ Đường Nhiên nghĩ mà run, nếu vừa rồi đại thống lĩnh chết thật, không nói tới gã đóng nhiều cửa tiệm đắc tội bao nhiêu người, nếu cấp trên nghiêm túc điều tra cái chết của Cung Vũ Phỉ, Lý Hoàn Đường, không có đại thống lĩnh chống thì có một số việc không chịu nổi việc điều tra. Lúc giết Lý Hoàn Đường, Cung Vũ Phỉ quá gấp gáp, từ đường nhiên chợt này ý hành động nên để lại sơ hở, ví dụ thời gian đánh nhau không khớp. Bên dưới quá nhiều kẻ nghiêng theo chiều gió, quỷ biết khi cấp trên điều tra thì người bên dưới có nói linh tinh không? Miễn đại thống lĩnh không ngã, từ đường nhiên cắn chết không nhả, có đại thống lĩnh ở bên trên uy hiếp thì người bên dưới mới không dám nói bậy bạ. Trừ phi không muốn lăn lộn nữa, đại thống lĩnh không chịu thả người thì đừng hòng muốn được điều đi đâu. Mộ dung tinh hoa trợn trắng mắt, không chịu nổi cái tên nịnh nọt này, đang ở trước mặt nhiều người cũng không biết kiềm chế một chút, Miêu Nghị hờ hững lướt qua từ đường nhiên, hắn đã thói quen gã nịnh hót. Từ đường nhiên chút giận xong chạy về, cầm chữ vật thủ chạc dâng lên. Đại nhân, đầu của thích khách không chịu nổi đại nhân ra tay, hơi khó phân biệt được thân phận. Hy vọng có thể điều tra ra manh mối từ trong thứ này. Miêu Nghị cầm chữ vật thủ chạc cất về, suy nghĩ một lúc trầm ngâm nói. Mở rộng bốn cửa thành đi. Từ đường nhiên nhắc nhở. Đại nhân, vẫn còn dư nghiệt. Thấy ánh mắt miêu nghị nghiêm nghị lướt qua từ đường nhiên vội sửa lời, vâng ti chức tuân mệnh miêu nghị lấy pháp khí mở đại trận thủ thành cung ra hắn lại mở đại trận trước bao cặp mắt nhìn chăm chú hắn sải bước vào trong đóng kín đại trận phòng ngừa lại có người ám sát đánh lén miêu nghị biến mất trong tầm mắt của mọi người bốn người phục thanh cung tiễn đại thống lĩnh họ xoay người nhìn hiện trường máu chảy lênh láng quay sang ngó nhau phòng chừng trong thời gian ngắn mùi máu sẽ không tán đi quan trọng là máu không như nước rất dễ đông lại trong ống cống dưới đất bốn người bận rộn, thanh lý mảnh đất này là việc nhỏ, kê biên tài sản nhiều cửa hàng, chỉ việc chỉnh lý vật phẩm đã tốn nhiều thời gian. Từ đường nhiên còn phải tìm cách biên tạo nguyên nhân cái chết của cung vũ phỉ, Lý Hoàn Đường không sơ hở để báo lên trên. Thấy miêu nghị vào thủ thành cung, đám người thiên la âm thầm đề phòng cùng thở phào. Thủ thành cung có đại trận phòng hộ, người bình thường khó thể công phá. Vân Chi Thu cũng thở ra, nàng truyền âm với mấy nữ nhân bên cạnh. Về đi, sau khi trở lại tạm thời đừng quấy dày đại nhân, Hiện giờ hắn không có tâm tình nói chuyện với chúng ta. Đám đông đứng xem nhìn từng đống xác chết bị nâng đi, không biết bao nhiêu người thổn thức. Trong đám đông truyền ra các loại nghị luận, rất nhanh việc Ngưu đại thống lĩnh bị ám sát công khai đã đồn ầm ĩ, nhanh chóng lan tràn. Vân Chi Thu trở về Vân Dung quán, lên lầu định về phòng mình chợt nghiêng đầu nhìn phòng bên cạnh. Vân Chi Thu bỗng dưng thấy tức, giận dò. "Thiên Nhi, đi phòng kế bên nhắc một câu việc hôm nay đại nhân gặp nạn, nhìn xem nàng ta có phản ứng gì." nữ nhân nhà miêu gia vừa rồi đều có mặt chỉ mình hồng trần tiên tử luôn né tránh còn giống người xuất gia còn hơn là người xuất gia thật thiên nhi nhanh chóng trở lại vân chi thu ngồi yên trong đình nghiêng đầu hỏi đã nói chưa rồi phản ứng thế nào chỉ hỏi đại nhân có bị gì không biết không bị gì thì không nói thêm phản ứng rất bình tĩnh vân chi thu hầm hừ đúng là nuôi thứ ăn cháo đá bát thiên nhi tuyết nhi liếc nhau có vẻ hôm nay tâm tình của phu nhân khá tệ tiểu thế giới Vô Lượng Thiên. Dương Khánh ngồi sau bàn dài liên lạc với Tần Vi Vi xong gã cất tinh linh, lắc đầu cười khổ. "Phu nhân ơi, nữ tế nhà chúng ta đúng là có vận may siêu tốt." Thanh Mai, Thanh Cúc đứng một bên khó hiểu nhìn nhau. Tần Tịch lấy làm lạ hỏi, "Sao vậy?" Mới rồi Vi Vi đưa tin nói, Dương Khánh kể lại chuyện Miêu Nghị gặp ám sát, Tần Tịch giật mình kêu lên, "Suýt mất mạng mà bảo là may gì?" Miêu Nghị xua tay, "Nàng không hiểu." Dương Khánh không muốn nói nhiều, bây giờ gã cần rèn sắt khi còn nóng thừa dịp này, giữ liên lạc chặt chẽ với Miêu Nghị. Dương Khánh lấy tinh linh ra. Miêu Nghị đang tắm trong thủ thành cung, công nhận hắn thói quen được người hầu hạ bây giờ, không quen tự mình làm mấy chuyện vụn vật này, đặc biệt trong lúc đang bận suy nghĩ. Đối với người hở chút là liên quan đến mạng sống cả đám người, thì không như năm xưa có cái quầy hàng nhỏ bán thịt, một ý nghĩ sai lầm có thể sẽ gây ra tổn thất không thể cứu vãn. Việc Miêu Nghị phải lo không tiện bị mấy việc vặt quấy dày, cần người gần gũi hầu hạ, cái này không liên quan gì tới sĩ diện hoặc hưởng thụ, nó thật sự rất cần thiết. Nói câu khó nghe, dù là về mặt nữ sắc phải tùy thời sẵn sàng thỏa mãn hắn, rất cần tam thê tứ thiếp, tóm lại không nên trở thành nguyên nhân quấy dày miêu nghị. Có mối quan hệ dây dừa dối rắm như với Hoàng Phủ Quân Nhu là điều cực kỳ kiêng kỵ. Bên người có bảo liên hầu nhưng người ta là nữ nhân, chuyện tắm dừa không được tiện. Đổi lại nữ nhân khác có lẽ miêu nghị sẽ sai khiến, nhưng tình cảm với Ngọc Linh chân nhân trưởng môn chính khí môn đặt ở đó, Ngươi không muốn thu tôn nữ, của người ta kêu bắt người ta làm việc hủy trong sạch là sao? Trong nhà tuy có nhiều thiếp thất, nhưng vì an toàn của các nàng nên miêu nghị không thể lộ quan hệ với họ được, đặc biệt chuyện xảy ra ngày hôm nay. Trong mắt người ngoài thì chuyện miêu nghị và lão bản nương vân dung quán đã là quá khứ, không còn tới lui nữa, chỉ thành trò cười. Dương Khánh truyền tấn đến, miêu nghị không để gã chờ lâu. Một chuỗi việc xảy ra chứng minh Dương Khánh suy nghĩ cặn kẽ hơn hắn. Miêu nghị móc tinh linh ra trả lời. Có chuyện gì? dương khánh mới rồi vi vi báo cho biết đại nhân gặp nạn đại nhân có sao không miêu nghị có kinh không hiểm không sao hết dương khánh hỏi đại nhân có biết là ai ám sát không miêu nghị hiện chưa biết đám quyền quý thiên đình là đáng ngờ nhất dù sao ta mới đóng cửa nhiều tiệm huyết yêu thì sao hiện giờ huyết yêu không dám ra mặt chống đối hắn huống chi sai khiến tu sĩ thải liên công khai khử hắn nếu này làm lén thì còn có thể không thì quần anh hội sẽ giết huyết yêu đầu tiên miêu nghị nghi ngờ đám phản tặc địa ngục tuy địa ngục giả bộ hèn nhiều năm nhưng người gai mắt hắn cũng nhiều ví dụ ngũ thánh rất có thể sai khiến nhân viên lục đạo ẩn núp bên ngoài xuống tay với miêu nghị nhưng lẽ ra không nên làm công khai như thế hơn nữa ngũ thánh chưa lấy được công pháp hoàn chỉnh của sáu kỳ công thì không thể nào giết miêu nghị đương nhiên hắn không định nói cho dương khánh biết về địa ngục đám quyền quý trong thiên đình thì miêu nghị ôm nghi ngờ địa vị của hắn ở trong thiên đình tuy không cao nhưng thân phận đại thống lĩnh thiên nhai không phải trưng chơi trận ám sát ở cửa cung thủ thành và cái gọi là ám sát trong xuân hoa thu nguyệt lâu không cùng tính chất nếu thành công trong xuân hoa thu nguyệt lâu thì người ta hoàn toàn có thể diệt khẩu tất cả người liên quan ở cửa thủ thành cung thì quá nhiều người chứng kiến không thể diệt khẩu không cách nào giết hết người nguyên thiên nhai thứ hai là lý do lúc trước dương khánh có nói rồi đám người xuân hoa thu nguyệt lâu cùng hành động thì pháp không trách chúng nên tóm lại miêu nghị không nghĩ ra ai dám làm điều đó dương khánh nếu đúng là người bên thiên đình làm thì không biết vị nào ra chiêu ngu như vậy nhưng tóm lại đã giúp đại nhân một việc miêu nghị hơi bất ngờ hắn đang lo có người bất chấp sự giới hạn muốn lấy mạng hắn vậy thì hắn sẽ rất nguy hiểm ai ngờ dương khánh bảo là việc tốt miêu nghị hỏi là sao dương khánh nói thật thì lúc trước ta muốn đại nhân sắp xếp một cuộc ám sát thế này nhưng phái tu sĩ kim liên đi ám sát đại nhân thì như đùa uy danh đại nhân tung hoành trong trăm vạn đại quân không đùa được bên cạnh có nhiều người bảo vệ trừ phi sắp đặt tu sĩ thải liên cao cấp hơn nhưng không tu sĩ thải liên nào đồng ý làm chuyện như vậy nếu bị điều tra ra thì không ổn tu sĩ kim liên thì chúng ta có thể sắp xếp người phe mình dù sao có thể rất nhanh chuyển người về tiểu thế giới nhưng bảo tu sĩ kim liên ám sát đại nhân là không hiện thực giờ thì tốt rồi không ngờ có kẻ giúp đại nhân bổ sung vào miêu nghị hỏi lấy việc này ra làm cái cớ gì dương khánh dù là trần gian hay trên chín tầng trời thì từ xưa đế vương đa nghi đại nhân không cần vẽ vời gì hết không cần biết có phải quyền quý thiên đình làm không thiên đế sẽ là người đầu tiên nghi ngờ quyền quý thiên đình dù sao trước đó đã có tiền án không nghi ngờ không được bên dưới có người công khai khiêu chiến quyền uy của thiên đế nếu là một đám người thì khó khăn nếu là một người thì thiên đế sẽ giết gà dọa khỉ khi điều tra ra được thiên đế tuyệt đối không buông tha việc này làm lớn ai nhảy ra gây sự với đại nhân đều sẽ bị thiên đế nghi ngờ cái gọi là gần vua như gần cọp không chứng minh được sự trong sạch của mình thì không ai chịu nổi bị thiên đế nghi ngờ đại nhân tạm thời không cần lo hậu quả hôm nay huyết tẩy thiên nhai nhưng có một điều đại nhân phải cẩn thận nghe vi vi nói đại nhân lấy được chữ vật thủ trạc trên người thích khách miêu nghị trả lời đúng rồi dương khánh hy vọng thích khách không mang theo thứ gì dính líu đến thân phận bàn tay đen sau màn nếu thật sự là quyền quý thiên đình làm không chừng có người không tiếc mọi giá trừ khử đại nhân để hủy vật chứng nên đại nhân tuyệt đối đừng cho người ta có cơ hội xuống tay phải đợi đến khi thiên đình phái người điều tra chắc người thiên đình rất nhanh sẽ đến còn một khả năng nữa là nếu bàn tay đen sau màn không có cơ hội xuống tay có thể sẽ ra mặt đàm phán với đại nhân đại nhân hãy chuẩn bị tâm lý không thể giao vật chứng cho đối phương không có điểm yếu thì đại nhân sẽ nguy hiểm nhưng có thể thích hợp giành chút lợi miêu nghị ngươi cũng nghi ngờ là quyền quý thiên đình làm dương khánh ti chức không thể xác nhận là ai làm ti chức ở tiểu thế giới nên không rõ tình huống đại nhân giao tiếp, không thể phán đoán được, ti chức chỉ nhắc đại nhân chuẩn bị trước vậy thôi. Ngoài ra việc này qua đi e rằng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của đại nhân, đại nhân huyết tẩy thiên nhai gây hại đến ích lợi của quyền quý, một thiên nguyên tinh bình thường còn được, nếu đại nhân thăng chức tổng trấn thiên nhai thì dính líu ích lợi càng lớn hơn nữa. Đại nhân luôn làm chuyện này e rằng không ai muốn thấy đại nhân thăng chức, dù là thiên hậu cũng sẽ phải suy xét cho ích lợi của hạ hầu gia tộc. Đại nhân muốn lên chức bình thường e rằng hy vọng xa vời. Truy cập haleyzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không cần Dương Khánh nhắc nhở Miêu Nghị cũng biết, trước khi hắn quyết định làm việc này thì đã không trông chờ vào có thể lên chức bình thường. Miêu Nghị luôn không suy nghĩ quá xa xôi, dù là khi nào hắn luôn quan tâm chuyện trước mắt, lo xa làm gì? Nếu cứ lo này lo kia như Dương Khánh thì khỏi làm việc gì nữa, chuyện trước mắt không lo xong còn lo gì đến việc về sau. Nếu miêu nghị hạ gục đám thương hội đánh lén sau lưng trước, chuyện về sau thì đi một bước xem một bước rồi sẽ có cơ hội. Hai người kết thúc liên lạc, miêu nghị ngâm mình trong nước xếp các tinh linh bên bờ, đều là đồ trên người thích khách, không biết trong đó có tinh linh liên lạc với bàn tay đen sau màn không. Miêu nghị đang suy nghĩ có nên đưa Dương Khánh tới đại thế giới không, có tên này theo bên cạnh dường như có ích nhiều. Địa lao thủ thành cung, Chu Nhiên, Ô Hàn Sơn, Ngọc Hư Trân Nhân, Hoàng Phủ Quân Nhu, mỗi người bị nhốt một gian riêng, Hoàn cảnh địa lao dĩ nhiên không sạch sẽ được, thật ra bị nhốt trong địa lao thủ thành cung xem như vinh hạnh, người bình thường bị nhốt vào địa lao trong bốn thành là xong, không có tư cách bị nhốt ở đây. Hoàng phủ quân nhu nhốt cách xa người khác, nàng ở tận nhà tù trong cùng. Hoàng phủ quân nhu ngồi xổm trong góc, hai tay ôm chân, biểu tình buồn bã, tiểu tụy hiếm thấy, mắt thẫn thờ. Miệng hoàng phủ quân nhu còn dính mỡ đùi gà từng bị miêu nghị nhét vào mồm, ai từng thấy hoàng phủ đại mỹ nhân bình thường rực rỡ giờ ra nông nỗi này có nam nhân nào không kinh diễm xem nàng như nữ thần khi ra đường hoàng phủ quân nhu toàn ngồi trong kiệu sợ khiến nhiều người chú ý thêm ong bướm dây dưa lòng ta hướng trăng bất đắc dĩ trăng sáng chiếu mưng câu hoàng phủ quân nhu thật sự bị miêu nghị làm nát tim hắn lợi dụng niềm tin của nàng triệt để nói câu khó nghe là miêu nghị không để ý sự chết sống của hoàng phủ quân nhu nàng nói ra lời dụ đám người thương hội mời tiệc ngay trước mắt bao người hại đám người thương hội chúng bấy đầu rơi xuống đất hỏi sao nàng chịu nổi sau này nàng làm sao ra ngoài gặp người? Két 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 két. Cửa tù mở, Bảo Liên đưa ra thủ dụ của đại thống lĩnh rồi đi vào địa lao. Chu Nhiên, Ô Hàn Sơn, Ngọc Hư chân nhân nghe tiếng liền chạy tới gần song sắt nhìn ra hành lang. Hoàng phủ quân nhu không nhúc nhích, nàng ngồi thẫn thờ như không nghe thấy gì. Bảo Liên bỏ qua ánh mắt đầy hy vọng của Chu Nhiên, Ô Hàn Sơn, nàng đến trước cửa Ngọc Hư chân nhân bị nhốt, vất tay ra hiệu. Ngục tốt liền tiến lên mở cửa tù ra ngọc hư chân nhân ra khỏi cửa tù nghi hoặc hỏi bảo liên đây là bảo liên trả lời bảo liên cầu tình với đại thống lĩnh nên đại thống lĩnh đồng ý thả sư thúc tổ rời đi nhưng bây giờ chưa thể giải cấm chế trên người sư thúc tổ đệ tử đã thông báo các sư huynh ở bên ngoài nghênh tiếp sư thúc tổ ra ngoài rồi tự giải cấm chế cũng không muộn ngọc hư chân nhân khẽ kêu à ngọc hư chân nhân thầm hiểu đại thống lĩnh nghĩ tình xưa cộng thêm gã chỉ làm nền trong thương hội chưa làm việc gì xin lỗi ngưu đại thống lĩnh, không thì tình hình nhiều cái đầu rớt xuống đất, như thế không phải bảo liên xin một câu là được bỏ qua. Ngọc hư chân nhân gật đầu rời đi. Thấy bảo liên lướt qua hàng rào, chu nhiên vội hét lên. Bảo liên cô nương, không biết đại thống lĩnh muốn xử lý chúng ta thế nào. Bảo liên lắc đầu. Ô Hàn Sơn kêu lên. Bảo liên cô nương, xin hãy nhắn với đại thống lĩnh dùng là ô Hàn Sơn ta đây. Từ đầu tới đuôi chưa từng khó xử đại thống lĩnh, xin đại thống lĩnh nghĩ tình khấu văn lam khấu tổng trấn mà nương tay cho bảo liên gật đầu biểu thị sẽ chuyển lời ngoài ra không nói nhiều ngọc hư chân nhân từ con đường nhỏ đi tới cửa lớn thủ thành cung thấy thiên binh thiên tướng đang xây lại cửa cung sụp đổ gã kinh ngạc hỏi có chuyện gì vậy bảo liên trả lời vừa rồi đại thống lĩnh bị tu sĩ thải liên ám sát ngay trước cửa tu sĩ thải liên ngọc hư chân nhân giật mình kêu lên đại thống lĩnh có bị sao không Đại thống lĩnh không sao, thích khách đã bị đại thống lĩnh bắn chết, tình huống cụ thể thì sư thúc trở về hỏi các sư huynh liền biết, giờ đệ tử không tiện nói nhiều. Bảo Liên vừa nói vừa lấy pháp khí mở trận pháp ra, mở một con đường mời sư thúc tổ rời đi. Ngọc Hư chân nhân ra khỏi cửa cung, thấy bên ngoài máu nhuộm mặt đất. Lúc Ngọc Hư chân nhân bị bắt đến đây đã tận mắt nhìn thấy thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông, giờ không có xác chết, nhưng nhìn cảnh tượng vẫn làm gã tim đập chân run. Trong không khí tràn ngập mùi máu nồng nặc ngọc hư chân nhân đi xuống bậc thang cao cao có đệ tử chính khí môn đứng chờ sẵn chạy lại nhìn từ trên xuống dưới hỏi thăm sức khỏe của ngọc hư chân nhân rồi nhanh chóng giải cấm chế pháp lực trên người gã thủ vệ đứng trước bậc thang quát nạt đi mau lên không cho phép ở lại đây mọi người đi tới bên kia đường cái ngọc hư chân nhân hỏi đám đệ tử nghe nói đại thống lĩnh gặp ám sát là thế nào sư gia khi ấy đúng là siêu mạo hiểm mấy đệ tử thi nhau kể lại tình hình lúc đó ngọc hư chân nhân nghe xong thở dài ngọc hư chân nhân đã hiểu ý câu nói của bảo liên biết tại sao nàng không cho gã giải cấm chế lúc trong thủ thành cung đang lo có người ám sát miêu nghị ngọc hư chân nhân ngoái đầu nhìn hướng thủ thành cung nhớ hồi miêu nghị còn ở chính khí môn khi đó gã thấy hắn ngây thơ biết bao ngẫm lại bây giờ miêu nghị thậm chí dùng thủ đoạn xấu xa là bỏ độc giết người không chớp mắt ngọc hư chân nhân lắc đầu nói đại thống lĩnh đã thay đổi quan trường quả nhiên là trảo nhộm lớn đi thôi Ngọc Hư chân nhân vẫy tay dẫn đám đệ tử rời đi. Bảo Liên trở về quả nhiên chuyển lời của Ô Hàn Sơn cho Miêu Nghị. Miêu Nghị tắm xong người mát mẻ, hắn nằm trên xích đu dưới dây leo, nghe Bảo Liên kể xong ngẫm nghĩ, vẫy tay nói: "Thả hết, thả cả ba người." Miêu Nghị định bắt Chu Nhiên, Ô Hàn Sơn viết thư nhận tội nhưng bây giờ ngẫm lại không cần thiết nữa. Bảo Liên nhanh chóng quay về địa lao truyền pháp chỉ. Chu Nhiên, Ô Hàn Sơn đi ngay lập tức. Một đám trưởng quầy cửa hàng rớt đầu trong xuân hoa thu nguyệt lâu, khi họ bị bắt tới nơi chứng kiến cảnh tượng thảm tuyệt nhân họa trước cửa thủ thành cung ngẫm lại mà run nên hai người nào dám ở lại lâu hơn sợ miêu nghị đổi ý cửa tù giam trong cùng mở ra hoàng phủ quân nhu ngồi yên trong góc không nhúc nhích không định rời đi không thèm ngẩng đầu lên bảo liên buộc phải lớn tiếng nhắc nhở hoàng phủ trưởng quầy đại thống lĩnh đã pháp ngoại khai ân tha cho ngươi về ta không đi hoàng phủ quân nhu ngước hốc mắt đỏ hoay lên nghiến răng nghiến lợi nói kêu ngưu hữu đức tới gặp ta bảo liên nhíu mày nói hoàng phủ trưởng quầy, đừng có được một tắc lại muốn tiến một thước. Nếu chọc giận đại thống lĩnh thì ngươi muốn đi cũng không được, dưới đao của đại thống lĩnh không ngại thêm một đầu người. Hoàng phủ quân nhu không lên tiếng. Đi hay không thì tùy. Bảo Liên hơi bực, còn muốn nàng quỳ xuống cầu người đi sao? Bảo Liên vung tay ra hiệu ngục tốt lại đóng cửa tù, xoay người bỏ đi. Chốc lát sau miêu nghị nghe Bảo Liên báo lại đã đích thân đến, hắn đứng yên ở cửa địa lao một lúc rồi ra lệnh. Lui ra hết, không có sự đồng ý của ta không cho phép ai đến gần nơi này. Đám thủ vệ lĩnh mệnh cáo lui. Tuân lệnh. Miêu Nghị cầm chìa khóa một mình đi vào địa lao, đến phía tận cùng thì ngừng bước. Nhìn Hoàng Phủ Đại Mỹ Nhân, ở trong lao ngục bẩn thỉu khiến Miêu Nghị không kiềm được gãi mũi, dù sao là chuyện tốt hắn làm ra. Hoàng Phủ Quân Nhu không xa lạ gì tiếng bước chân của Miêu Nghị, nàng từ từ ngước đầu lên. Khi xác nhận đúng là tên khốn kiếp kia, Hoàng Phủ Quân Nhu như kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt, nàng đứng bật dậy lao tới hai tay chộp hàng rào, trừng mắt nhìn nhau. nếu không phải pháp lực bị kiềm chế làm hoàng phủ quân nhu không thể lao ra tù giam, thì nàng đã liều mạng với hắn. miêu nghị đến gần cửa nhỏ, cắm chìa khóa vào mở cửa tù ra, giơ tay mời. hoàng phủ trưởng quầy chịu khổ, mời đi. hoàng phủ quân nhu lao ra ngay, túm cổ áo miêu nghị tức giận quát: Ngư hữu đức, ngươi dám lợi dụng ta! miêu nghị biết hoàng phủ quân nhu đang nói cái gì, hắn không chống cự, lạnh nhạt nói tự nàng suy nghĩ nhiều rồi ta lợi dụng nàng bao giờ ai đều biết hoàng phủ trưởng quầy không ngốc sao có thể làm chuyện rõ ràng chọc nhiều người tức giận như thế trừ phi sau này không muốn làm người nữa không ai cho rằng ta thuận thế lợi dụng lời đề nghị của nàng ngược lại là ta giúp nàng vạch rõ giới hạn quan hệ giữa hai ta đừng tức giận đi đâu cũng có thể giải thích hợp lý hoàng phủ quân nhu ngây người đúng thật nàng bị chọc giận mụ đầu quên mất nhưng ngẫm lại thấy không đúng nếu vì giúp nàng vậy tại sao không nói trước cho biết Rõ ràng là hắn lợi dụng nàng. Hoàng phủ quân nhu nổi điên hai tay đấm vào hắn túi bụi. Tên khốn, còn dám nói không phải lợi dụng ta? Dám lừa ta, ta liều mạng với ngươi. Miêu Nghị nhanh chóng kiềm chặt hai cổ tay nàng. Đừng phá. Dám ngại ta phá? Lúc ngủ người ta sao không chê? Xong việc liền trở mặt, ngưu hữu đức, đồ súc sinh. So với nàng lúc trước lên giường xong việc liền liên hợp với huyết yêu lấy mạng của ta, so sánh thì còn con như con kiến với con voi ít nhất ta chưa từng muốn lấy mạng của nàng hoàng phủ quân nhu hụt hơi bởi vì lúc đó hai người xảy ra quan hệ hơi đột ngột hai bên không có tình cảm thật sự khi đó hoàng phủ quân nhu nhìn ra tên khốn này chỉ muốn chơi đùa với nàng chứ không thật lòng nhưng bây giờ lại khác đã là lâu ngày sinh tình hoàng phủ quân nhu thật sự xem đối phương là nam nhân cả đời mình ai ngờ hắn vẫn đối phó với nàng như vậy càng nghĩ càng tức hoàng phủ quân nhu giật mạnh hai tay bị kiềm chặt khốn nạn ngươi không hề để ta trong lòng ngươi xem ta như đồ chơi có cũng được không cũng chẳng sao miêu nghị hất hai tay hoàng phủ quân nhu ra làm nàng lào đảo thụt lùi mấy bước hắn chỉ ra ngoài cười khẩy nói nàng nói ta không xem trọng nàng chính nàng nhìn thấy tình hình xuân hoa thu nguyệt lâu lúc đó cách làm hợp lý nhất của ta là giết hết các người diệt khẩu nhưng vì nàng có biết nàng gây rắc rối lớn cỡ nào cho ta không vì bảo vệ nàng khiến ta phải lấy cỡ thả nhóm chu nhiên đi thả bọn họ chỉ vì sợ để một mình nàng trở về khó mà giải thích rõ ràng vì bảo vệ nàng yên ổn mà ta thả dính vào rắc rối lớn, nàng còn dám nói ta không đặt nàng ở trong lòng. Có phải chờ khi đầu của ta rơi xuống đất thì nàng mới cam lòng. Hoàng phủ quân nhu á khẩu, ngây ra tại chỗ. Nàng không ngốc, tình huống ở Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu đúng như Miêu Nghị nói, cách tốt nhất là diệt khẩu mọi người, nếu chỉ thả mình nàng trở về thì nàng rất khó giải thích, dễ khiến người nghi ngờ. Nét giận dữ thoáng chốc biến mất, uất ức trong lòng cũng không còn, ngược lại lòng Hoàng phủ quân nhu tràn đầy ngọt ngào nhưng ngoài miệng hoàng phủ quân nhu không chịu thua nàng hất váy xài bước đi vào nhà tù khoanh tay trước ngực hách mắt nhìn nóc nhà hoàng phủ quân nhu hử lạnh xem ta là thứ gì người muốn bắt liền bắt muốn tha thì thả sao nếu hôm nay ta không chút được cơn tức này thì đừng hòng ta dễ dàng rời đi người làm sao thì làm miêu nghị nhớ mày hỏi nàng thật sự không ra ngoài không ra ta nói cho nàng biết mẫu thân của nàng đến thăm nàng hoàng phủ đoan dung đích thân tới đây chờ ở ngoài thủ thành cung có phải nàng muốn để bà ta tự mình đến hỏi nàng tại sao ở lì, trong này không đi? Hoàng phủ quân Nhu bày ra bộ dạng ngang bướng bỗng chốc lúng cuống. Mẫu thân của nàng là nhân vật lợi hại, phụ thân còn phải ngoan như cừu, nàng thì như chuột thấy mèo. Hoàng phủ quân Nhu bước nhanh ra, căng thẳng hỏi: "Sao mẫu thân của ta đến?" "Sao ta biết? Nàng hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Chắc chắn mẫu thân của ta sẽ hỏi về vụ Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu, ta nên trả lời sao đây?" nàng cứ kể thật là được nhiều người nhìn thấy muốn giấu cũng không thể đừng nói ra việc hai ta cấu kết với nhau là được hoàng phủ quân nhu mắng dẹp đi quỷ mới cấu kết với ngươi hoàng phủ quân nhu không dám để mẫu thân chờ lâu nàng bỏ lại miêu nghị chạy mất miêu nghị ra khỏi đại lao triệu bảo liên đưa hoàng phủ quân nhu đi hắn nhìn bóng lưng nàng đi xa cười tủm tỉm lần đầu miêu nghị gặp đại trưởng quầy của quần anh hội quán hoàng phủ đoan dung là hắn nhìn ra ngay hoàng phủ quân nhu rất sợ mẫu thân của nàng còn muốn ở lì trong này không đi được sao có người quần anh hội quán luôn ở bên ngoài thủ thành cung chờ tin thấy hoàng phủ quân nhu đi ra thì hai ba người chạy lại hỏi ngay trưởng quầy có sao không không sao hoàng phủ quân nhu nhìn đông ngó tây hồi hộp hỏi mẫu thân của ta đâu chẳng phải mẫu thân đến rồi sao đại trưởng quầy một tiểu nhị ngạc nhiên hỏi ngược lại đại trưởng quầy có đến hoàng phủ quân nhu ngây người biến sắc mặt nàng hiểu ngay hoàng phủ quân nhu vụt ngoái đầu nhìn thủ thành cung rít qua kẽ răng khốn nạn hoàng phủ quân nhu túm váy định trở lại tính sổ với ai đó nhưng thủ vệ đứng dưới bậc thang chĩa đau thương vào mặt nàng cảnh cáo nói hoàng phủ trưởng quầy đừng làm chúng ta khó xử mặt hoàng phủ quân nhu đen thui bây giờ hoàng phủ quân nhu mới phản ứng lại thủ thành cung không phải nơi cho ai cũng được vào khi ra rồi rất khó vào lại nàng bị tên khốn kia lừa càng khiến hoàng phủ quân nhu giận hơn là trò lửa con nít 3 tuổi vậy mà nàng tin dễ dàng. Đời này nàng luôn thua trong tay tên khốn đó sao? Thiên đỉnh, thiên cung, phương xa linh vụ mông lung, lầu các lơ lửng phát ra tiếng chuông kim ngọc du dương gột rửa thể xác và tinh thần. Tinh thần điện, nơi nắm giữ nhật nguyệt càn khôn. Chỗ này nằm ở chính giữa thiên đỉnh, muôn vàn thụy khí dâng lên bao trùm. Quỳnh lâu mái cong có thải phượng cùng dưới người rợm bay, dưới mái điện ngọc có bàn long quấn vảy ngủ đông. Trong điện, trên kệ tinh mỹ xung quanh bày đầy sách quý từ xưa đến nay. Trời trăng sao như mộng, như ảo nửa thật nửa giả xuất hiện trên nóc điện và dưới mặt đất vòng đi vòng lại. Trong trời trăng sao có một cái bàn dài cổ xưa, thanh chủ mặc áo rồng đội quan ngồi sau cái bàn, tay cầm khối ngọc điệp xem xét. Phía đối diện, Tư Mã Vấn Thiên và cao quan đứng yên. Thanh chủ ngước lên nhìn Tư Mã Vấn Thiên đứng phía dưới, hỏi: "Chỉ có bấy nhiêu?" Tư Mã Vấn Thiên gật đầu nói: "Hiện chỉ có bấy nhiêu." nửa canh giờ trước bên quần anh hội quán thiên nguyên tinh chuyển đến trước khi tới tinh thần điện thần nhận được tin tức mới nhất là hoàng phủ quân nhu chu nhiên ô hàn sơn và ngọc hư đã được ngưu hữu đức thả ra không giết thanh chủ mái tóc tơ lẫn sợi bạc mắt lóe tia sáng lạnh chậm rãi nói Chậm không hỏi mấy thứ lặt vặt đó đám nô tài lòng tham không đáy hủy hoại danh dự của thiên đình chết thì chết chậm đang hỏi thích khách ám sát đại thiên chấn thủ một phương là ai tư mã vấn thiên lắc đầu nói thích khách bị ngưu hữu đức bắn chết lại bị dưới tay của hắn băm nát rất khó nhận biết đó là ai hiện giờ đầu mối duy nhất rất có thể nằm trong di vật thích khách để lại trên tay ngưu hữu đức có lẽ sẽ tìm ra được chút dấu vết thanh chủ ngước nhìn vì sao trên nóc ngay ngoài thủ thành cung bao cặp mắt nhìn mà công khai ám sát đại thống lĩnh đại thiên trấn thủ một phương quá sức to gan ngươi cảm thấy sẽ là người nào làm tư mã vấn thiên đáp cái này khó nói các loại khả năng đều có thể thanh chủ nhìn chằm chằm bầu trời buồn bã nói ngư hữu đức mới đóng cửa tiệm của mấy trăm quyền quý giết nô tài của bọn họ ngươi cảm thấy có khi nào là vị nào trong triều làm không tư mã vấn thiên nói rất có thể nhưng trước khi chưa rõ ràng sự thật thì khó thể suy luận thanh chủ cúi đầu ánh mắt âm u khiếp người hướng đi của quyền quý trong triều đều do ngươi chú ý chẳng lẽ không phát hiện có gì khác lạ tư mã vấn thiên chắp tay nói tạm thời chưa nhận được bẩm báo tình hình gì khác lạ thanh chủ nghiêng đầu nhìn cao quan. Cao quan, ngươi thấy sao? Cao quan đáp. Ti chức mới nghe từ mã nói việc này, không rõ ràng tình huống cụ thể nên không bình luận gì được. Tư mã vấn thiên lên tiếng. Bệ hạ, ta cảm thấy đại thần trong triều không thể làm ra chuyện này, có khi nào ngưu hữu đức tự đặt bẫy để mình thoát khỏi cảnh khó huyết tẩy thiên nhai. Thanh chủ liếc tư mã vấn thiên. Ý ngươi là hắn cố ý tự chuốc rắc rối cho mình, lại tìm một tu sĩ thải liên cho hắn giết để xóa bỏ rắc rối làm đến cuối cùng đắc tội quyền quý cả triều rồi tự hủy tương lai. Vấn Thiên, ngươi cảm thấy rắc rối như vậy không tính là rắc rối sao? Tư Mã Vấn Thiên á khẩu. Tư Mã Vấn Thiên thẩm nghĩ nếu ngươi nói vậy, nếu ngươi cứ muốn nghĩ hướng khác, cứ cảm thấy ai đó đáng ngờ thì ta đành chịu. Có người nói mình có công lao, trẫm khen hắn đẫm máu chém giết lập hạ công lao hãn mã. Có người nói mình có khổ lao, trẫm khen hắn theo trẫm chính chiến thiên hạ đi theo làm tùy tùng không có công lao, cũng có khổ lao có người muốn phú quý chẫm cho bọn họ phú quý có người muốn quyền thế chẫm cho bọn họ bọn họ quyền thế chẫm hy vọng bọn họ có thể cùng chẫm chung sức đồng lòng xây dựng giang sơ muôn đời không thay đổi nhưng sự nhân từ của chẫm đổi lấy cái gì mục nát thối nát cũng đành thôi phải vất vả tốn sức chắp vá lại bây giờ có người vượt giới hạn cơ bản nhất công nhiên dẫm lên luật pháp thiên quy lẽ nào không biết đây là tự hủy căn cơ đứng vững sao lẽ nào không biết lập ra thiên quy là đang bảo vệ ích lợi cho họ loại người này đáng ghét còn hơn phản tặc. Dầm. Thanh chủ đập bàn đứng dậy, vòng ra bàn dài đi tới trước mặt cao quan. Thanh chủ chắp hai tay sau lưng, nghiêng người tới trước gần như gián sát mặt cao quan. Thanh chủ gần từng chữ. Cao hữu sứ, không rõ thì đi điều tra, người đích thân cha. Nếu cha ra liên quan vị đại thần nào thì chấm không muốn thấy kẻ đó. Trên triều đình nữa, càng không muốn nghe mấy lời cầu tình làm nhảm. Cầm pháp chỉ của chấm trực tiếp điều người đi bắt, chu cửu tộc, chấm muốn cử tộc của kẻ đó thần hình điều diệt, suốt kiếp không được siêu sinh. Cao quan chắp tay lĩnh mệnh, tuân lệnh. Cao quan lại hỏi, bệ hạ, việc mấy trăm cửa hàng bị đóng cửa có điều tra không? Việc đưa về dưới quyền thiên hậu thì để thiên hậu tự xử. Thiên tẫn cung, trên lầu các, thiên hậu hạ hầu thừa vũ dựa vào lan can ngắm cảnh đẹp trong vườn. Thiếp thân thị nữ Nga mi vội vã lên lầu, chạy tới gần nói nhỏ. Nương nương, không ngoài dự đoán, bệ hạ chiêu hai tả hữu sử vào tinh thần điện rồi cao hữu sứ vội vàng rời đi cao quan hạ hầu thừa vũ trầm ngâm một lúc khẽ thở dài ngừ hữu đức này đúng là không sợ rắc rối sao không ghi nhớ bài học hắn cho rằng mình là thân bất tử sao hết gây việc này tới chuyện kia lần sau lớn hơn lần trước như sợ bệ hạ không biết hắn đại danh đỉnh đỉnh hắn không sợ rắc rối nhưng ai ra thì có chuyện được đọc bởi kênh haley audio rõ ràng có tiền đồ rất tốt nhưng không biết quý trọng kẻ gây họa như thế thì ai dám dùng sớm biết như thế đã thả hắn đi một tu sĩ kim liên bình thường ai ra giữ hắn lại làm gì nga mi nói bây giờ đã thành khoai lang phỏng tay người người né còn không kịp có tặng cũng không ai dám nhận tạm mặc kệ hắn đi chờ xem ý của bệ hạ ra sao đã hạ hầu thừa vũ nhìn xung quanh truyền âm nói với lão gia tử là việc này phạm kiêng kỵ bệ hạ khiến cao quan nhúng tay vào kêu lão ra tay nhanh chóng hỏi bên dưới xem có phải người trong nhà làm không nếu thật sự liên quan Hạ Hầu gia thì phải xóa sạch trước cao hữu sứ, nếu không liên quan, việc ám sát Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu gì đó đồn ầm ĩ vừa lúc vào dịp này, thái độ và lập trường của Hạ Hầu gia phải biểu thị rõ ràng. Tuân lệnh. Ngoài ra tiện nhân mới vào cung ỷ, vào có chút nhan sắc theo bệ hạ mấy đêm đã không biết trời cao đất rộng, nghe Lý Phi nói còn đòi dựng dục thiên tử cho bệ hạ, hừ hừ. Nghe nói bây giờ người nhà của tiện nhân đó rất phong cảnh, nhờ lão gia tử chăm sóc họ đi ai ra muốn chống mắt xem nữ nhi của tội phạm dựa vào cái gì dựng dục thiên tử cho bệ hạ nhớ rõ quỳnh tinh thiên vương phủ tam bản đường sau bàn dài khấu thiên vương khấu lăng hư một trong tứ đại thiên vương dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần ba huynh đệ khấu tranh khấu cần khấu miễn tam huynh đệ cúi đầu đứng trang nghiêm không biết phụ thân đại nhân đột nhiên đi tới tam bản đường kêu bọn họ tới rồi lại nhắm mắt dưỡng thần là có ý gì đại ca khấu tranh suy đoán ý đồ của phụ thân mở miệng hỏi phụ thân đến vì chuyện ngưu hữu đức gặp được. Khấu thiên vương vẫn nhắm mắt giữ yên lặng. Bà huynh đệ nhìn nhau, im miệng. Chốc lát sau, lão đường, lão bộc luôn đi theo khấu thiên vương tiến. Đến bên cạnh khấu thiên vương luôn nhắm mắt dưỡng thần. Khẽ nói. Lão ra, bên thiên cung chuyển tin về. Hai tả hữu sứ vào tinh thần điện sau đó, cao quan vội vàng rời đi. Phạm húy rồi. Khấu thiên vương mở mắt ra, ngồi thẳng dậy hỏi. Chuyện ám sát không liên quan gì đến khấu ra chúng ta đi. Ba huynh đệ nhìn nhau. Đại ca khấu tranh nói. Phụ thân, ngư hữu đức và nhà chúng ta luôn có quan hệ tốt. Tuy lần này ngư hữu đức bắt người của nhà chúng ta nhưng sấm to mà mưa nhỏ. Khấu ra không bị tổn thất chút nào. Chúng ta cần gì xuống tay với hắn? Khấu thiên vương gật đầu nói. Ta nghĩ cũng đúng, nhưng sợ bên dưới có kẻ mù mắt muốn bày tỏ lòng trung thành. Phải điều tra kỹ lại, có tình huống gì cũng giải quyết sớm. Phải làm tốt trước khi cao quan báo lên trên. Tên khốn cao quan sẽ không nể mặt ta, vì chút chuyện nhỏ mà té ngã thì không đáng. Khấu tranh nói, vừa xảy ra chuyện ta liền hỏi toàn bộ phủ, không nhà nào liên quan tới chuyện này. Miễn nó không dính líu khấu phủ thì dù quan viên bên dưới có liên quan việc này, cũng không dính tới khấu gia. Vì bảo đảm lát nữa nhi tử sẽ điều tra lại toàn phủ lần nữa. Nhị ca khấu cần lên tiếng. Phụ thân nói xem có khi nào ngưu hữu đức vì thoát sắc dối, nên cố ý sắp xếp ám sát không. Đại ca khấu tranh tiếp lời. Không thể nào, nếu đúng là hắn sắp xếp ám sát, thì không có chuyện thích khách để lại chữ vật thủ trạc, nên chết không đối chứng mới là an toàn nhất. Bây giờ mọi người đều nhìn chằm chằm vào chữ vật thủ trạc, làm vậy chẳng khác nào tự chuốc rắc rối cho mình, chắc không phải ngưu hữu đức cố ý làm vậy. Khấu cần nhẹ gật đầu, đã hiểu. Khấu thiên vương nhìn đại nhi tử, mỉm cười, khá là vừa lòng sự sắp xếp kịp lúc và phân tích chính xác của gã. Khấu thiên vương đã đúng khi để đại nhi tử làm chủ gia đình. Khấu thiên vương gõ bàn nói, Nói tới chữ vật thủ trạc mà thích khách để lại thì Tam Nhi, Văn Lam và Ngưu Hữu Đức có quan hệ khá tốt, hãy kêu nhi tử của ngươi đi hỏi thăm Ngưu Hữu Đức xem, thử coi có thể phát hiện đầu mối gì từ trong chữ vật thủ trạc không. Lỡ thật sự có liên quan đến khấu gia thì có thể chuẩn bị trước tiên. Hãy bàn bạc với hắn đàng hoàng, dù không liên quan tới mình thì ta cũng muốn biết là tên nào ra chiêu ngu vậy. Vâng. Con thứ ba khấu miễn lập tức móc tinh linh ra liên lạc với khấu văn lam, chuyển ý xong chỉ còn chờ tin có tinh linh liên lạc rất tiện, chờ một chốc Khấu Văn Lam đã trả lời lại. Khấu Miễn chuyển lời của Miêu Nghị ngay trước mặt mọi người. "Phụ thân, Ngưu Hữu Đức nói hắn luôn ghi nhớ ân tình của Khấu gia, bắt người của Khấu gia chỉ vì bất đắc dĩ nên làm cho có hình thức vậy thôi, xin bên mình thứ lỗi cho." Ngưu Hữu Đức nói hắn không tra ra đầu mối gì từ di vật của thích khách. Ngưu Hữu Đức kêu Văn Lam yên tâm, việc chữ vật thủ trạc, dù có dính líu đến Khấu gia thì chắc chắn không liên quan nhà mình. Câu sau nghe hơi lòng vòng nhưng ý đồ đã rõ ràng. Ngưu Hữu Đức đang bảo đảm với Khấu gia, bảo đảm rằng sẽ không liên quan Khấu gia. Là thật sự không điều tra ra đầu mối gì hay không chịu nói. Miệng rất kín. Khấu Thiên Vương cười nói. Tiểu tử này thú vị, rất danh. Còn biết nhân tiện bắn nhân tình, hắn làm như rất thân với Khấu gia vậy. Khấu gia chúng ta là cành cao người bình thường muốn trèo cũng không được, có nên cho hắn leo lên không? Nói ra thì tiểu tử này là nhân tài, tiếc rằng việc này gây ra rồi thì tương lai của hắn trong thiên nhai đã bị tự hắn đập nát tuy nhiên đây là cơ hội kéo hắn ra, lúc này nha đầu hạ hầu ra chắc chắn sẽ thả người. Nhưng khấu ra chúng ta phải tị hiểm, tránh cho bị người hiểu lầm nhà chúng ta có phải cho hắn ích lợi để rán miệng không? Hiện tại ai đều muốn tránh xa tiểu tử kia ra, chật chật, làm quyền quý cả chiều đều sợ hắn, cũng giỏi, làm tới đường cùng. Nhưng tiểu tử này có tật xấu gì, mà sao làm việc cho cảm giác quan tâm đầu bỏ đuôi? Cái đầu này thò ra là đuôi kia bị kẹt, có chút không biết nhìn xa, cứ hay làm việc như vậy không khác gì tình chết. Nếu không phải gặp chuyện bị ám sát thì việc hắn kiếm người giúp một tay rất khó chối bỏ, lại còn không biết diệt khẩu. Ta sắp bị hắn làm hồ đồ, rốt cuộc thật sự tinh danh hay ngu ngốc đây? Không hiểu hắn nghĩ gì nữa. Lão Đường hợp thời khẽ cười nói, "Con người có một mặt thuần túy cũng tốt, người như vậy sẽ không quá xấu, nếu quá chu đáo thì mới cần phải cẩn thận." Khấu Thiên Vương gật gù, "Ừm." Năm ngón tay gõ mặt bàn, Khấu Thiên Vương nói, "Lão đại, việc thương hội hợp mưu ám sát Ngưu Hữu Đức đã gây ầm ĩ." con đụng phải ám sát thật, sợ là vị trên kia sẽ nghi thần nghi quỷ. Khấu gia cần tỏ thái độ, cho tiểu tử kia mặt mũi đi." Khấu Tranh nói. "Nhi tử biết nên làm sao?" Khấu Thiên Vương giơ tay lên. "Ngoài ra phái người theo dõi kỹ bên Thiên Nguyên Tinh, ta muốn xem thử có đúng là nhà nào ăn no rừng mỡ không. Lẽ ra dù thật sự có người làm chuyện như vậy cũng không để lại chứng cứ mới đúng, sợ là có người tính sai, không ngờ tu sĩ thải Liên bị Ngưu Hữu Đức bắn chết, ngay cả ta nghe kể tình huống lúc đó còn bất ngờ." nếu đúng như vậy thì náo nhiệt đây sẽ có người không tiếc mọi giá không để thứ kia rơi vào tay cao quan lão đường mỉm cười nói rất có thể xảy ra chuyện đó tu vi kim liên đụng phải thải liên trong tình huống không chút chuẩn bị cộng với tranh lệch tu vi khá lớn trong tình huống khẩn cấp đó bắt được chút xíu cơ hội trượt lóe vụt mất để xoay chuyển tình thế nguy hiểm chuyển bại thành thắng đúng là khiến người rất bất ngờ khi đó hơi do dự một chút hoặc có hành động chạy trốn chậm một chút mới ứng đối thì hắn chết chắc mũi tên thứ hai không quan trọng, đối diện một kích của thích khách mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, chỉ có thể hình dung bằng từ biểu hiện kinh diễm. Có lẽ thích khách cũng không ngờ, hắn có thể chọn hành động khi ngưu hữu đức xoay người đi tức là, không lỗ mãng làm việc, chắc chắn tất sát mới ra tay. Từ đó đoán ra thích khách tính nhầm nên mới thất bại, có lẽ sẽ để lại manh mối gì. Người nơi này cách xa hiện trường vụ án nhưng nắm giữ tình huống lúc đó rõ mồn một, có thể thấy bỏ nhiều tài nguyên nuôi người khắp nơi cũng có nguyên nhân của nó. Khấu Thiên Vương dù có tu vi cao mấy, thì một số việc không phải cá nhân có thể giải quyết. Nghe phân tích xong Khấu Tranh gật đầu nói. Nhi tử hiểu, sẽ sắp xếp người theo dõi. Một việc vốn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, với đa số tu sĩ thì đương nhiên không phải việc nhỏ, huyết tẩy thiên nhai là chuyện lớn. Nhưng với cấp trên thiên đình, đối với những quyền quý thiên đình thì chuyện miêu nghị làm, hoặc nên nói đem đến tổn thất cho bọn họ không quá lớn. Trong nhà chết vài nô tài, mất một cửa tiệm đều là thứ vui thì ban ra ngoài, miêu nghị làm bọn họ bẽ mặt dám đạp trên đầu bọn họ cái này quan trọng hơn tổn thất mà hắn mang lại bọn họ chỉ nhằm vào việc này nhưng bây giờ mặt mũi của một người khác quan trọng hơn sĩ diện của họ mặt mũi của người đó không thể so với tổn thất một cửa tiệm hay mạng sống vài tên nô tài mà là thiên hạ đặc biệt khi cao quan tự mình hành động thì tính chất vụ việc thay đổi chuyện không quá lớn này xúc động dây thần kinh mẫn cảm của nhiều người làm bọn họ phải nghiêm túc nhìn thẳng không chỉ có khấu ra mới sắp xếp này nọ chuyện xảy ra ở thiên nhai thiên nguyên tinh không lừa được nhị quản gia lan hương trong phủ đông hoa tổng trấn lan hương biết thì bích nguyệt phu nhân bị kẹt trong đất luyện ngục cũng biết bích nguyệt phu nhân trốn trong hang sắp tức xì khói nàng không liên hệ với miêu nghị được thế là lại tìm thiên nguyên hầu hiện tại nên làm gì tên khốn đó không liên lạc với ta còn muốn thành tích sát hạch không ý của của bích nguyệt phu nhân cho rằng miêu nghị đang lấy thành tích sát hạch uy hiếp nàng thiên nguyên hầu phu nhân tạm thời đừng quan tâm chuyện này chờ nhìn xem tình huống đi. Bích Nguyệt phu nhân, đừng quan tâm là sao? Chẳng phải vừa rồi phu quân còn cáo với ta sao? Thiên Nguyên Hầu, cửa thủ thành cung, ám sát đại thống lĩnh thiên nhai trước công chúng, việc này sợ là khiến vị trên kia nghi thần nghi quỷ, có lẽ cao quan đã nhúng tay. Bây giờ không ai dám nhúng tay vào việc này, nàng cũng đừng xen vào, miễn cho gây rắc rối vào mình. Cao quan, nhắc tới cái tên này là Bích Nguyệt Phu Nhân sợ thót tim. Ngư hữu đức là dưới tay trực thuộc của ta, Huống chi lần trước thiên nhai xảy ra chuyện chúng ta đã lôi trách nhiệm về mình, thừa dịp vớt công lao. Ta có thể vạch rõ quan hệ được không? Thiên nguyên hầu. Trước khác nay khác, bây giờ nàng đang tham gia sát hạch trong đất luyện ngục, chuyện này không liên quan tới nàng, phu nhân cứ giả bộ như không biết gì hết. Nếu có ai liên lạc với phu nhân, suối phu nhân tìm miêu nghị làm cái gì nhớ đừng bao giờ đồng ý, cẩn thận bị người lợi dụng. Bích Nguyệt phu nhân giật mình kêu lên. Chàng nghi ngờ thật sự có quyền quý trong triều phái người ám sát miêu nghị ai đi làm chuyện ngu xuẩn đó thiên nguyên hầu đúng ta cũng không nghĩ ra kẻ nào làm việc ngu như vậy nhưng cao quan cũng có thể tham gia vào việc này thì phải cẩn thận là trên hết không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất phòng trước vô lo luôn là chân lý chúng ta không xen vào chuyện này vị trên kia đã tức giận chúng ta không chơi nổi bị cuốn vào là rắc rối lớn không chừng cả nhà bị xét nhà chu tộc phải rồi phu nhân hãy mặc kệ tất cả ai liên lạc cũng đừng trả lời dù sao phu nhân ở trong địa ngục là lý do tốt nhất, sau đó lỡ ai hỏi, thì phu nhân nói là khi đó mình đang lo chạy trốn không phân tâm được, hiểu chưa? Có cả xét nhà chu tộc. Bích Nguyệt phu nhân tim đập chân run, nhanh chóng trả lời. Hiểu. Ta sẽ dặn Lan Hương quay về, ta vừa phái Lan Hương đi bắt ngưu hữu đức. Thiên Nguyên Hầu giật mình kêu lên. Ngu. Bây giờ nàng đi bắt ngưu hữu đức là muốn cho bên trên nghĩ nàng định diệt khẩu sao. Lỡ thật sự là vị nào trong triều làm, thì càng không bỏ qua cơ hội họa thủy đông dẫn, chắc chắn sẽ thừa dịp xuống tay. Nếu ngư hữu đức chết trên tay nàng thì phu nhân có một vạn cái miệng, cũng không nói rõ được. Nàng chán sống sao? Thật sự muốn ở trong địa ngục cả đời không ra ngoài. Nàng có thể trốn trong địa ngục suốt đời nhưng còn ta? Ngu phụ, ta bị nàng hại chết. Bích Nguyệt phu nhân. Chàng gấp cái gì, ta nào biết bên trên công quấn phức tạp như vậy. Chưa chắc Lan Hương đã xuất phát, dù có đi thì hiện tại hoàn toàn có thể gọi về, không chậm trễ chàng thiên nguyên hầu bớt nhảm đi mau kêu người trở về thiên đế giận dữ quần thần sợ phủ đệ thiên mão tinh quân chiếm diện tích mênh mông bên trong có một ngọn núi đơn độc trên núi có một tòa lầu tấm biển viết ba chữ tiểu nhã cát là thư phòng của bàng quán thiên mão tinh quân tên gọi tiểu nhã nhưng thật ra là trung tâm quyền lực trong thiên mão tinh vực bàng quán nhiều lúc làm công việc ở đây chỗ này có ưu điểm là địa thế độc cao bốn phía có tình huống gì khác lạ sẽ khó tránh khỏi pháp nhãn từ lâu này Tinh quân phu nhân nếu không được triệu hoán cũng không cho phép tự tiện xông vào nơi đây, nó là trọng địa. Ngoài lâu ánh nắng ấm áp, bàng quán mặc áo gấm, lưng hùm vai gấu, bà lũ dâu ngắn, giữa chán có bích văn pháp tướng hiện rõ. Bàng quán đứng bên khung cửa sổ cầm bút, múa bút vẩy mực, nhàn nhã xứng với hai chữ tiểu nhã. Dưới núi, tinh quân phu nhân dáng vẻ quyến rũ, mặt như hoa hải đường nở lắc mông đi tới, khuôn mặt đúng là đẹp tuyệt trần. Thủ vệ dưới núi chắp tay hành lễ. Phu nhân, Cha như diễm khẽ ừ, ừm. Cha như diễm vắt tay với đám nô tỳ theo sau. Đây là trọng địa quân cơ, kẻ không liên quan không được tự tiện xông vào, các ngươi chờ ở đây đi. Thật ra cha như diễm ít khi đến đây, lần nào đến cũng khoe, dù sao người bình thường không được vào. Đám nô tỳ chờ dưới chân núi. Cha như diễm leo lên đỉnh núi, vào trong các, nàng thấy bằng quán đang say sư viết thì nửa ngồi xổm hành lễ chào sau lưng gã. Cha như diễm yểu điệu kêu lên. Lão ra. Bàng quán lên tiếng, Ừm. Bàng quán ngừng bút ngắm kiệt tác trên giấy, vừa lòng đặt bút xuống xoay người cười nói. Phu nhân đến rồi. Cha như diễm tiến lên ôm tay bàng quán, làm đúng nói. Tối nay thiếp ở đây. Bàng quán cười cười, không từ chối tức là đồng ý. Có một điều bàng quán phải công nhận là tuy nữ nhân này không có đầu óc, nhưng rất giỏi chuyện phòng dơ. Bàng quán cười hỏi. Hỏi nàng một chuyện, chắc nàng không xa lạ gì ngưu hữu đức đại thống lĩnh thiên nhai thiên nguyên tinh. Cha như diễm buông tay, vẻ mặt khó chịu hừ lạnh một tiếng ta đang định nói với phu quân đây biên cương truyền tin về nói tiểu tặc kia đóng cửa tiệm của chúng ta không tha người giết hết sạch phu quân nói xem việc này nên làm sao bây giờ thấy cha như diễm biết kịp lúc tình huống bên kia sắc mặt bằng quán dần âm trầm gã trầm giọng hỏi không cần nàng nói ta cũng biết ta hỏi là chuyện khác hắn mới bị ám sát ngay trước mắt bao người ở cửa thủ thành cung ta biết nàng luôn thù hắn ta hỏi nàng có phải nàng sai khiến người làm chuyện này không thấy mắt bàng quán bốc lửa như muốn ăn thịt người, lòng cha như diễm thít chặt lắc đầu nguầy nguội. Không phải ta làm. Sắc mặt bàng quán dịu lại, ép hỏi. Thật sự không phải nàng làm. Cha như diễm chắc chắn. Đã nói ta không làm. Sắc mặt bàng quán dịu lại. Vậy thì tốt. Bàng quán thở phào, gã sợ nữ nhân này không biết trời cao đất rộng làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Mới nói xong có người từ bên ngoài vào, người có thể trực tiếp xâm nhập nơi này là thân tín nhất của bàng quán, lão bộc đi theo gã nhiều năm trần hoài cửu trần hoài cửu hành lễ chào lão gia phu nhân cha như diễm gật đầu không dám lơ là lão bộc này bàng quán nghiêng đầu hỏi thẳng thế nào trần hoài cửu lắc đầu nói đã hỏi toàn bộ người trong nhà xác nhận không xuống tay với ngư hữu đức kia cha như diễm mất tự nhiên nói chỉ là ngư hữu đức chứ có gì ghê gớm tóm đại cũng được một đống chết thì kệ đi đáng giá làm rầm rộ vậy sao bàng quán quát nạt ý kiến phụ nữ, nàng thì biết gì. Bàng quán quay đầu nói với Trần Hoài Cửu. Lão Trần hãy xác nhận lại lần nữa cho chắc, nếu bên dưới có ai vì nịnh nọt để tỏ lòng thành thì rắc rối. Việc này phạm kiên kỵ của bệ hạ, rất có thể cao quan điều tra chuyện này. Nếu bị dính líu vào chỉ e sẽ xét nhà chu tộc. Nhìn xem trong nhà có ai vắng mặt không, người không có mặt thì liên lạc hỏi kỹ càng, phải xác định chắc chắn vào. Từ đó thấy được việc thiên đế phái cao quan gia đã bị quyền quý cả triều biết bao nhiêu cặp mắt theo dõi từng hành động của thiên cung. Thiên đế rất khó theo dõi tất cả đại thần, nhưng mọi đại thần muốn theo dõi thiên đế, tính theo số con mắt thì đại thần chiếm ưu thế hơn. Cái gọi là thiên gia không có chuyện riêng là thế. Trong thiên cung e rằng thiên đế cũng không biết bao nhiêu tai mắt xếp vào thám thính, dù là hậu cung, đám phi tử này cũng được cấp dưới tiến cống lên. Cha như diễm ở một bên khóe môi co giật. Trần Hoài Cửu nói, lão nô biết, tuyệt đối không dám qua loa. Lão già, cha như diễm nói nhỏ một đại thống lĩnh thiên nhai nho nhỏ chết sống có thể kinh động đến thiên đế bệ hạ sao bàng quán phất tay đuổi nàng đi không biết thì đừng hỏi lung tung nàng về trước đi ta còn bận công việc buổi tối nàng hãy quay lại cha như diễm nửa không người hành lễ đi ra tuân lệnh cha như diễm ra khỏi lầu cát đi xuống mấy bậc thang nàng cắn môi lòng thầm chuột dạ trong đầu cha như diễm quanh quẩn câu xét nhà chu tộc của bàng quán nàng nhớ tới chuyện mới xảy ra cho nhà địa thần tinh quân nghe nói cũng vì gian lận sát hạch gây ra chút chuyện thiên đế tức giận chém sạch đầu cả gia đình nói đến nhà đó thì cha như diễm quen thân với phu nhân địa thần tinh quân hai bên hay qua lại lúc thiên đình tập nã vây bắt bằng hữu tốt sợ hãi cùng đường thậm chí liên lạc với cha như diễm xin nàng nghĩ tình xưa mà cầu xin thiên mão tinh quân van xin thiên mão tinh quân cầu tình với bệ hạ thử hỏi thượng ti của địa thần tinh quân còn không bảo vệ được thì thiên mão tinh quân phu quân nhà nàng cầu tình có ích gì kết cuộc của bằng hữu cũ đó ra sao? Một đám quý phụ nhân ở sau lưng nói bậy. Nam nhân của ai đó tham gia vào việc xét nhà chu tộc, nghe nói chạy trốn bị chặn giữa đường bắt về, thiên đình sớm bày thiên la địa võng chờ sẵn, cuối cùng vẫn rơi đầu xuống đất, máu từ cần cổ phun cao vài thước. Nghe đồn đứa bé mới sinh ra mười mấy tuổi cũng bị chém đầu, cha như diễm từng gặp nó, một cô bé xinh đẹp phấn điêu ngọc mài, khi lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Tóm lại cả gia đình địa thần tinh quân bị giết sạch. Nghĩ đến đây cha như diễm bản năng sở cái cổ trắng của mình, nổi da gà ớn lạnh. Cha như diễm cắn răng cứng ra đầu vòng về. Trong phòng, thấy phu nhân đi ra ngoài Trần Hoài Cử mới nhỏ giọng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão gia, bên phu nhân luôn nhớ thù của cha thiếu gia. Lão gia đã hỏi chưa? Hỏi rồi, nàng nói không có. Bàng quán xua tay nói. Nàng có ngốc cỡ nào cũng không đến mức dám giấu giếm ta chuyện này phải rồi thuận tiện xếp người theo dõi bên thủ thành cung thiên nguyên tinh nếu thật sự là người trong chiều làm thì chắc chắn sẽ tìm cách cứu vãn ta muốn biết là vị nào làm chuyện tốt ai ngờ mới nói xong hai người cùng quay đầu nhìn ngoài cửa cha như diễm đã đi về bàng quán nhíu mày hỏi đã bảo nàng buổi tối hãy lại đây không nghe hiểu sao hai tay cha như diễm vò vạt áo cục xúc bất an nhỏ giọng nói lão gia thiếp thân chợt nhớ một việc chu phùng an có hứa với thiếp thân sẽ giết ngư hữu đức báo thù cho nhân tuấn giúp thiếp thân, không biết có phải hắn làm việc ám sát này không? Câu này hơi khiêm tốn quá, quan trọng là cha Như Diễm không dám nói rõ ra, mới rồi còn phủ nhận sao bây giờ có thể đánh mặt mình được. Bàng quán, Trần Hoài Cửu xoay tròn mắt ốc bưu nhìn nàng. Trong lâu tĩnh lặng, rất nhanh nghe tiếng hít thở nặng nề của Bàng quán. Mặt Bàng quán đen như nhọ nồi gần từng chữ. Chu Phùng An nào? Chu Phùng An là ai? Không đợi cha Như Diễm ấp úng giải thích đã có người giới thiệu thay. Một gia nô của cha ra lão bộc trần hoài cử bất đắc dĩ ngửa đầu nhắm mắt lại bổ sung thêm vừa lúc là tu vi thải liên nhất phẩm lẽ ra người trong cửa hàng cha ra bên kia sẽ có người biết chu phùng an nhưng từ hiện trường báo về đó không phải chu phùng an tức là nếu là chu phùng an làm vậy hắn phải làm chút ngụy trang ngụy trang nửa thật nửa giả có thể đánh lừa được không ngốc bảng quán đông cứng tại chỗ biểu tình khó tin nhìn phu nhân xinh đẹp như hoa của mình biểu tình cực kỳ khó xem tay bảng quán run run chỉ vào cha như diễm nàng không cần quá khiêm tốn. Ta chỉ hỏi một câu, thích khách có phải là Chu Phùng An không? Cha như diễm biết lớn chuyện, mặt hơi tái, nàng cắn môi phập phồng lo sợ cúi đầu. Xem bộ dạng của cha như diễm thì còn cần hỏi gì nữa? Bàng quán nhìn cha như diễm từ từ lắc đầu, gã ngửa đầu rên rỉ. Trời ơi, hay nói nhà có hiền thê thì phu không gặp tai họa bất ngờ, người xưa nói đúng. Ta đã tạo nghiệt gì mới cưới, hiền thê như vậy vào cửa. Trần Hoài Cửu mở mắt thở hắt ra, Lão gia, bây giờ không phải lúc so đo chuyện này, không thể do dự nữa, bây giờ tìm cách cứu vãn đi. Bên cao quan mới xuất phát không lâu, chúng ta hoàn toàn thời gian giải quyết trước khi cao quan đến, nhưng phải nhanh, không chậm trễ được, nhanh chóng tìm hiểu rõ tình huống rồi xuống tay." Bàng quán thở dài thườn thượt. "Phù." Bàng quán nhìn cha như diễm chằm chằm như muốn ăn thịt người, mặt giữ tợn hỏi. "Nói, nói rõ đầu đuôi vụ việc, dám che giấu một chữ là ta đập chết nàng." Cha Như Diễm nghe còn có hy vọng cứu vớt thì vội ngước lên nói, "Chỉ là đại thống lĩnh Thiên Nhai nho nhỏ, lão gia, ta thật sự không biết sẽ gây lớn chuyện như vậy." Bàng quán rất muốn bóp chết nàng, "Ai kêu nàng nói chuyện đó?" Bàng quán gắt giọng, "Ta kêu nàng kể rõ sự việc." Đã đến mức này thì Cha Như Diễm không dám giấu giếm nữa, kể rõ đầu đuôi. Sự việc đơn giản, Cha Như Diễm định bắt Điền Phong Hạo tìm cách hành động, nhưng Điền Phong Hạo kiêng kỵ nhiều, cứ nói không tìm được cơ hội xuống tay, bảo chờ cơ hội đã nhưng bên bảng quán dặn dò cha như diễm nhiều lần là ngư hữu đức đang treo tên chỗ thiên hậu dặn nàng không được làm bậy người thất tinh cửa hàng toàn là người của phủ tinh quân cha như diễm sợ chọc giận bảng quán nên không dám ép điền phong hạo bên thiên nguyên tinh lại truyền tin nói miêu nghị hòa giải với thương hội mời khách ăn cơm linh tinh làm cha như diễm tức chết nàng không muốn thấy hắn sống tốt đẹp không tiện bắt ép người phủ tinh quân nên cha như diễm phái chu phùng an của cha ra đi khiến gã tùy thời lấy mạng nhỏ của miêu nghị nhưng Chu Phùng An không ngốc, đại thống lĩnh Thiên Nhai không dễ giết, đó là mệnh quan Thiên đỉnh, nếu xảy ra chuyện thì không đùa được, vì vậy luôn ngủ đông trong Thiên Nhai chờ cơ hội. Chu Phùng An định chờ cơ hội nhưng trời không chiều lòng người, lúc này xảy ra vụ xuân hoa thu nguyệt lâu, mấy trăm trưởng quầy cửa hàng rơi đầu. Cửa hàng bằng da của mình bị đóng cửa, cha Như Diễm giận. Nàng đã thấy nhiều đại thống lĩnh cho chết, ai gặp nàng không rụt đầu như rùa. Cha Như Diễm muốn giết một đại thống lĩnh quá dễ dàng, nhưng chưa từng gặp đại thống lĩnh kiêu ngạo đến thế khinh người quá đáng, dám nhiều lần đạp trên đầu nàng, muốn tạo phản sao? Cha Như Diễm tức giận cảnh cáo Chu Phùng An ngủ đông rằng, hôm nay phải thấy ngư Hữu Đức rơi đầu xuống đất, nếu không làm được sẽ cho cả nhà gã một mảnh đất tốt cho ngủ say vĩnh viễn. Nếu làm tốt thì cha Như Diễm hứa giúp nhi tử của Chu Phùng An thoát khỏi nô tịch, bảo đảm cho nhi tử của gã tương lai tươi sáng. Thế là có việc ám sát xảy ra, ai ngờ Chu Phùng An không giết Ngưu Hữu Đức ngược lại bị hắn giết, sau khi xong việc cha Như Diễm không biết thích khách có phải là Chu Phùng An không? cha như diễm có liên lạc với chu phùng an nhưng không được nàng mới khẳng định gã đã chết thích khách bị chu sát là chu phùng an tình huống là thế bàng quán trần hoài cửu ngây người biểu tình rất đặc sắc hai người không ngờ phu nhân đầu óc đơn giản ở sau lưng làm ra chuyện khúc chết ly kỳ như thế giấu diếm cả hai người bọn họ trần hoài cửu nuốt nước miếng không kiềm được hỏi thẳng phu nhân sai khiến chu phùng an ám sát Ngưu hữu đức là tự mình liên lạc hay sao cha như diễm rụt rè gật đầu nói Đúng vậy, Ngưu Hữu Đức dù sao là mệnh quan Thiên Đình, làm việc này tất nhiên ít người biết càng tốt, không tiện mượn tay người khác, trừ ta ra chắc không ai biết Chu Phùng An đi làm việc ám sát. Câu này nghe hình như phu nhân không ngốc, nhưng lão Bộc Trần Hoài Cửu trợn mắt há hốc mồm, nhìn cha Như Diễm như ngó quái vật. Trần Hoài Cửu hỏi dò, tức là trong tay Chu Phùng An có tinh linh liên lạc trực tiếp với phu nhân. Cha Như Diễm lại gật đầu. "Ngươi" bằng quán chỉ vào cha Như Diễm không biết nên nói cái gì, gã bỗng xòe năm ngón tay đánh ra pháp lực dâng trào. Cha như diễm không dám tới gần gã đã bị hút lại, bàng quán tát mạnh vào mặt nàng. Cha như diễm sợ hãi hét trói tai. Trần Hoài Cửu vội chộp cổ tay bàng quán giữ lại. Lão ra. Trần Hoài Cửu truyền âm. Dù lão ra muốn giết phu nhân cũng không thể ra tay ngay lúc này. Nếu bây giờ lão ra đánh phu nhân bị thương tương đương với không đánh đã khai. Không biết trong phủ của chúng ta có tai mắt của tư mã vấn thiên không? phu nhân vốn có thù với ngưu hữu đức đây là chuyện công khai nếu lúc này phu nhân chết hoặc bị đánh thương thì lão gia sẽ tự chuốc rắc rối trần hoài cửu không nói còn đỡ bàng quán nghe xong càng giận hơn ngu phụ này làm ra việc xét nhà chu tộc mà vẫn có mùa hộ mệnh gã không thể đụng vào nàng cái này là đạo lý gì có người trời sinh vô tâm vô phế có số hưởng phúc có người thì trời sinh lo nghĩ không ngớt lão bộc nói có lý bàng quán đành buông tay nhưng mặt còn trắng bệch tức giận cơ thịt trên mặt run run Nàng biết hắn là mệnh quan thiên đình còn dám phái người công khai ám sát. Nàng dám trực tiếp liên lạc với hung thủ, không biết cái này tương đương với trực tiếp để lại bằng chứng. Cha như Diễm Kinh Hoàng nói, Chu Phùng An đã chết, theo ta được biết thì xác bị chém nát bấy, ai nhận ra được. Tinh linh thì trừ Chu Phùng An liên lạc với ta được ra những người khác không thể dùng, muốn điều tra cũng khó tra tới chỗ ta. Trần Hoài Cửu cúi đầu dầu dĩ. Trần Hoài Cửu không biết nên nói gì bây giờ, đối phương dù gì là nữ chủ nhân, đổi lại là người hầu thì Trần Hoài Cửu đã tát bay rồi. Bàng quán tức điên. Trời ạ, à, ta sắp bị tiện nhân nhà ngươi ngu phát khóc. Người khác không có điều kiện tra được nhưng đường đường là, giám sát hữu sứ cao quan thiên đình không thể điều tra sao. Người ngẫm lại xem đã liên lạc thư tử với bao nhiêu người, đánh pháp ấn qua lại với đám phụ nhân rảnh rỗi đó bao nhiêu thứ rồi. Chỉ tính các thiệp mời đưa đi đã nhiều không đếm xuể, ngươi có thể lấy về hết tất cả sao. Người thường không làm được chẳng lẽ bằng vào thế lực của thiên đình muốn lấy pháp ấn, của ngươi có gì khó khăn? Chỉ cần so sánh với pháp ấn trong tinh linh, khi đó tiện nhân như ngươi trốn đi đâu? Bàng quán thở hồng hộc, không quan tâm hình tượng nữa, gã chửi thúi mặt. Hơn nữa ngươi dám bảo đảm, trên người Chu Phùng An không mang thứ gì chứng minh thân phận sao? Chỉ cần điều tra ra thân phận của hắn là Giano của gia nô của cha ra, dù hắn không mang tinh linh liên lạc với ngươi, chỉ bằng vào ân oán giữa ngươi và Ngưu Hữu Đức thì ngươi không chạy được. Toàn bộ bàng gia bị đồ ngu nhà ngươi kéo xuống nước rồi. Cha như diễm hoảng sợ hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Cha như diễm vốn cho rằng không có gì phải sợ, nhưng giờ mới phát hiện có sơ hở lớn, giờ mới biết luống cuống. Làm sao? Bàng quán chửi um sùm. Não ngươi mọc ở ngực và mông sao? Không chơi mưu kế được thì yên phận chút sẽ chết sao? Cha như diễm chìm trong lo âu thấp thỏm khủng hoảng, hốc mắt đỏ ửng nhìn bàng quán, nước mắt rơi như mưa. Bộ dạng cha như diễm đáng thương nghẹn ngào nói. Lão gia, giám sát hữu sứ cao quan nổi tiếng là phán quan mặt lạnh, rơi vào tay hắn thì ta chết chắc. Lão gia, ta không muốn chết, ta còn muốn hầu hạ lão gia cả đời. Lão gia nhất định phải cứu thiếp thân, lão gia, nếu không có cha gia giúp đỡ lão gia thì đã không được như hôm nay. Lúc phụ thân ta phó thác ta cho lão gia, thì lão gia đã hứa sẽ chăm sóc ta suốt đời. Giờ nói câu đó chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, Trần Hoài Cửu bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi, lại lôi trò này ra chọt chúng chỗ yếu của gã. Bàng quán nghe răng chỉ vào cha như diễm, thở hồn hển nói, cha như diễm, ta nói cho ngươi biết. Đúng là ta nợ cha gia của ngươi, nhưng việc hôm nay xảy ra thì ngươi nhớ kỹ, bảng gia đã chết vì ngươi một lần, ta không nợ cha gia của ngươi cái gì nữa. Cha như diễm lao tới ôm chặt cánh tay bảng quán. Lão ra đánh ta, mắng ta đều được nhưng đừng để ta đi chết. Ta không muốn chết. Thiếp thân rất sợ chết. Bảng quán trừng mắt. Buông ra. Bảng quán làm dáng vẻ không buông tay thì đừng trách ta không khách sáo. Nếu không phải không thể đánh nàng thì gã dùng bạo lực lâu rồi. Phu nhân, Trần Hoài Cửu đứng một bên vái dài. Phu nhân hãy yên lặng chút được không? Lão già không nói bỏ phu nhân, đang tìm cách cứu phu nhân đây. Bây giờ không thể chậm trễ thời gian, phu nhân để yên cho lão già bình tĩnh nghĩ cách được không? Vậy sao? Cha như diễm khóc ướt mặt như nghe tin vui nhất đời. Vui buồn lẫn lộn nhanh chóng buông tay lùi xa chút, nàng đứng một bên lau nước mắt, không dám nói nhiều nữa. Không có cục nợ bám dính bàng quán có thể bình tĩnh lại gã khoanh tay, nhắm mắt bình ổn cảm xúc, khi lại mở mắt ra thì đã thoát khỏi trạng thái thức điên, khí thế tinh quân cao cao tại thượng lại trở về. Bàng quán trầm giọng nói. Nói vậy bây giờ điều quan trọng nhất nằm ở chữ vật thủ trạc. Trần Hoài Cửu gật đầu nói. Chắc là vậy. Bàng quán xoay người đi tới khung cửa sổ nhìn ra phương xa. Người nói xem có khi nào Chu Phùng An vì an toàn cả nhà, mà trước khi ám sát đã giấu đi tất cả thứ chứng minh thân phận của mình, thứ có thể liên lụy đến phu nhân, dù sao cả nhà của hắn nằm trong tay cha ra trần hoài cửu nói cũng có thể nhưng có khi vì gia đình nên chu phùng an mang thứ đó theo bên người đề phòng thất bại thì trả thù phu nhân dù sao phu nhân đã nói trước là không làm tốt sẽ tìm mồ cho cả nhà hắn ngủ vĩnh viễn bàng quán nghe vậy quay đầu lạnh lùng trừng cha như diễm tim cha như diễm rớt cái bịch tội nghiệp lau nước mắt bàng quán lại nhìn ra cửa sổ muốn trả thù phu nhân thì đặt thứ đó ở chỗ khác càng tốt lỡ thất bại thì nhờ người giao ra Trần Hoài Cửu nói: "Muốn đối địch với lão gia cần có sự can đảm, giao cho người khác chưa chắc người ta có có lá gan kia." Huống chi hắn biết thế lực của lão gia, nếu không có bằng chứng thì tiểu nhân vật như hắn làm sao lay động được lão gia? Đồ vật không có trên người hắn thì hoàn toàn có thể nói chớ đi là có người giả tạo, thứ giữ lại cùng hắn trong hiện trường mới là bằng chứng. Từ việc hắn dịch dung, nhưng không che giấu tu vi là biết Chu Phùng An đã chuẩn bị tâm lý lỡ có thất bại, thì giữ lại chứng cứ để lật mặt với cha gia. Ít nhất khi Chu Phùng An còn giữ chứng cứ thì bên chúng ta không tiện đụng vào người nhà của hắn, nếu người nhà của Chu Phùng An gặp chuyện rất dễ khiến người liên tưởng. Cộng thêm cha gia có Chu Phùng An Tu Vi thải liên nhất phẩm mất tích, nên hắn cố ý khoe ra Tu Vi khi ám sát vì sợ, sau khi xong việc phu nhân giết người diệt khẩu, khả năng hắn làm vậy để bảo vệ mình là rất lớn. Không thì khó mà giải thích Chu Phùng An đã dịch dung, rồi tại sao lộ ra Tu Vi thật làm gì. Bàng quán nhẹ gật đầu nói: Xem ra cha gia không chỉ toàn là đồ ngu. Trần Hoài Cửu nói. Đương nhiên đây có lẽ chỉ là tưởng tượng, nhưng từ một hướng hiện thực khác suy ra, từ lúc xảy ra việc Xuân Hoa thu nguyệt lâu đến tiếp đó, khoảng cách quá ngắn, phu nhân lại dồn ép hắn quá gấp. Nếu ngư hữu đức vào thủ thành cung thì Chu Phùng An không có cách nào xuống tay được, kết luận là Chu Phùng An không có nhiều thời gian chuẩn bị, khi nào thành công hắn phải đi trốn ngay. Bốn cổng thành đã bị ngư hữu đức ra lệnh phong tỏa, Chu Phùng An tạm thời không ra được, nếu trước đó giấu đồ liên lạc với bên ngoài, rồi làm việc ám sát rất dễ bị người theo dõi. Trong thành có nhiều người, không ẩn náu kịp lúc ngược lại đi lấy thứ mình cất giấu tương đương, với tăng xác suất nguy hiểm bị lộ cho mình. Khi làm việc này Chu Phùng An không thể nào hoàn toàn không liên lạc gì với bên ngoài, xét thấy thời gian gấp gáp, còn phải bắt lấy cơ hội ám sát bên ngoài thủ thành cung, nên khả năng đồ vật nằm trên người Chu Phùng An rất lớn. Bàng Quán nói, tức là đồ vật đã rơi vào tay Ngưu Hữu Đức. Trần Hoài Cửu nói, hoặc có lẽ chúng ta đều đoán sai nhưng trong tình huống này thì chúng ta không cực nổi, đành phòng rằng đồ vật đang trong tay hắn. Bàng quán nói, đồ ở trong tay ngưu hữu đức không biết hắn có tìm ra thứ chứng minh thân phận của Chu Phùng An. Bây giờ chỉ có hai con đường để đi, hoặc giết ngưu hữu đức diệt khẩu giành lại vật chứng, hoặc thương lượng với người ta. Cha như diễm sen lời, đánh chết cái nết không chừa. Trực tiếp giết hắn là ổn thỏa nhất. Hai nam nhân cùng ngoái đầu nhìn. Bàng quán nghiến răng. Người cầm miệng cho ta. Cha như diễm cúi đầu, lại uất ức lau nước mắt trần hoài cửu nói sợ là không diệt khẩu dược gặp chuyện ám sát rồi hắn sẽ không dễ dàng rời khỏi thủ thành cung cưỡng ép phá trận phòng hộ gây động tĩnh quá lớn tương đương với thừa nhận có người muốn giết người diệt khẩu có thể tưởng tượng phản ứng của vị trên kia rắc rối lớn nhất là lúc trước chúng ta muốn phái người theo dõi xem náo nhiệt thì người khác cũng sẽ nghĩ vậy bây giờ người theo dõi thủ thành cung chờ xem kịch rất là nhiều có lẽ bên trên đã phái người ôm cây đợi thỏ đi ám sát nữa chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới bàng quán buông tiếng thở dài xem ra ta phải đích thân đi một chuyến trần hoài cửu đành để lão gia tự đi người khác đi vô dụng phải giải quyết trong một lần không thì chờ lúc cao quan đến là không kịp bàng quán nhìn ra cửa sổ gã xoay người lại nói chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio bên kia có nhiều người theo dõi muốn chạm mặt hắn e rằng khó khăn cái này thì lão gia yên tâm để ta sắp xếp vì phòng ngừa trong phủ có tai mắt cấp trên nên đành chịu khổ lão gia dịch dung sau đó từ địa đạo rời đi. Cha Như Diễm nghe một đống cuối cùng hiểu chỉ số thông minh của nàng không cùng đẳng cấp, với hai người này, nàng không thích hợp làm mấy chuyện kia, lần này nàng đã đâm thủng trời. Thời gian không chờ người, phải dàn xếp xong chuyện này trước khi cao quan đến. Hai người bàn bạc xong lập tức thực hành, cùng bước nhanh ra ngoài lầu cát. Cha Như Diễm rụt rè đứng một bên không dám ngáng đường, hiện giờ lão gia đang nổi nóng. Khi đi ngang qua Cha Như Diễm, Trần Hoài cửu ra tiếng nhắc nhở. "Lão gia, phu nhân thì không nhắc không được trần hoài cửu bị phu nhân làm đứng tim rồi gây rắc rối to đùng bầu trời bằng da bị đâm thủng vào phút then chốt này không thể lại xảy ra chuyện gì nữa bàng quán dừng bước gã phản ứng lại chậm rãi xoay người đối diện cha như diễm bàng quán hung tợn nói tiện nhân người nghe kỹ cho ta vừa rồi nói gì ngươi đã nghe rồi bước ra cánh cửa này bình thường ngươi làm gì thì làm thế đó nên ăn cứ ăn nên uống cứ uống nên chơi với đám phụ nhân ăn no rảnh rỗi đó thế nào cứ làm vậy xem như không có xảy ra chuyện gì. Không được để lộ một chút khác lạ gì, nghe rõ chưa? Bàng quán không có cách nào, gã rất muốn đập chết ngu phụ này, đáng tiếc hiện tại giết không được, vì ổn thỏa bàng quán sợ nữ nhân này lại làm chuyện ngu ngốc gì nữa, gã nên nhốt à ta lại mới đúng. Nhưng không thể nhốt, không đánh được, có chửi cũng chỉ có thể chửi lén sau lưng người. Nếu bây giờ có gì khác lạ rất có thể sẽ gây rắc rối cho gã, bàng quán cảm giác bị nữ nhân này khắc chết, gây họa lớn vậy mà gã không làm gì được nàng cưới thê tử như vậy khiến bàng quán chỉ muốn cầm dây thừng thắt cổ cho xong cha như diễm ngoan ngoãn gật đầu lia rất là nghe lời nhưng chuyện cha như diễm làm sau lưng thì đối lập hoàn toàn với bây giờ bàng quán nhìn là ứa gan chỉ muốn cho bạt tai bàng quán dậm chân giống to ưng ừ cái gì đao sắp gác lên cổ rồi ta hỏi ngươi nghe rõ không cha như diễm sợ run rẩy như gà con kinh hoàng nói nghe rõ nhớ kỹ bàng quán chỉ vào mũi cha như diễm phất tay áo đi nhanh trời vừa tờ mờ sáng, sao lạnh còn lấp lóe, mặt ngoài thiên nhai như thường ngày, dư âm hơn 8000 đầu người vẫn đang âm thầm xôi trào. Ngoài đường vẫn cứ có kẻ qua người lại, chuyện của số ít không liên quan số đông, chỉ là câu chuyện nhắc tới sau bữa cơm. Mới qua vài canh giờ từ cuộc kịch biến, Nguyên Thiên Nhai còn thoang thoảng mùi máu, càng đi hướng thủ thành cung thì mùi máu càng nồng. Dọc đường có người cung kính cúi người chào. Chu trưởng quầy, bộ dáng Chu Nhiên mất hồn ủ rũ lê bước chân, phớt lờ người trước mặt chào mình, người chào hỏi lấy làm lạ nhìn bóng lưng chu nhiên không hiểu gã bị gì nghe nói cái người tinh thần hoảng hốt kia là chu nhiên chu trưởng quầy mới trốn thoát kiếp nạn lớn người qua đường đứng lại ngó thì thầm nhỏ to trong đầu chu nhiên luôn quanh quẩn một câu nói chuyện lần này khổ cho ngươi yên tâm sẽ có sắp xếp ổn thỏa cho người nhà của ngươi đi đi tinh thần chu nhiên hoảng hốt bất giác đi tới con đường bên ngoài thủ thành cung mùi máu kích thích gã tỉnh táo lại chu nhiên nhìn quanh ngây người con đường này vừa mới xảy ra cuộc đổ sát, người không muốn gây chuyện tạm thời không đi ngang qua đây, chỉ có người đứng xa xem. Phía không xa có một người đứng lặng cũng đang nhìn hướng này, là Ô Hàn Sơn. Ánh mắt hai người giao nhau, hiểu ngay tại sao đối phương đến đây, cùng cười cay đắng. Hai người cùng cất bước đi tới gần nhau, đứng dưới bậc thang cao cao bên ngoài thủ thành cung. Thủ vệ ngăn lại, cảnh cáo, "Chu trưởng quầy, Ô trưởng quầy, các người biết quy định rồi, nơi này không cho phép người ngoài tự tiện ở lại." Hai người nhìn nhau, chu nhiên chắp tay nặn nụ cười gượng ép làm phiền thông báo một tiếng nói là hai chúng ta cầu kiến đại thống lĩnh chờ chút một thủ vệ móc tinh linh ra liên lạc với bên trong chờ nhận được trả lời thì lên tiếng chu trưởng quầy ô trưởng quầy đại thống lĩnh nói bây giờ không muốn gặp hai người hai người nghe cùng cười thảm vèo ô hàn sơn đột nhiên rút bảo kiếm ra thủ vệ giật mình kêu lên ô hàn sơn định làm gì thủ vệ nhanh chóng chỉ thương vào ô hàn sơn cảnh cáo Mười mấy người chạy xuống bậc thang. Yêu vương liệt hoàn trực ban dẫn đội quát to. Muốn tạo phản sao? Ai ngờ ô hàn sơn giơ tay nắm búi tóc của mình. Tay kia cầm bảo kiếm giơ ngang cổ rứt khoát cứa. Phập. Cổ đứt phun vòi máu. Máu nóng bắn lên người chu nhiên đứng bên cạnh. Chu nhiên mặt lấm tấm vết máu dùng mình. Ngây ra như phỗng. Ô hàn sơn cầm đầu trên tay. Thân tàn đung đưa rồi ngã cái bùm xuống đất. Đám thủ vệ ngây người. Liệt hoàn trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ đối phương lại rút kiếm tự sát. Chu Nhiên lảo đảo xoay người, đám thủ vệ chậm rãi nghiêng đầu nhìn gã, nhìn gã cất bước đi sang bên cạnh. Liệt Hoàn giơ tay kêu lên. Chu trưởng quầy. Dầm. Chu Nhiên lao mạnh lên đập đầu vào cây cột cạnh bậc thang, máu phun ra, óc vỡ toang, nửa cái đầu dẹp lép, người mềm nhũn dựa cột trượt xuống đất. Cơ thể co giật mấy cái rồi cứng đơ, máu dần lan rộng trên mặt đất. Biến cố đột ngột khiến người nằm mơ cũng không ngờ, Liệt Hoàn giơ tay giữa chừng trong không trung xoay tròn mắt. Chuyện gì vậy? tha không giết mà các ngươi còn chạy về tự sát chúng thủ vệ nhìn nhau người qua đường nghe đồn chỗ này mới giết nhiều người nên tới xem chợt thấy cảnh đó thì hút ngụm khí lạnh rất nhanh cả đống người tụ tập lại có hai nhóm người bước ra là tiểu nhị cửa hàng khấu ra hạ hầu ra ai nấy khuôn mặt bi thương chạy lại không nói một tiếng nâng xác chu nhiên ô hàn sơn quay đầu đi có thể nói không ai ngăn cản hai người tự sát trơ mắt nhìn đến đây thì hội trưởng và bốn vị phó hội trưởng của thương hội chết hết hoặc bị giết hoặc tự sát bên ngoài thủ thành cung mới rửa sạch không lâu lại thêm máu tanh khiến cung điện âm trầm dưới ánh bình minh càng khiến người sợ hãi hơn bà nội nó làm cái quỷ gì tưởng lão tử sợ bị hù sao liệt hoàn nhéo râu đỏ lẩm bẩm chờ chút nữa có khi nào ngọc hư chân nhân hoàng phủ quân nhu cũng chạy tới không liệt hoàn lắc đầu vội đi vào thủ thành cung báo cáo tự sát miêu nghị ngồi trong đình ở hậu cung ngạc nhiên ngước lên hỏi người xác nhận đã chết liệt hoàn gật đầu nói một người trực tiếp cắt đầu mình một người đập móc nửa đầu chết chắc Miêu nghị lặng im một lát, vắt tay biểu thị đã biết Liệt Hoàn mới đi không xa lại quay đầu hỏi Đại nhân có khi nào lát nữa Hoàng phủ trưởng quầy và Ngọc Hư chân nhân cũng chạy lại chơi trò này không Miêu nghị lạnh nhạt nói Chính khí tiệm tạp hóa là nhiều thế lực kinh doanh không phải của riêng ai nên tội gì để nhà nào gánh trách nhiệm Bối cảnh của quần anh hội quán không giống cửa hàng khác sẽ không ai để hai vị kia tự sát Liệt Hoàn hoang mang hỏi là sao Miêu nghị nói. Ta cũng không rõ, ước chừng đại khái là vậy. Đại khái là vậy tức là sao? Liệt Hoàn ù ù cạc cạc rời đi, gia thủ thành cung gã sai người tẩy sạch máu dính dưới đất. Miêu Nghị ngồi yên trong đỉnh, móc ngọc điệp ra lẩm bẩm. Chu Phùng An, Chu Phùng An, gia nô của cha gia. Miêu Nghị từ trong di vật của thích khách phát hiện một khối ngọc điệp thân phận, cũng là danh thiếp, là thứ như cầu kiến hay bái kiến ai sẽ đưa ra để chứng minh ta là ai, đến từ đâu, đến làm chuyện gì? giống như ngọc điệp quan chức đại thống lĩnh của miêu nghị vậy nhưng thứ chứng minh thân phận của chu phùng an là gia nô của cha gia miêu nghị không thể xác định người chết có phải là chu phùng an không không biết cha gia là nhà nào nhưng trong số kẻ thù của hắn vừa đúng có một vị họ cha lai lịch cũng không nhỏ là nhà đó sao nếu là nhà đó thì có lẽ đúng như dương khánh nói hung thủ sắp lộ mặt đến giết hắn hay tâm sự đây hắn có nên lánh mặt không lý do cho suy đoán này đầu tiên là chu nhiên ô hàn sơn chạy đến bên ngoài thủ thành cung tự sát hai là miêu nghị đã yên tịnh lúc trước tinh linh cứ rung mãi không ngớt giờ bỗng nhiên yên lặng trừ khấu văn lam liên lạc một lần với miêu nghị ra những người khác đều yên lặng miêu nghị lờ mờ thấy bóng dáng khổng lồ nhưng không thấy rõ không chạm vào được nặng nề đè ép ngộp thở trong chính khí tiệm tạp hóa ngọc hư chân nhân nhận được thông báo bên dưới kinh ngạc kêu lên tự sát ngọc hư chân nhân chậm rãi đi tới khung cửa sổ đẩy mở cánh cửa nhìn chân trời ló vệt trắng nhìn chằm chằm cung điện ở vị trí cao nhất. Ngọc Hư chân nhân buông tiếng thở dài. Trên lầu các quần anh hội quán, Hoàng phủ quân Nhu nghe thông báo cũng hết sức ngạc nhiên. Tự sát, hai người đều tự sát. Hôm qua hai vị còn tinh thần phấn khởi không thèm để mắt tới vị kia ở thủ thành cung, chớp mắt đã tự sát trước cửa thủ thành cung, nếu không bị ép đến đường cùng thì đã không làm như vậy. Đang sống yên lành ai nỡ tự tìm chết. Hoàng phủ quân Nhu đẩy cửa sổ lầu các gia nhìn thủ thành cung nửa chìm trong bóng tối, lẩm bẩm ngươi lại thắng, giờ vừa lòng chưa? Vân Dung quán. Vân Chi Thu nghe tin cực kỳ kinh ngạc. Cái gì? Chu Nhiên và Ô Hàn Sơn tự sát trước cửa thủ thành cung. Vân Chi Thu đi tới đi lui, khẽ thở dài. Giờ chuyện tạm qua rồi, không biết tiếp theo sẽ ra sao? Tin tức như Thủy Triều nhanh chóng xâm nhập Nguyên Thiên Nhai. Hai người đó tự sát, trước cửa thủ thành cung đối với tất cả cửa hàng Thiên Nhai mang đến rung động còn hơn, 8.000 cái đầu rơi xuống đất. Quan trọng là điều này đại biểu ý nghĩa không giống bình thường khiến mọi người xác nhận trên mảnh đất này vị kia trong thủ thành cung có quyền lên tiếng tuyệt đối thương hội đã bị vị đó gạt ngã hoàn toàn người biết chuyện thì hiểu rõ không phải thương hội cúi đầu trước vị kia trong thủ thành cung mà là chủ tử đằng sau các cửa hàng đang tỏ thái độ với ai đó bọn họ không đồng ý thương nhân đối nghịch với quan phương cũng sẽ không làm chuyện ám sát mệnh quan thiên đình trước công chúng có người thỏ chết cáo khóc kiếm tiền không có phần của họ xảy ra chuyện liền đẩy bọn họ ra mặt trời mọc lên cao, cách cục của thiên nhai nháy mắt trở về trăm năm trước, quan phương lại khống chế thương hội chặt chẽ trong tay. Có người buồn có người vui. Người được lợi mới dĩ nhiên mừng, từ đường nhiên lại xoay người làm chủ cũng hớn hở. Chu nhiên, ô Hàn Sơn tự sát trước cửa thủ thành cung chứng minh đại thống lĩnh thắng, nỗi lo trước đó đã tan biến. Một đám trưởng quầy cửa hàng biểu thị muốn mời tiệc thống lĩnh đại nhân. Tuy rằng trong khu Tây Thành này lời nói của từ đường nhiên nặng ký, nhưng mùi máu còn động trong thiên nhai, bây giờ dự tiệc thì hơi không ổn. Từ đường nhiên từ chối, có điều gã đã thành nhân vật nóng bỏng, có người tìm ý thích của gã, biết gã khá thích vị kia trong thiên hương lâu, thậm chí suýt cưỡng ép nên tỏ vẻ đã mời tuyết linh lung đến. Vì vậy khi màn đêm buông xuống, từ đường nhiên mới đi dự tiệc không lâu, thì bảo liên chạy tới trước mặt miêu nghị cáo trạng. Đại nhân, từ đường nhiên thật kỳ cục, mới xảy ra chuyện lớn như vậy chớp mắt đã ăn uổng vui vẻ với đám thương nhân. Miêu nghị nhắm mắt nằm trên ghế lạnh nhạt nói, cá tính đó của hắn đúng là không được tốt, nhưng làm việc rất có chừng mực, hắn tự biết sắp xếp tốt việc trong khu Tây Thành, đôi khi xã giao cũng là công việc. Đại nhân, đó mà là công việc gì? Những cửa hàng biết từ đường nhiên thích tuyết linh lung nên cố ý cho chúng ý hắn. Đại nhân ở đây lạnh lẽo, kiệt sức còn hắn thì ở chỗ đó ăn uống chơi bởi xem tuyết linh lung múa hát, có giáp tâm gì. Miêu nghị từ từ mở mắt ra. Thích tuyết linh lung. Miêu nghị biết chuyện đó, không nói tới từ đường nhiên cưỡng ép tuyết linh lung. Bình thường hay đi cổ vũ nàng, lâu lâu hắn lại nghe về chuyện này, Miêu Nghị nói, kêu hắn đến gặp ta. Bảo Liên mừng rỡ, tuân lệnh. Đại nhân sắp xử cái tên nịnh bợ kia rồi. Bảo Liên xoay người đi sang bên cạnh, móc tinh linh ra. Từ đường nhiên rời khỏi bữa tiệc bằng tốc độ nhanh nhất, bên thủ thành cung triệu hoán thì gã không bao giờ dám chậm trễ. Vừa gặp Miêu Nghị là từ đường nhiên cung kính hành lễ. Đại nhân, bên ngoài từ đường nhiên phong cảnh nhưng đến đây liền cúi đầu khom lưng. Bảo Liên liếc xéo gã, chuẩn bị xem náo nhiệt. Miêu Nghị nhắm mắt nằm lạnh lùng hỏi, lại chạy đi xem tuyết linh lung. Cơ mặt từ đường nhiên cứng ngắc, sống lưng lạnh lẽo. Đại nhân đã biết gã chạy đi dự tiệc. Từ đường nhiên biết lúc này vui vẻ ăn uống thì không thích hợp, nhưng gã không nhịn được. Từ đường nhiên liếc trộm bảo liên, gã tình nghi là tiện nhân này tố cáo mình. Nhưng bây giờ từ đường nhiên không rảnh ghi hận, gã khủng hoảng nói. Tì chức biết sai, lần sau không dám nữa. Nhiều nghị giơ ngón tay lên. Biết người thích tuyết linh lung nhưng bị hút mất hồn làm lỡ công việc thì không hay, thích thì thu đi, đỡ khỏi phải cứ ngứa ngáy trong người. Thu? Thu ai? Từ đường nhiên còn đang sợ teo tim, toát mồ hôi lạnh, sợ việc giết người diệt khẩu có khi nào xảy ra với mình không? Từ đường nhiên không ngờ miêu nghị nói câu đó, gã trợn mắt há hốc mùng còn tưởng mình nghe lầm. Bảo liên định xem kịch cũng xoe tròn mắt, nàng ngỡ mình nghe nhầm. Từ đường nhiên khom lưng uốn gối nhìn sắc mặt của miêu nghị, cẩn thận hỏi dò. Đại nhân kêu ta thu ai? Miêu nghị chậm rãi nói, đừng giả ngu chẳng phải ngươi luôn thích thuyết linh lung sao bây giờ cho ngươi vừa ý nếu không muốn thì thôi bảo liên nghe hiểu khuôn mặt giật mình từ đường nhiên cũng nghe rõ biểu tình mừng như điên gật đầu lia lịa muốn 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 ti chức nào dám làm trái ý tốt của đại nhân muốn muốn thu nhưng mà vẻ mặt từ đường nhiên đầy lo âu chẳng phải đại nhân nói bối cảnh của nàng lúc trước từ đường nhiên cướp thuyết linh lung bị miêu nghị cản lại hắn từng nói sau lưng nàng có bối cảnh làm gã sợ chết khiếp bây giờ từ đường nhiên lo có khi nào miêu nghị lợi dụng gã làm chuyện gì không miêu nghị nói khi đó bị hoàng phủ quân nhu dẫn lầm đường sau này mới hiểu chỉ một con hát thì có bối cảnh gì bối cảnh đó đơn giản là hoàng phủ quân nhu từ đường nhiên rất hưng phấn nhưng gã vẫn cẩn thận hỏi lỡ như hoàng phủ trưởng quầy bối cảnh của hoàng phủ quân nhu làm từ đường nhiên kiêng rè lúc trước gã dám cứng rắn ép thuyết linh lung vì mượn thế sát hạch được thiên đế ngự phong bình thường nào dám sằng bậy Miêu Nghị lạnh nhạt nói. Có ta chống thì ngươi còn sợ gì? Từ đường nhiên mừng như điên. Vâng vâng vâng. Miêu Nghị mở mắt ra nhìn từ đường nhiên, nghiêm túc nói. Dạo này làm tốt lắm. Từ đường nhiên đã hiểu, đây là phần thưởng dành cho gã gần đây làm hàng loạt việc. Không thì chắc chắn Miêu Nghị sẽ không vì gã mà đắc tội Hoàng Phủ Quân Nhu. Từ đường nhiên cúi đầu liên tục chắp tay thi lễ. Tạ đại nhân thành toàn, tạ đại nhân thành toàn. Ti chức sẽ không quên ơn lớn của đại nhân. Miêu Nghị nói, có thể đưa người về nhưng phải làm theo quy định. Từ ma ma là người quen cũ của ta, người ta một đường nâng tuyết linh lung làm đầu bài cũng không dễ dàng. Người ôm đầu bài của người ta đi tương đương với đập bể chén cơm, nên không thể thiếu tiền chuộc thân. Muốn ăn thịt phải biết trả cái giá, đang trong lúc này đừng để lại điểm yếu gì. Từ đường nhiên gật đầu như gà mổ thóc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiểu hiểu. Nhiêu nghị phẩy tay. Đi đi. Tì chức cáo lui từ đường nhiên ra khỏi thủ thành cung, người nhẹ hẫng muốn bay, cười ngoác tận mang tai. Miếng thịt nhiều người không ăn được sắp vào chén của gã, đại thống lĩnh quá là nhân hậu. Từ đường nhiên rời đi, bảo liên luống cuống, nóng nảy. Không đánh gục từ đường nhiên được ngược lại còn kéo cả tuyết linh lung vào, nàng đã làm chuyện gì? Bảo liên không kìm được nói. Đại nhân, từ đường nhiên là tiểu nhân, sao đại nhân có thể tặng tuyết linh lung cho hắn? Miêu nghị cười nói. Con hát xứng với tiểu nhân vừa lúc là trời sinh một đôi không phải sao bảo liên chắp tay cầu tình cho tuyết linh lung đại nhân loại chuyện này một khi truyền ra sẽ ảnh hưởng danh dự của đại nhân rất nhiều xin đại nhân hãy thu lại mệnh lệnh đã ban bảo liên nàng không thấy quá yên lặng sao có nghe nói tìm tòi trước khi hành động không tuyết linh lung là hòn đá đó huống chi từ thống lĩnh thật lòng thích người ta đi theo từ thống lĩnh cũng không tính bồi nhọ nàng đại nhân được rồi nếu nàng cảm thấy đi theo ta không thoải mái thì tìm vị trí nào thích hợp trong bốn thành rồi nói với ta một tiếng bảo liên xoay tròn mắt câm miệng lại từ từ cúi đầu xuống bảo liên biết mình chống đối lại quyết định của đại nhân đã chọc giận người nhưng nỗi lòng nàng hết sức áy náy nếu không tại nàng cố gắng đâm thọc thì thuyết linh lung đã không gặp rắc rối này tiệc tối kết thúc sớm đám người thiên hương lâu mới trở về giàn xếp định đóng cửa thì bị người từ trên trời giáng xuống chặn lại đẩy ra tiểu nhị ngơ ngác nhìn một đoàn thiên binh thiên tướng ở bên ngoài vụt ngoái đầu dồn dập hét to từ ma ma. Hai người đẩy tiểu nhị sang bên, đi vào trong. Từ đường nhiên đi sau vui vẻ xài bước vào. Mười mấy người theo vào đứng xếp hàng xung quanh. Từ ma ma lịch bịch từ trên lầu chạy xuống dưới, thấy từ đường nhiên là nàng sợ thót tim, vì ấn tượng cưỡng ép năm xưa. Từ ma ma cố nặn nụ cười vui vẻ hỏi. Ô, ngọn gió nào thổi từ thống lĩnh đến? Từ đường nhiên nhìn đông ngó tây, không thèm chú ý từ ma ma. Từ đường nhiên hỏi. Tuyết linh lung đâu? Kêu nàng đi ra gặp ta. Từ ma ma căng thẳng, nàng cười giả lạ. Tệ quá, nàng đã ngủ rồi, thống lĩnh đại nhân có gì dặn bảo sao? Từ đường nhiên vung tay đẩy từ ma ma sang bên, chạy sộc lên cầu thang. Nói bậy, mới về mà ngủ cái gì? Tưởng ta không trả nổi tiền sao? Đừng cản đường. Từ ma ma đuổi theo sau la lên. Từ thống lĩnh, từ thống lĩnh. Từ ma ma vội quay đầu nháy mắt với người bên dưới kiếm người cầu viện. Nhưng hôm nay từ đường nhiên đến có chuẩn bị, bọn họ đều bị thuộc hạ của gã khống chế đừng hòng đi đâu. Không ngăn được. Cuối cùng từ đường nhiên xông vào khuê phòng của tuyết linh lung. Vừa thấy từ đường nhiên, tuyết linh lung đang cởi đồ trang điểm sợ hãi đứng bật dậy lùi sát tường. Từ đường nhiên thấy tuyết linh lung là thể xác và tinh thần sung sướng, lỗ chân lông toàn thân bốc khói. Nhớ nhung người ngọc bao nhiêu năm, cứ nghĩ đời này vô duyên, ai ngờ. Từ đường nhiên cười tươi như hoa xua tay nói. Linh lung cô nương đừng sợ, đừng sợ, là chuyện tốt từ đường nhiên quay đầu quát từ ma ma từ mỗ không nỡ để linh lung cô nương luôn lưu lạc ở trốn trăng hoa này hôm nay đến chuộc thân cho linh lung cô nương bao nhiêu tiền từ ma ma nói giá đi từ ma ma liên tục xua tay thống lĩnh đại nhân không được không được từ đường nhiên lười nói nhiều với từ ma ma gã biết người ta sẽ không đồng ý cũng chẳng trông chờ vào sự đồng ý dù sao gã tiên lễ hậu binh là xong từ đường nhiên kéo tay từ ma ma nhét một chữ vật thủ trạc vào tay nàng Giá tiền này tính thế nào cũng đủ rồi." Từ Đường Nhiên nói xong xoay người xảy bước tới bên cạnh Tuyết Linh Lung, thâm tình nhìn nàng. Tuyết Linh Lung căng thẳng người run rẩy không có đường thụt lùi, lưng dán sát tường. "Phù." Từ Đường Nhiên thở hắt ra, bỗng bế bổng Tuyết Linh Lung lên bước nhanh rời đi. Tuyết Linh Lung sốt ruột vùng vẫy, "Thả ta ra." Từ Đường Nhiên từng chịu thiệt bị nàng uy hiếp tự sát, nên gã nhanh chóng hạ cấm chế kiểm soát pháp lực của nàng, cười to nghênh ngang rời đi. Từ đương nhiên có cảm giác đời người sung sướng đến thế là cùng. Từ thống lĩnh, không thể được, chúng ta. Từ mama muốn đuổi theo, nhưng phát hiện hai thanh đao gác trên cổ mình làm nàng sợ hãi nuốt ngược lời nói. Có người cười khẩy nói. Từ mama, đừng không biết điều. Từ thống lĩnh rất được yêu thích bên cạnh đại thống lĩnh. Nhìn chúng đầu bài nhà ngươi là đã cho mặt mũi, cũng không đưa thiếu tiền. Đừng được nước lấn tới, mùi máu trong thiên nhai còn đó, chúng ta không ngại nhiều thêm một cái đầu trưởng quầy từ ma ma rụt cổ lại trong óc nhớ cảnh mấy ngàn cái đầu rớt xuống đất tuyết linh lung nhanh chóng bị ôm xuống lầu từ ma ma định chờ người bên dưới chạy đi báo tin cho hoàng phủ quân nhu nhưng nhìn kỹ thì người thiên hương lâu bị tập trung một chỗ từ ma ma choáng thế mới biết từ đường nhiên đến có chuẩn bị quyết tâm thành công trong thiên hương lâu một đám người giận mà không dám nói gì một vị thiên tướng dạo một vòng trước đám người cuối cùng dí sát mặt vào từ ma ma cười gian nói hôm nay là ngày vui của thống lĩnh đại nhân thống lĩnh đại nhân mời chúng ta nghe hát xem múa, chắc tử ma ma không từ chối khách đi. Trong tình huống này tử ma ma làm sao dám từ chối. Thế là đám người trực tiếp mở màn trong thiên hương lâu, tóm lại đừng hòng có ai muốn rời khỏi mắt của đám người quấy dày việc tốt của thống lĩnh đại nhân. Cái này không phải đến xem ca múa mà là để theo dõi. Khi tan cuộc thì trời đã sáng. Một đám thiên binh thiên tướng rốt cuộc rời đi. Tiểu nhị sốt ruột nói. Ma ma mau đi tìm hoàng phủ trưởng quầy. Từ Mama ma the thé còn tìm cái khỉ gì? Trời sáng rồi, con cũng sắp sinh xong. Từ ma ma nhũn chân ngồi xuống ghế, đờ đẫn thì thào. Tiêu, tiêu đời, gạo sống thành cơm chín, cây tiền ấp ủ bao năm đã mất. Nửa đời sau lão nương còn trông chờ ôm đùi nha đầu đó nhưng nay không còn, đám xúc sinh khốn nạn. Sáng sớm là khoảnh khắc tốt nhất, từ đường nhiên tinh thần sảng khoái nhẹ nhàng đi ra nội viện, đám thuộc hạ xếp hàng chúc mừng ngay. Chúc mừng thống lĩnh đại nhân. Từ đường nhiên ngửa đầu cười to, đêm qua kiểu diễm thỏa thuê y muốn áo cởi xuống da mềm trong tay thơm ngọt trơn mềm ăn vào như cam lâm vuốt ve yêu thích không buông tay mùi vị sướng không tả nổi đủ an ủi cả đời từ đường nhiên cười xong chỉ vào một người ai kia người hầu hạ linh lung cô nương đâu mua hai người đi không đi thiên hương lâu mang hai thị nữ bình thường hầu hạ linh lung cô nương lại đây lão tử trả tiền có người quay đầu chạy ngay tuân lệnh tỳ chức đi ngay chốc lát sau người đó chạy về sốt ruột nói đại nhân nguy rồi hoàng phủ quân nhu dẫn người chặn trước cửa đòi gặp đại nhân biểu tình cực kỳ khó xem từ đường nhiên đang sắp xếp công việc cho thuộc hạ bỗng cơ mặt cứng lại gã không trêu vào hoàng phủ quân nhu nổi đêm qua sướng rồi rắc rối cũng đến cửa nhưng ngẫm lại không có gì phải sợ đại thống lĩnh nói có hắn chống cứ đẩy hết cho đại thống lĩnh là xong từ đường nhiên phất tay nói mời vào rất nhanh hoàng phủ quân nhu đi tới mặt hầm hầm, nàng còn mang theo bảy, tám người cùng xông vào. Ít khi thấy Hoàng Phủ Quân Nhu hùng hổ xông vào nhà quan thiên đình như vậy. Từ đường nhiên nhìn bộ dạng của Hoàng Phủ Quân Nhu như thế thì hết sức căng thẳng, mặt ngoài cố gắng ra vẻ bình tĩnh. Gã bình tĩnh được vì có người chống lưng không thì sớm thói quen cúi đầu khom lưng. Từ đường nhiên chắp tay cười nói. Hoàng Phủ trưởng quầy tới chơi, không biết có gì cần không. Hoàng Phủ Quân Nhu đứng trước mặt từ đường nhiên, ánh mắt muốn giết người, gần từng chữ. Từ đường nhiên, Người to gan lắm, dám đụng vào người quần anh hội của ta che chở. Hoàng phủ trưởng quầy đang nói linh lung cô nương. Sợ là có hiểu lầm, ta chuộc thân giúp nàng ấy là việc tốt, chuyện tốt ngươi tình ta nguyện, đã đưa tiền chuộc cho tử ma ma rồi. Hoàng phủ quân nhu gần giọng, Ngươi tình ta nguyện, gác đao lên cổ người ta mà bảo là ngươi tình ta nguyện. Gác đao lên cổ, có sao? Từ đường nhiên vui vẻ ngó quanh, cười nói. Chắc có gì hiểu lầm. Hay vậy đi, hoàng phủ trưởng quầy kêu từ ma ma đến, chúng ta đối chất ngay mặt hỏi xem ta có cưỡng ép gì không. Người đã thuộc về gã, từ đường nhiên không tin tử ma ma ngốc đến mức đó. Ván đã đóng thuyền còn dám đắc tội gã. Nên biết sau lưng từ đường nhiên đứng một người có thể ép chu nhiên, ô hàn sơn tự sát. Tử ma ma lăn lộn trong trốn trăng hoa chỉ vì cầu tài, nàng sẽ là loại người vì báo thù mà không tiếc trả giá sao. Huống chi tuyết linh lung đã bị từ đường nhiên lấy trinh, dù đưa về thiên hương lâu cũng mất giá trị vốn có miễn tử ma ma không ngốc thì nên biết lựa chọn thế nào. Hoàng phủ quân nhu hiểu ý của từ đường nhiên, từ ma ma chạy đến nói cho nàng chỉ để báo một tiếng, bản thân từ ma ma cũng nói bỏ đi, không chọc vào được. Hoàng phủ quân nhu cắn răng hỏi, tuyết linh lung đâu? Ta muốn gặp nàng. Từ đường nhiên xoay người nhường đường, đưa tay mời. Mời. Hoàng phủ quân nhu bước nhanh vào nội viện, chạy thẳng tới phòng ngủ chính. Từ đường nhiên không đi vào trong, vì tình hình sẽ rất lúng túng. Két 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 két. Hoàng Phủ Quân Nhu đẩy cửa bước vào, quét mắt trong phòng. Một bóng lưng người quen thuộc ngồi trước bàn trang điểm đang trải tóc dài. Hoàng Phủ Quân Nhu nhìn người trong gương, người trong gương cũng ngơ ngẩn nhìn nàng. Giường gấm hỗn độn, trong phòng có mùi kỳ lạ. Hoàng Phủ Quân Nhu làm người từng trải khỏi hỏi cũng biết xảy ra chuyện gì. Nàng đã đến muộn, quá muộn. Hoàng Phủ Quân Nhu chạy nhanh tới gần, hai tay vịn vai Tuyết Linh Lung nhìn đôi mắt ửng đỏ đã khóc phản chiếu trong gương. Khuôn mặt Hoàng Phủ Quân Nhu đầy tự trách, bi ai nói, Linh Lung, rất xin lỗi, ta đã đến muộn. Đêm qua nhóm tử ma ma bị khống chế, sáng sớm ta mới biết tin. Xin lỗi, xin lỗi. Nước mắt rơi, hoàng phủ quân Nhu òa khóc, đau lòng vì cảnh ngộ của Tuyết Linh Lung. Tuyết Linh Lung thì hết sức bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng đặt lực xuống, giơ tay nắm bàn tay đặt trên vai mình, dịu dàng hỏi, "Tỷ tỷ, tử ma ma có khỏe không?" "Tử ma ma không sao." Hoàng phủ quân Nhu đau khổ lắc đầu nói, Ngươi yên tâm, ta nhất định không tha cho tên khốn kiếp bên ngoài kia. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ta đi tìm Ngưu Hữu Đức ngay, tìm hắn đòi lại công bằng. Tỷ tỷ, Tuyết Linh Lung giữ tay Hoàng phủ Quân nhu lại, nhẹ lắc đầu, chua xót nói: "Vô dụng. Ngày hôm qua từ thống lĩnh dự tiệc giữa chừng bị đại thống lĩnh kêu đi, sau đó xảy ra việc này. Trong lúc này nếu không có đại thống lĩnh gật đầu thì hắn không dám làm chuyện như vậy, thôi đi." Ngữ điệu của Tuyết Linh Lung cực kỳ bình tĩnh hoàng phủ quân nhu trợn to mắt nói ngư hữu đức biểu tình của hoàng phủ quân nhu cực kỳ tức giận giết qua kẽ răng xúc sinh hoàng phủ quân nhu bước đi nàng không tin nàng phải hỏi rõ ràng tuyết linh lung kéo hoàng phủ quân nhu lại bỏ đi tỉ tỉ đã vậy rồi ta hứa với từ thống lĩnh sẽ trậu vàng rửa tay rời khỏi trốn trăng hoa yên phận làm thiếp thất của hắn hoàng phủ quân nhu ngây người làm thiếp hoàng phủ quân nhu tràn đầy khó tin nói tiểu nhân tồi tệ vô sỉ như vậy làm sao ngươi đồng ý làm thiếp thắt cho hắn được? Tuyết Linh lung cười chua xót nói. Tỷ gọi hắn là tiểu nhân nhưng ta thì phải gọi là đại nhân, đây chẳng phải là số phận của ta sao? Kết cục cuối cùng của ta chỉ có thể là như vậy, chẳng phải xem nhà ai cao hơn chút, cao hoặc thấp chút thì có gì khác nhau. Cành càng cao thì cái thân son phấn như ta càng thấp tiện, không ai xem trọng. Đối với nhiều tỷ muội trung nghề thì đa số người kết cục còn không bằng ta, bỏ đi, chuyện đã như vậy, nếu không theo hắn thì ta sẽ càng thảm hơn nữa, đây là số phận của ta. Hoàng phủ quân Nhu nghe mà chảy nước mắt, vai run run. Hoàng phủ quân Nhu lao lên ôm tuyết linh lung, quả khóc. Tuyết linh lung cũng khóc, hai người ôm nhau khóc. Không được. Hoàng phủ quân Nhu bỗng tách ra. Không bảo vệ ngươi được là lỗi của ta, tuyệt đối không thể để ngươi làm tiểu thiếp cho người. Linh lung, ngươi hãy chờ ta. Hoàng phủ quân Nhu nói xong lao ra khỏi phòng ngay, thấy từ đường nhiên thảnh thơi chắp tay sau đít đi trong sân, nàng chỉ vào gã mắng. Từ đường nhiên, ngươi chờ đó. Từ đường nhiên nhìn mặt hoàng phủ quân nhu ướt lệ bỏ chạy thì sợ hết hồn. Khóc. Đường đường là hoàng phủ trưởng quầy mà khóc nhè. Thế này thì đắc tội người ta đến mức nào? Từ đường nhiên hoảng, nếu nữ nhân này mà bất chấp tất cả thì gã không chịu nổi. Đại thống lĩnh có thể gánh được không đây? Từ đường nhiên nghe tiếng nức nở phát ra từ căn phòng, gã muốn tát mình, không kiểm soát được thứ trong quần để bị mất mạng thì có đáng không? hoàng phủ quân nhu dùng tinh linh liên lạc với miêu nghị nhưng hắn không trả lời nàng đành chạy thẳng tới thủ thành cung hoàng phủ quân nhu không dám cứng rắn vào thủ thành cung nếu có viên chức thiên đình xông vào về mặt lý luận thì không sao nhưng thân phận thương nhân mà cứng rắn vào dinh thự thiên đình thì nàng không gánh nổi tội danh đừng nói thủ thành cung hoàng phủ quân nhu không dám sộc vào phủ thống lĩnh trong bốn thành cầu kiến đại thống lĩnh làm phiền thông báo một tiếng chờ chút rất nhanh thủ vệ nhận được trả lời Hoàng phủ trưởng quầy về đi, đại thống lĩnh bận công việc, tạm thời không rảnh gặp mặt. Hoàng phủ quân nhu hận ngứa răng, nàng móc khối ngọc điệp ra viết vài thứ, bỏ vào chữ vật giới chỉ rồi gửi lại. Làm phiền đưa cái này cho đại thống lĩnh của các ngươi. Nếu là người bình thường khác thì thủ vệ còn lâu mới quan tâm, nhưng thân phận bối cảnh của Hoàng phủ trưởng quầy đặt ở đó, không tiện đắc tội, thủ vệ đành chuyển giao thêm lần nữa. Bây giờ miêu nghị rất lười, hắn không muốn làm chuyện gì hết, một cái ghế nằm đặt cạnh miệng giếng dưới giàn cây, Miêu Nghị suốt ngày nằm nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ việc lớn gì, ít nhất Bảo Liên thấy vậy. Bảo Liên không biết rằng có bí ẩn khác dưới giếng, Miêu Nghị chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu thật sự có người bất chấp xông vào thủ thành cung giết hắn, thì hắn sẽ trốn vào giếng chạy đi. Bảo Liên ra ngoài nhận đồ, nàng đưa chữ vật giới chỉ tới. "Đại nhân, hoàng phủ trưởng quầy có đồ chuyển giao cho người." Miêu Nghị lấy ra xem, thấy trong chữ vật giới chỉ trống rỗng chỉ có một khối ngọc điệp. Miêu Nghị chiêu Ngọc Điệp ra xem, không nhìn không biết, xem xong hết hồn. Trong Ngọc Điệp không viết cái gì, đầu tiên là chửi Miêu Nghị xúc sinh, rồi viết chuyện đã xảy ra thì nàng không có yêu cầu gì nữa. Nhưng Tuyết Linh Lung là tỉ muội của nàng, phải cho Tuyết Linh Lung một lẽ công bằng, từ đương nhiên phải cưới Tuyết Linh Lung, cưới hỏi đàng hoàng, làm phu nhân chính thất. Nếu Ngư Hữu Đức dám không đồng ý thì nàng cũng liều mạng đá ngọc điều nát công bố chuyện giữa hai người ra cho công chúng biết, nàng đang chờ bên ngoài, có gặp hoàng phủ quân nhu hay không thì tùy Ngưu Hữu Đức nàng bất chấp rồi miêu nghị phát hiện nữ nhân này đã điên sao có thể viết câu chuyện giữa hai người vào ngọc điệp rồi nhờ người chuyển giao để người ta thấy sẽ nghi ngờ may mắn hoàng phủ quân nhu còn biết dùng cất vào chữ vật giới chỉ nếu trực tiếp đưa tận tay thì pháp nhìn một cái là tiêu miêu nghị quay đầu hỏi nàng chưa xem thứ bên trong chữ vật giới chỉ phải không bảo liên nghi hoặc hỏi không bị thiếu gì sao miêu nghị gặn hỏi người chuyển giao không lấy thứ bên trong ra xem xét sao bảo liên nói Ban ngày ban mặt chắc không ai dám tự xem đồ của đại thống lĩnh, có vấn đề gì sao? Miêu Nghị ngẫm lại cũng đúng, hắn thở phào, nhưng bồn chồn không ngồi yên. Miêu Nghị móc tinh linh ra hỏi Từ Đường Nhiên có chuyện gì. Sau khi nhận được trả lời của Từ Đường Nhiên thì Miêu Nghị không biết nên nói cái gì, hắn đã đánh giá thấp thủ đoạn của gã. Miêu Nghị kêu Từ Đường Nhiên đi tìm Tuyết Linh Lung, là muốn ép Hoàng phủ quân Nhu ra mặt. Miêu Nghị sẽ không gặp Hoàng phủ quân Nhu, hắn chỉ muốn buộc nàng sử dụng quan hệ cứu Tuyết Linh Lung tuyết linh lung là hòn đá dò đường của hắn, để hắn xác nhận ý đồ của cấp trên. Ai ngờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ đường nhiên khống chế người trong thiên hương lâu không để tin tức lộ ra ngoài, lo gạo nấu thành cơm trước rồi tính. Miêu nghị đang lấy làm lạ tại sao cả đêm hoàng phủ quân nhu không tìm hắn, không thấy nàng tìm mối quan hệ khác gây áp lực cho hắn, làm hắn tưởng đâu người cấp trên không dám đụng vào hắn nữa, thì ra vấn đề nằm ở từ đường nhiên, lỗ tay rồi. Miêu nghị giờ khóc dở cười, đã vậy rồi hoàng phủ quân nhu không tìm quan hệ gây áp lực nữa mà như chó điên trực tiếp tìm hắn bên kia đã lố tay giờ có né tránh nữ nhân này cũng không được gì bây giờ người ta không phải đến cứu người mà là ép hôn nhiều nghị quay đầu hỏi cái đó nàng mới nói hoàng phủ trưởng quầy khóc tìm đến bảo liên trả lời thủ vệ bên ngoài nói vậy bảo là thấy nàng lau nước mắt nhiều nghị nhức đầu hắn cứ nghĩ hoàng phủ quân nhu chỉ có quan hệ khá tốt với Tuyết linh lung dù sao địa vị cách xa Tuyết Linh Lung là con hát. Không ngờ Hoàng Phủ Quân Nhu vì Tuyết Linh Lung mà khóc trước mắt người, hèn gì nàng như chó điên dám viết lời không nên lộ ra. Lần này mà không làm cho ra nhẽ thì không được, nhưng lỡ sau đó Hoàng Phủ Quân Nhu cứ lôi chuyện đó ra uy hiếp thì làm sao đây? Cho nàng vào đi. Nhiêu nghị phất tay giữa chừng thì khựng lại. Khoan, kêu từ đường nhiên đến trước rồi để bọn họ cùng đi vào. Phải kiếm người ngoài tới, để nữ nhân kia giữ kẽ một chút. Nói cho cùng Miêu Nghị không quen giải quyết việc như của Tuyết Linh lung nên hơi lo. Từ Đường Nhiên nhận được Triệu Hoán hơi hoảng loạn, gã chạy ngay tới, gặp Hoàng phủ quân Nhu hốc mắt đỏ ửng đứng ngoài thủ thành cung, hai người cùng được cho vào. Vào nội cung, vừa thấy Miêu Nghị thì Hoàng phủ quân Nhu như kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt. Nếu không có mặt người ngoài là Hoàng phủ quân Nhu đã nhào lên rồi. Nhưng Hoàng phủ quân Nhu không hiền gì, nàng truyền âm mắng: "Súc sinh." Từ Đường Nhiên vẻ mặt lúng túng hành lễ. "Đại nhân" Miêu Nghị xua bảo Liên đi. Không có việc của nàng, lui xuống đi, không được ta cho phép thì không cho ai vào. Miêu Nghị ngước nhìn trời. Hoàng phủ quân nhu trừng hắn, từ đường nhiên cúi đầu nhìn dưới đất. Lặng yên một lát, Miêu Nghị phát hiện cứ rằng có thế này không phải là cách. Miêu Nghị hắng giọng, Chuyện đã xảy ra, ta không tiện nói gì, hai người tự bàn nhau giải quyết đi. Miêu Nghị tỏ vẻ khoanh tay đứng ngoài. Từ đường nhiên nức trộm Hoàng Phủ Quân Nhu. Hoàng Phủ Quân Nhu không bỏ qua cho Miêu Nghị dễ vậy được, nàng hét to, Ngưu đại thống lĩnh, ngươi dám nói việc từ thống lĩnh mạnh mẽ bắt ép tuyết linh lung không liên quan, đến ngươi sao? Miêu nghị nhìn từ đường nhiên, kinh ngạc hỏi. Tại sao chuyện này liên quan đến ta? Từ thống lĩnh, việc này có dính líu gì tới ta không? Từ đường nhiên vội nhận tội. Không liên quan gì đại nhân, đều tại ti chức lỡ xúc động. Đừng diễn kịch nữa. Hoàng phủ quân Nhu phớt lờ từ đường nhiên, nói thẳng. Ngưu đại thống lĩnh, tuyết linh lung là tỉ muội của ta, thuộc hạ của ngươi làm ra chuyện như vậy, ta tìm thượng ti tì của hắn đòi công bằng cũng không quá đáng đúng không? Miêu Nghị khẽ thở dài. Nàng muốn ta cho công bằng thì được ích gì? Nàng nên tìm từ thống lĩnh, nếu từ thống lĩnh đồng ý thì ta cũng không ý kiến. Nếu từ thống lĩnh không đồng ý vậy, thì ta không thể ép từ thống lĩnh cưới tuyết linh lung đúng không? Còn tưởng là chuyện gì, hóa ra bắt cưới tuyết linh lung. Từ đường nhiên đáp ngay. Đại nhân, ta đã hứa với tuyết linh lung sẽ cưới nàng. Miêu Nghị kinh ngạc. Miêu Nghị không ngờ từ đường nhiên rộng rãi vậy, hắn nhún vai cười nói với Hoàng Phủ Quân Nhu. Nàng thấy đấy, sự việc như ý muốn của nàng. Hoàng Phủ Quân Nhu từ từ nghiêng đầu qua, gần từng chữ. Từ thống lĩnh, người nghe rõ, không phải cưới nàng làm thiếp mà là cưới về làm phu nhân chính thất. Hà, từ đường nhiên hú lên. Không thể nào. Đúng, ta thừa nhận nàng vẫn còn thân thể trinh trắng, nhưng nàng ta là con hát trốn son phấn, không biết bị bao nhiêu nam nhân dở trò sàm sỡ rồi, sao có thể làm phu nhân chính thất của ta được nếu đồn ra ngoài thì chẳng phải là từ mỗ sẽ bị người cười chê cả đời từ mỗ không còn mặt mũi nào với tổ tông không được tuyệt đối không thể cùng lắm nạp nàng ta làm thiếp thôi từ đường nhiên nói đúng tuyết linh lung là nữ nhân trốn ăn chơi có bán nghề không bán thân đi nữa nhưng đã hành nghề thì khó tránh khỏi bị nam nhân sờ soạng đặc biệt những kẻ ì vào mình có tiền có chút bối cảnh quyền thế là thích sờ mó ngắt nhéo nhất dù hiện giờ tuyết linh lung có hoàng phủ quân nhu che chở nhưng những năm đầu khó tránh khỏi gặp chuyện như thế Đầu năm nay có mấy gia đình đàng hoàng sẽ cưới con hát, như tuyết linh lung làm chính thất. Huống chi là người có chút địa vị như từ đường nhiên, lỡ bị người ta nói. Ta đã sở thê tử của từ thống lĩnh rồi. Vậy từ đường nhiên còn mặt mũi nào? Xúc sinh. Hoàng phủ quân nhu cầm hờn quát to. Con hát thì sao? Người nghĩ nàng trời sinh muốn làm con hát sao? Đã khinh thường người ta thì tại sao muốn hủy người ta? Từ thống lĩnh, ngươi là quan viên thiên đỉnh, ta không dám đụng ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, có nhiều người không sợ chết, ta chống mắt xem ngươi có thể đắc ý bao lâu. Câu này đã nói thẳng là, sớm muộn gì ta sẽ kiếm người làm thịt ngươi. Hoàng phủ quân nhu có năng lực làm chuyện đó. Đại thống lĩnh, từ đường nhiên căng thẳng chắp tay nói. Đại thống lĩnh, nàng ta đang uy hiếp mệnh quan thiên đình. Ý là ngươi phải che chở cho ta. Hoàng phủ quân nhu chỉ vào mũi miêu nghị. Ngưu đại thống lĩnh, bây giờ ta chỉ muốn một câu nói của ngươi, thuộc hạ của ngươi làm chuyện tồi tệ vô sỉ này, ngươi có quản việc này hay không? Nếu ngươi không quản thì ta tuyệt không nói thêm cái gì, lập tức đi ngay." Miêu Nghị gãi mũi, việc này hắn cũng đối lý. Miêu Nghị nhìn Từ Đường Nhiên, lúng túng nói, "Từ Đường Nhiên, hay là suy xét lại đi." Từ Đường Nhiên mếu, hiếm khi Từ Đường Nhiên lộ vẻ miễn cưỡng, "Đại nhân, chuyện này không thích hợp." Miêu Nghị truyền âm, "Chẳng phải ngươi rất thích Tuyết Linh Lung sao? Người ta còn trinh trắng, không làm gì có lỗi với ngươi, thôi thì chấp nhận đi." Từ Đường Nhiên truyền âm lại, đúng là ti chức thích nhưng nàng ta dù gì là con hát. Nhiều nghị nói, ta cũng không ngờ Tuyết Linh Lung và Hoàng Phủ Quân Nhu có quan hệ tốt đến mức này. Người ngẫm lại xem, người cưới Tuyết Linh Lung về tương đương sau này chắp nối quan hệ với quần anh hội. Ta không tin ngươi chưa nghe chút gì về bối cảnh của quần anh hội, sẽ có lợi cho tiền đồ sau này của ngươi. Hơn nữa, nếu về sau có gì không như ý thì ngươi có thể bỏ thê cưới lại, tính sao thì ngươi cũng không bị lỗ. Cái đó, từ đường nhiên đảo trong mắt, Nghe nói có lợi cho tiền đồ của mình, gã ngẫm lại thấy cũng đúng. Cưới tuyết linh lung là gián tiếp khiến quan hệ với Hoàng Phủ Quân Nhu tốt đẹp hơn. Quan trọng nhất là đại thống lĩnh nhiều lần khuyên nhủ đã tỏ rõ thái độ, nếu gã không để mặt thì tay mềm sao bằng chân cứng, hai vị trước mắt gã đều không chọc vào nổi. Nhưng mấy chuyện linh tinh này là sao vậy trời, lão tử đường dường là thống lĩnh thiên nhai, chơi một con hát để rồi cuối cùng thành phu nhân chính thất. Đại thống lĩnh ác thật, hứa sẽ chống giúp ta mà bây giờ bên người khác, từ đường nhiên bất đắc dĩ thở dài, chắp tay nói. Đã là ý tốt của đại thống lĩnh thì ti chức không dám không nghe, từ mỗ sẽ cưới. Miêu nghị cũng than dài. Miêu nghị biết cái tên nịnh bợ này không muốn chút nào, chẳng qua không dám không nể hắn. Miêu nghị vỗ vai từ đường nhiên tỏ vẻ cho người chịu ất ức. Hoàng phủ quân nhu không tha, xòe tay ra. Nói miệng không bằng chứng, trước tiên viết thư cưới chính thất đã. Miêu nghị xoay lưng qua, làm bộ như không nghe gì hết. Lúc trước có quyết định đó thì trong lòng Nhiêu Nghị hơi băn khoăn chút, bây giờ hắn vô cùng hối hận. nhiều Nghị nói một câu hủy cả đời tuyết linh lung, hắn không biết tại sao mình lại làm ra chuyện như thế. Giờ từ đường nhiên chịu uất ức xem như bù đắp lại cho tuyết linh lung đi, cũng trấn an hoàng phủ quân nhu. Nhìn thái độ của đại thống lĩnh rõ ràng là mặc nhận, từ đường nhiên đành chịu thua. Cứng ra đầu móc khối ngọc điệp ra viết thư mời rồi ném trả cho Hoàng Phủ Quân Nhu. Hoàng Phủ Quân Nhu xem xong mặt bớt lạnh hơn, làm phu nhân chính thất không kém hơn làm tiểu thiếp cho nhà quyền thế dù sao có tự do làm chủ gia đình tuy con người của từ đường nhiên không được tốt nhưng cũng coi như lấy lại lẽ công bằng cho tuyết linh lung hoàng phủ quân nhu cất đồ xong nói đại thống lĩnh có chút việc muốn thỉnh giáo có thể mời từ thống lĩnh né tránh một chút không từ đường nhiên ngước đầu lên lòng rất bất mãn với hoàng phủ quân nhu ngươi nghĩ chỗ này là cửa hàng nhà ngươi sao đến lượt ngươi hoa tay múa chân tại đây ai ngờ miêu nghị quay lại gật đầu với từ đường nhiên ra hiệu kêu gã lui xuống từ đường nhiên nín lặng đành cáo lui chờ không còn người ngoài hoàng phủ quân nhu vòng tới trước mặt miêu nghị chửi um sùm ngư hữu đức ta thật sự bị mù mắt mới thích loại tiểu nhân tồi tệ như ngươi không ngờ ngươi làm ra chuyện không bằng heo chó như vậy súc sinh miêu nghị bình tĩnh nói bây giờ nhìn rõ cũng không chậm miễn cho nàng về sau hối hận sớm chấm dứt chuyện giữa chúng ta cũng tốt sau này nàng đi đường nàng, ta đi đường ta, chúng ta không quen nhau. Hoàng phủ quân nhu trợn to mắt sáng, nghiến răng ken két chỉ vào mũi hắn. Có phải ngươi nghĩ ta rời xa ngươi thì không sống nổi? Cho rằng ta hiếm lạ tiểu nhân vô sỉ nhà ngươi lắm sao? Nào dám xa cầu hoàng phủ trưởng quầy hiếm lạ? Miêu nghị xoay người giơ tay hướng bên ngoài, mời. Đi vui vẻ, không tiễn. Đây là ngươi nói, đừng hối hận, sau này ngươi có cầu ta cũng đừng mơ ta đổi ý. Hối hận. Có gì phải hối hận? Sợ ta không tìm thấy nữ nhân càng đẹp hơn nàng sao? Bằng vào địa vị của ta thì muốn loại nữ nhân nào không có." Hoàng phủ quân Nhu gần như nổi điên hung hăng quăng một câu. "Ngươi và ta từ nay cắt đứt." Hoàng phủ quân Nhu quay đầu bỏ đi, đến giữa đường nàng cố ý đi chậm lại, ra ngoài cửa cung không thấy ai đuổi theo thì bật khóc. Sâu trong đình viện, Miêu Nghị ngồi xuống ghế, từ từ nằm xuống, mặt không biểu tình. Việc này hơi rối loạn, Miêu Nghị không biết từ đêm qua đến bây giờ đã làm những chuyện gì nhưng sóng trước chữ yên sóng sau lại ập đến. Buổi chiều Miêu Nghị nhận được tin khấu Văn Lam chuyển đến, sau một thời gian đắn đo, thì vị trí hơn 8.000 đại thống lĩnh thiên nhai đã điều động xong, danh sách nhân viên đã tổng kết. Chuyện này không có gì, người thông qua sát hạch giữ được vị trí của mình có quyền ưu tiên không phải chuyển đi, nên không liên quan gì Miêu Nghị. Khấu Văn Lam thông báo vì muốn nói rằng Hạ Hầu Long Thành, chiến như y sử dụng quan hệ chạy tới phủ đông hoa tổng trấn. Hai người này trên hai vị đại thống lĩnh thiên nhai Trương Hãn Phương liễu quý bình của phủ đông hoa tổng trấn đi nơi khác khấu văn lam sợ chiến như ý gây sự với miêu nghị nên dặn hắn cẩn thận chút miêu nghị không biết nên nói cái gì hai người này cố ý chen vào vị trí của người khác chạy tới đây làm gì về hạ hầu long thành thì miêu nghị còn hiểu được không chừng vẫn nhớ thương hoàng phủ quân nhu đến phủ đông hoa tổng trấn cách nơi này gần tiện qua lại nhớ đến gấu chó muốn theo đuổi hoàng phủ quân nhu là nỗi lòng miêu nghị phức tạp hắn mới chia tay với nàng xong không đến lượt hắn lo Thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ càng phiền. Chiến Như Ý chạy tới làm chi? Không lẽ cố ý đến tính sổ với hắn? Miêu Nghị nhớ mang máng Chiến Như Ý từng hăm dọa hắn, có lẽ đúng là vậy. Chuyện ở đây chưa xong lại có oan gia đến góp vui, Miêu Nghị nhức đầu. Miêu Nghị không biết rằng nhức đầu nhất là Bích Nguyệt phu nhân đang ở trong đất luyện ngục. Hiện giờ Thiên Hậu quản lý hệ thống Thiên Nhai, Hạ Hầu Long thành muốn đến bên này, Bích Nguyệt phu nhân có thể từ chối không? Chiến Như Ý thì là ngoại tôn nữ của Doanh Thiên Vương. Thiên Nguyên hầu nhờ phu nhân nhà mình hỗ trợ sắp xếp. Doanh gia nói một câu, Trương Hãn Phương và Liễu Quý Bình chủ động biểu thị nhường vị trí, Bích Nguyệt phu nhân không có lý do gì để ngăn cản. Hay lắm, một người có cô cô là Thiên hậu, một người có ngoại công là Thiên vương. Bích Nguyệt phu nhân núp trong hang ngẫm lại đã thấy nhức óc, lúc trước khó khăn lắm mới đuổi Khấu Văn Lam, hạ hầu Long Thành đi giờ lại tới nữa. Lúc trước Thiên hậu chưa nắm quyền to thiên nhai, bối cảnh của Khấu Văn Lam tuy lớn nhưng không vươn tới chỗ nàng được. Giờ thiên hậu nắm quyền thiên nhai, thiên nguyên hầu là cấp dưới của doanh thiên vương. Hạ hầu long thành, chiến như ý chạy tới thì bích nguyệt phu nhân quản lý họ thế nào? Cộng thêm một ngưu hữu đức không sợ đâm thủng trời. Nhưng ngẫm lại bích nguyệt phu nhân cảm thấy mình lo xa, chưa biết có sống sót trở lại được không, chưa biết có giữ được vị trí tổng trấn thiên nhai không. Dù giữ được vị trí, thì có thể tìm cách đổi đến nơi khác trong biên cảnh thiên nguyên hầu đi làm tổng trấn, hoàn toàn thoát khỏi ba ôn thần tầm tâm trai, một khách điếm, một căn phòng khách trên lầu. Một nam nhân mặt trắng không dâu khuôn mặt bình thường đứng dựa khung cửa sổ, khoanh tay nhìn người qua lại trên đường. Cửa phòng mở ra, một phụ nhân áo hoa quyến rũ trước nhô sau veo đi vào. Phụ nhân đóng cửa lại, vẻ mặt từ nhẹ nhàng đổi sang cung kính, nàng bước tới sau lưng nam nhân kia hành lễ, truyền âm. Đại nhân, bên ngoài thủ thành cung đúng là có nhiều tai mắt không rõ, tiểu nhân đi một vòng thủ thành cung lập tức phát hiện có ánh mắt như, có như không lặng lẽ chú ý ti chức, sợ là bất cứ ai đến gần thủ thành cung đều sẽ thành đối tượng bị nghi ngờ không thể đưa lời vào trong được dù có mạnh mẽ hành động cũng không biết hắn có trong thủ thành cung không phải sử dụng kế hoạch thứ hai thôi nam nhân lạnh lùng hỏi có xa không phụ nhân trả lời không xa một con phố là đến người đi trước giò đường đã xác nhận lão bản nương ở bên trong nam nhân đóng cửa sổ xoay người đi phụ nhân lập tức đi theo vừa ra khỏi cửa phụ nhân từ biểu tình kính sợ chuyển sang thả lỏng giúp vào cạnh nam nhân, nhìn là biết đôi phu thê. Hai người đi xuống lầu. Trước khi ra cửa khách điếm tiểu nhị cười hỏi. Hiền khang lệ ra ngoài đi dạo hà. Phụ nhân che miệng cười đáp. Đi dạo phố. Hai người cùng ra cửa. Đầu đừng người đến người đi, không thấy chút dấu hiệu mấy ngày trước xảy. Ra vụ án đẫm máu mấy ngàn cái đầu rơi xuống đất. Đi qua một con đường, hai phu phụ ngừng lại bên ngoài vân dung quán, cùng ngước nhìn tấm biển trên cửa. Phụ nhân kéo tay áo nam nhân, làm nũng nói, lão gia, nghe nói nơi này bán trang sức rất đẹp, ta muốn. Tiểu nhị đứng trước cửa cười tươi đón khách. Phu nhân rất có ánh mắt, trang sức của vân dung quán chúng ta tiếng lành đồn xa, phu nhân không mua cũng không sao, có thể vào xem thử. Nam nhân gật đầu, hai phu phụ cùng vào trong. Tiểu nhị hướng dẫn, phụ nhân áo hoa đi tới trước cái quầy, mắt sáng rực chỉ vào một cây châm cài tóc. Lão gia, cái này đẹp, ta muốn. Nam nhân gật đầu nói. Mua đi. Phụ nhân đi tới quầy khác, reo lên, lão gia, cái này đẹp quá, ta muốn. Mua. Lão gia, ta muốn cái này. Mua. Có khách sụp đến, hai tiểu nhị liền chạy tới đi theo, nịnh hót dẻo miệng khen họ có ánh mắt tốt này nọ. Phụ nhân một hơi mua mấy chục món trang sức, nàng nhìn đông ngó tây rồi lắc đầu, dường như không quá vừa lòng. Phụ nhân hỏi, tiểu nhị, ta nghe nói lão bản nương của các ngươi còn trang sức không bày bán ra ngoài, sao không mời lão bản nương của các ngươi lấy ra xem thử? Chẳng lẽ sợ chúng ta không trả nổi tiền sao? tiểu nhị cúi đầu khom lưng nói. Xin hãy chờ chút. Tiểu nhị lập tức chạy ra hậu viện. Nghe nói có khách sụp nên Vân Chi thu dẫn thiên nhi, tuyết nhi lộ mặt ngay. Vừa gặp mặt phụ nhân liền khen. Lão bản nương thật xinh đẹp. Nam nhân nhìn Vân Chi thu từ trên xuống dưới, không có phản ứng gì lớn. Vân Chi thu cười khen. Phu nhân mới xinh đẹp. Vân Chi thu xoay người đưa tay mời. Hai vị khách quý vào trong phòng riêng ngồi chơi. Dẫn khách vào phòng thanh tịnh ngồi xuống, Tuyết Nhi, Thiên Nhi bưng trà thơm lên. Phụ nhân xua tay nói. Khỏi uống trà. Phụ nhân sốt ruột thúc giục. Nghe nói lão bản nương còn có trang sức đẹp hơn nữa. Mau lấy ra ta xem. Vân Chi thu nhẹ gật đầu. Thiên Nhi lập tức nâng các trang sách to lên đặt trên bàn. Dở trang đầu tiên ra, trang sức xinh đẹp kẹp trong đó dần lộ mặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nam nhân chắp tay sau lưng đứng cạnh bàn nhìn. Thật là tinh xảo, rất đẹp. Phụ nhân giở hai trang, rồi bỗng nâng tay áo lên lau giữa chán mình lộ ra pháp tướng loài chim bảy sắc. Vân chi thu ngồi đối diện con người có rút. Thiên nhi, tuyết nhi đứng sau lưng nàng giật mình trợn mắt há hốc mồm. Tu sĩ hóa liên cảnh giới pháp lực vô biên. Phụ nhân đổi sang truyền âm. Nếu ba người không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn. Nghe câu này là biết mục đích của họ thật sự không tốt đẹp gì. Ba người vân chi thu giật mình, nghiêng đầu nhìn nam nhân kia gã chắp tay sau lưng đứng một bên, mặt không lộ biểu tình. Vân Chi Thu không nghĩ ra, từ khi nào nàng chọc vào cao thủ như thế. Đây là lần đầu tiên Vân Chi Thu gặp cao thủ như vậy, trước kia nàng chỉ nghe miêu nghị kể. Vân Chi Thu biết nếu đối phương muốn giết ba người bọn họ, thì đơn giản như nghiền con kiến, nên nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên ngoài rèm trâu rũ xuống trước cửa, tiểu nhị giả bộ đi ngang qua liếc trộm vì sợ xảy ra chuyện gì xấu. Nhưng ba người Vân Chi Thu không dám la lớn, tu vi của phụ nhân trước mắt cao khủng khiếp đối với bọn họ. Vân Chi Thu truyền âm hỏi, không biết hai vị khách quý đến có chuyện gì? Tiểu phụ nhân dường như không có điểm nào đắc tội hai vị. Phụ nhân vừa lật sách ghim đầy trang sức vừa cười nói. Nghe nói trước kia lão bản nương rất được đại thống lĩnh ngưu hữu đức yêu thích, chắc trong tay lão bản nương có tinh linh liên lạc với ngưu hữu đức. Làm phiền lão bản nương liên lạc với ngưu đại thống lĩnh một tiếng mời hắn đến đây. Tim Vân Chi Thu rớt cái bịch thì ra đến vì nam nhân nhà nàng. Vân Chi Thu lắc đầu nói, hiện giờ không còn sức hấp dẫn đó nữa chuyện đó là hồi ngưu đại thống lĩnh còn làm thống lĩnh trong chủ thành sau đó hắn lên làm đại thống lĩnh thì dần cắt đứt liên lạc với ta chắc vì sợ phụ nữ có chồng như ta ảnh hưởng tiền đồ của hắn nguyên thiên nhai đều biết chuyện này hơn nữa ta đã lâu không liên lạc với hắn mới rồi hắn gặp ám sát bây giờ ta đột nhiên liên lạc với hắn chỉ e khiến hắn nghi ngờ chưa chắc mời hắn đi ra được mà hai vị tình đại thống lĩnh có chuyện gì phụ nhân nghe vậy nhướng mày đang định nói gì thì nam nhân đứng một bên lên tiếng hay cho lão bản nương cẩn thận, đổi lại người khác chắc đã vì mạng nhỏ mà liên lạc ngay, bất chấp có thể mới ra được hay không. Ngươi còn nói làm nhà một đống lời giúp chúng ta suy xét lại, từ chối giúp hắn. Xem ra ngươi có quan hệ sâu sắc với ngư hữu đức, không cần tìm người khác hỗ trợ nữa, chọn ngươi vậy. Nhưng ngươi nói có lý, đưa đồ cho nàng ta. Vân Chi thu thầm giật mình, nàng lập tức hiểu rằng người đến không đơn giản, lời nói hết sức bình thường của nàng. Vậy mà bị đối phương đoán ra có quan hệ không tầm thường với miêu nghị, người này không dễ lừa. Phụ nhân lộ biểu tình hiểu ra, hơi kính nể nhìn nam nhân. Phụ nhân lấy hai tinh linh ra đánh vào pháp ấn của mình, đẩy tới trước mặt Vân Chi Thu. Kêu ngư hữu đức phái người lấy hai tinh linh này đi, kêu hắn để lại pháp ấn rồi trả lại một cái, chúng ta sẽ liên lạc với hắn. Không hề có ý định quấy rối gì, cũng không cần ngươi lo nghĩ cái gì. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng dở trò, ta muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Vân Chi Thu nghi hoặc hỏi, ta trực tiếp phái người đưa đi không tốt sao? làm vậy đỡ khỏi phải chạy tới chạy lui, mạng sống của ta nằm trong tay các ngươi, không cần lo ta sẽ dở cho gì. Phụ nhân nói, không, khiến hắn phái người đến lấy, bọn họ sẽ không nói cho Vân Chi Thu biết lý do. Bây giờ bên ngoài thủ thành cung toàn là tai mắt, để người ngoài đi là sẽ bị theo dõi, không chừng bị người theo tới tận đây. Chỉ có người nội bộ thủ thành cung ra vào mới bình thường. Vân Chi Thu lẳng lặng móc tinh linh ra, đang định liên lạc với Miêu Nghị. Phụ nhân kia lại cảnh cáo, không được nói cho hắn biết tình huống nơi này. Hãy nói là ngươi có việc, kêu hắn phái người đến lấy tinh linh là được. Đừng dở thủ đoạn gì, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bọn họ dù sao không dành quan hệ thật sự giữa Miêu Nghị và Vân Chi Thu, nàng liên lạc với hắn liền báo cáo sự thật tình hình nơi này, nhưng không nói mình bị uy hiếp mạng sống, chỉ bảo hắn cẩn thận chút, chuẩn bị tinh thần. Miêu Nghị nằm trên ghế dài trong thủ thành cung, nghe tin thì giật bắn người bật dậy, hắn đi lòng vòng tại chỗ, có lẽ vân chi thu không biết gì nhưng miêu nghị ở trung tâm sóng gió lòng hiểu rõ nhất vì hắn luôn chờ tin này tu sĩ pháp lực vô biên xem ra bàn tay đen sau màn thật sự xuất hiện thích khách thật sự là ai đó trong giới quyền quý thiên đình phái đến muốn miêu nghị phái người đi lấy tinh linh thì chắc dương khánh đoán đúng kẻ đó muốn đàm phán với hắn rốt cuộc đến miêu nghị biết vân chi thu bị nguy hiểm dù đàm phán thành công hay không thì đối phương sẽ không để quá nhiều người biết việc này hắn phải tìm cách đoạn hậu thật thích đáng miêu nghị lắc tinh linh trả lời thu tỷ nhi hãy ổn định bọn họ tuyệt đối dừng làm bậy bây giờ ta qua ngay vân chi thu sốt ruột nói ngươi không thể lại đây ngươi mà lộ mặt là mọi người đều bị nguy hiểm ta nghi ngờ bọn họ liên quan tới người lần trước ám sát ngươi thì ra vân chi thu cũng nghi ngờ miêu nghị nàng yên tâm ta luôn chờ bọn họ sớm có cách ứng đối rồi nàng lo ổn định bọn họ miêu nghị dặn dò xong siết chặt tinh linh hắn nhìn bốn phía nghiêng người chui xuống giếng qua địa đạo chạy tới vân dung quán trong phòng riêng vân chi thu nói với hai người hắn đã phái đến nam nhân không nói chuyện phụ nhân tiếp tục lật xem tờ sách kẹp trang sức bình tĩnh hỏi ý kiến vân chi thu chốc lát sau tinh linh mà vân chi thu đặt trên bàn dung lên nàng nghe xong móc pháp khí ra phu nhân ngồi ở đối diện cảnh cáo người muốn làm gì vân chi thu nói người hắn phái đến đã tới không đi cửa chính nên ta phải mở phòng hộ trận cho người vào phụ nhân kia do dự, nam nhân thì tự tin gật đầu đồng ý. Vân Chi Thu vận chuyển pháp khí mở phòng hộ trận sau đó đóng lại. Chẳng mấy chốc tiếng bước chân vang lên, Miêu Nghị vén rèm trâu sông vào ngay. Phụ nhân quay đầu nhìn lại. Ba người Vân Chi Thu nghiêng đầu xem, nam nhân vẫn đưa lưng hướng họ, không nhúc nhích. Miêu Nghị đi vào trong chợt ngừng bước, quét mắt tình hình trong phòng, thấy tạm thời không có gì nguy hiểm thì yên lòng. Miêu Nghị lạnh nhạt nói: "Để hai vị chờ lâu, Ngưu Hữu Đức ở đây." Ngưu Hữu Đức phụ nhân áo hoa giật mình đứng bật dậy. Nam nhân biến sắc, vụt xoay người nhìn Miêu Nghị từ trên xuống dưới, chậm rãi hỏi: "Ngươi chính là Ngưu Hữu Đức?" Miêu Nghị mỉm cười nói: "Bao thật, Ngưu mỗ chờ lâu rồi." Nam nhân liếc qua Vân Chi Thu, phụ nhân kia cười khẩy nói: "Đã bảo ngươi đừng dở trò nhưng vẫn dám làm, rất to gan, thật sự chán sống." Miêu Nghị nhanh chóng ra tiếng ngăn cản: "Đó là tiện nội, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì thì ta bảo đảm cho cả nhà các ngươi chôn cùng." chắc không cần ta giải thích rõ hơn. Phụ nhân áo hoa kinh ngạc kêu lên. Phu nhân của ngươi. Nam nhân mắt lóe tia sáng kinh ngạc, tình báo có sai sót. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Miêu nghị bỏ lại câu nói rồi xoay người vén rèm trâu, đi ra ngoài. Nam nhân khoanh tay đi theo, khá to gan. Phụ nhân nghiêng đầu ra hiệu ba người vân chi thu đi trước, nếu có gì bất chắc sẽ lấy mạng ba người. Đoàn người đi tới hậu viện, lên lầu, vào phòng của Vân Chi Thu, mọi thứ diễn ra trong động tiên vào trong đình ngồi xuống, Miêu Nghị giơ tay mời hai phu phụ ngồi. Miêu Nghị quay đầu ra lệnh, có khách quý đến, Thiên Nhi, Tuyết Nhi, dâng trà. Nam nhân ngồi xuống, phụ nhân thì cung kính đứng bên cạnh, tôn ti rõ ràng. Nam nhân nhanh chóng quét mắt hoàn cảnh trong động tiên. Điều này khác với kế hoạch ban đầu, bọn họ vốn định liên lạc với Miêu Nghị, khiến hắn tạm đóng phòng hộ trận trong thủ thành cung, rồi nam nhân sẽ từ lòng đất chui vào trong, đối mặt nói chuyện với hắn. Miêu Nghị nhìn phản ứng của hai phụ phụ, hắn cười nói với nam nhân. Xem ra ngươi mới là chính chủ, nào, mời dùng trà. Miêu Nghị giơ tay mời. Nam nhân nói, miễn dùng trà đi, ngươi sẽ bỏ độc. Miêu Nghị lắc đầu cười nói, một chốc bất đắc dĩ vì tự bảo vệ mình mà để lại tiếng xấu, khiến khách quý mắc công nhớ. Nam nhân nói, ta thật muốn xác nhận ngươi có phải là chính chủ không? Miêu Nghị cười hỏi, chẳng lẽ chưa ai miêu tả bề ngoài của ta cho ngươi biết sao? Nam nhân nói, có quá nhiều kỹ xảo vặt, phải đề phòng. Miêu Nghị móc ngọc điệp quan chức đại thống lĩnh của mình ra, đẩy tới trước. Miêu Nghị lại móc một khối ngọc điệp chống đánh pháp ấn vào, đẩy qua cho đối phương thẩm tra đối chiếu. Mời kiểm nghiệm, tuyệt đối thật trăm phần trăm. Ngọc điệp quan chức thiên đình rất khó giải mạo, cần lấy một khối từ phía trên xin xuống, mặt trên có pháp ấn mỗi cấp thượng quan phê cho. Ví dụ khối ngọc điệp của Miêu Nghị có pháp ấn từ đại đô đốc, đô thống, tổng trấn thiên nhai cuối cùng mới là pháp ấn của chính hắn. Trên ngọc điệp có cấm chế, đánh pháp ấn vào rồi tự tiện sửa đổi sẽ làm ngọc điệp quan chức tự động hủy. Thẩm tra đối chiếu đúng là hàng thật rồi nam nhân đẩy trà đồ. Ngươi ra cung như vậy không sợ bị người theo dõi sao? Miêu nghị bưng trà lên nhấp một ngụ. Ngươi nói ngược rồi, ta có gì phải sợ? Người sợ là ngươi mới đúng, yên tâm, bên ngoài không có người biết ta đến đây. Không ai biết ngươi đến đây. Nam nhân nhìn chằm chằm Miêu Nghị dáng vẻ thản nhiên, hừ lạnh một tiếng. Lá gan lớn lắm, không sợ ta giết ngươi. Miêu Nghị nói mạng sống của ta không quan trọng mạng nhỏ của ngươi quan trọng hơn ta hù dọa người mà không được thì đừng nói nữa ngươi là ai nam nhân mắt lóe tia sáng nói ngươi nói ngươi chờ lâu rồi chẳng lẽ không biết ta đến vì cái gì nam nhân đang nghi ngờ trong chữ vật thủ trạc có chứng cứ không miêu nghị nói có biết hay không thì trong lòng ta tự hiểu ta chỉ nói chuyện với chính chủ không thể ai đó chui ra thăm dò thì ta cứ phải nói hết cho những người đó biết đi mãi đến bây giờ hai người vẫn không nhắc gì tới chuyện ám sát di vật của thích khách nam nhân chưa xác nhận trong chữ vật thủ trạc có vật chứng hay không thì chẳng muốn bị lộ thân phận lỡ trong tay miêu nghị không có chứng cứ mà gã lộ thân phận thì tương đương với không đánh đã khai miêu nghị thì khi chưa xác nhận thân phận của đối phương sẽ không nói lung tung lỡ có kẻ xấu xa giả mạo bàn tay đen sau màn đến dụ hắn thì sao đây là thứ giữ mạng của hắn qua loa giao ra da tương đương tự sát nam nhân nói biết thân phận thật của ta thì sao Ngươi làm sao có thể xác định ta là chính chủ mà không phải người đến thăm dò trước?" Miêu Nghị nói. "Thứ trong tay của ta có thể chứng minh ngươi có đúng là chính chủ không? Chẳng phải ngươi đến vì thứ này sao?" Nam nhân nói. "Nếu không thể chứng minh thứ trong tay ngươi liên quan đến ta, thì ngươi nên biết hậu quả khi đã biết thân phận của ta." Miêu Nghị nói. "Đừng vòng vo nữa, sẽ cho ngươi một giải thích vừa lòng, ta sẽ không lấy mạng nhỏ của mình ra đùa." Nam nhân lật tay lại, một khối lệnh bài thải ngọc cực kỳ hiếm thấy đặt trên bàn móc một khối ngọc điệp ra đánh pháp ấn vào đẩy tới, trước mặt Miêu Nghị cho hắn thẩm tra đối chiếu. Lệnh bài thải ngọc đưa ra, Miêu Nghị và Vân Chi Thu mí mắt co giật. Đây là ngọc điệp quan chức chỉ có đại thần trong triều đình mới có tư cách sử dụng, ít nhất từ đẳng cấp hầu gia trở lên mới có, thân phận thật sự của đối phương không cần nói cũng biết. Miêu Nghị cầm lệnh bài quan chức đối chiếu với khối ngọc điệp kia, mỉm cười đẩy trở lại. Quả nhiên là ngươi. Vân Chi Thu, Thiên Nhi, Tuyết Nhi nhìn nhau, thầm tò mò đối phương là ai đáng tiếc miêu nghị không nói rõ nam nhân cất đồ hỏi lời giải thích ta muốn đâu miêu nghị bưng tách trà lên thổi hơi nóng chu phùng an cha ra lời giải thích này đủ xác nhận thân phận của ngươi đi khóe môi nam nhân co giật không ngờ đối phương nhắm chính xác xem ra trong di vật của chu phùng an không đơn giản chỉ có tinh linh nam nhân không sợ trà có độc bưng lên nhấp một ngụ hỏi nói đi nói ra điều kiện của ngươi muốn cái gì mới chịu giao đồ ra miêu nghị nói hậu quả giao đồ ra chắc không cần ti chức nói nhiều làm gì, một khi giao ra thì ti chức chỉ có đường bị diệt khẩu. Nam nhân liếc xéo, muốn giữ trong tay để áp chế ta. Nhiều nghị nói, cái đó thì không, ta sẽ không giữ lại nó, không thì sẽ chuốc rắc rối. Nếu ta xảy ra chuyện thứ đó lập tức được giao vào tay thiên đình. Ta dám đến tất nhiên đã sớm chuẩn bị. Nam nhân nói, ta đã đích thân đến thì việc này phải có kết thúc. Nếu ta không thoải mái thì bảo đảm ngươi sẽ chết trước. Miêu Nghị nói, vì biết điều này nên ta mới không dám lấy nó áp chế đại nhân, đại nhân quyền lớn thế lớn, dù có suy sụp cũng là sâu trăm chân chết mà không cứng. Bên dưới chắc có người bán mạng vì đại nhân, khi đó muốn lấy mạng của ti chức e rằng chỉ là một chu phùng an tầm thường. Nam nhân hử mũi, biết thì tốt, nói đi, muốn ta trả cái gì gì thì mới chấm dứt việc này, đều là người thông minh. Biết đối phương sẽ không giao đổ ra thì nam nhân không vòng vo nhiều, trực tiếp giải quyết vấn đề. Miêu Nghị nói đại nhân không cần trả bất cứ cái gì nào ti chức chỉ muốn quen bằng hữu với đại nhân miễn đại nhân không chê thì dù thiên đình có điều tra vụ việc cũng sẽ không dính líu gì đến đại nhân quen bằng hữu nam nhân nhìn miêu nghị chằm chằm một lúc móc hai tinh linh ra đánh vào pháp ấn rồi đặt trên bàn miêu nghị cười cũng lấy hai tinh linh ra đánh pháp ấn của mình vào cầm một cái thi pháp lắc tinh linh kia hưởng ứng sau đó hắn cất vào nam nhân cầm tinh linh khác nhìn vân chi thu thiên nhi tuyết nhi sau lưng miêu nghị nam nhân hỏi bọn họ có thể tin được không miêu nghị nói đáng tin còn hơn thân tín bên cạnh đại nhân ngoài ra ti chức có một điều thấy lạ là đại nhân có thể tự mình chạy đến đây chứng tỏ biết sự việc nặng nhẹ không giống loại người phái thích khách ám sát ti chức cha ra chẳng lẽ liên quan đến tôn phu nhân việc xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài nam nhân không muốn nói gã đứng dậy chắp tay rời đi vừa đi vừa nói ngư hữu đức hãy nhớ kỹ lời mình đã nói miêu nghị nhìn hai người rời khỏi động tiên thậm chí không bắt điểm yếu nào của miêu nghị bọn họ cứ đi vậy sao vân chi thu kinh ngạc hỏi bọn họ không được chút bảo đảm nào mà tin lời ngươi nói không sợ ngươi đưa đổ cho thiên đình ta còn tưởng rằng bọn họ muốn bắt ta làm con tin miêu nghị cười khổ nói người không cần điểm yếu mới là đáng sợ nhất chứng minh họ không thèm để chúng ta vào mắt người đó tự lộ mặt đã là uy hiếp và sự cảnh cáo lớn nhất ta bán đứng hắn không có chút ích lợi nào vân chi thu lặng im dây sau hỏi cha ra chẳng lẽ vị này là thiên mão tinh quân bằng quán miêu nghị chậm rãi gật đầu nói đúng là hắn mới dàn xếp xong một người ngầm điều tra thì giữa trưa hôm đó lại có vị khách đến viếng giám sát hữu sứ cao quan thiên đình từ trên trời giáng xuống cao quan vẫn cứ là dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng nghiêm khắc kéo áo choàng đen dẫn hai hàng người xảy bước vào thành từ cửa thành có người thông báo với miêu nghị ngay hắn nhanh chóng mở ra trận pháp phong kín dẫn người đứng chờ dưới bậc thang ngoài cửa cung nghênh tiếp miêu nghị hành lễ bái kiến trước Ti chức cung nghênh cao hữu sứ. Mọi người đồng thanh kêu lên, "Cung nghênh cao hữu sứ!" Ai nấy hết sức cẩn thận rụt rè, ánh mắt sợ hãi nhìn cao quan, như thể cao hữu sứ đến làm nhiệt độ chưa nắng gắt cũng giảm xuống nhiều. Cao quan lạnh lùng liếc qua Miêu Nghị rồi dẫn người vào thẳng trong thủ thành cung. Miêu Nghị đành bước nhanh theo sau. Trước cửa cung mới sửa, cao quan chợt dừng bước xem xét kỹ, hiển nhiên cũng biết chuyện cửa cung sụp xuống. Cao quan phán quan mặt lạnh có khác, ở trên đường xem náo nhiệt, thiên binh thiên tướng đứng ngoài cung nhìn theo đoàn người vào cửa cung, đều suy đoán mục đích gã đến đây. Phạm vi suy đoán chỉ lòng vòng vài loại. Đại sảnh nội cung, cao quan không được mời tự vào, phất áo tròn ngồi ở ghế cao, có hai người một trái một phải đứng cạnh gã. Miêu nghị định hỏi gã có gì sai bảo, thì tùy tùng tên tiêu bách kiên đứng bên trái cao quan lên tiếng. Triệu tập tất cả thống lĩnh, thiên tướng vào cung. Người giám sát hữu bộ ở bên ngoài đi chấp hành ngay, không cần trải qua sự đồng ý của Miêu Nghị. Nói câu đó xong tùy tùng tên Kiều Thắng đứng bên phải cao quan nhìn Miêu Nghị chằm chằm, hỏi. Ngưu đại thống lĩnh, nghe nói năm ngày trước đại thống lĩnh gặp chuyện bên ngoài thủ thành cung, có việc này không? Miêu Nghị nhìn cao quan, gã cũng đang lạnh lùng nhìn hắn, không tỏ ý kiến gì với việc tùy tùng hỏi chuyện, tức là đã biết trước câu hỏi, họ không cho hắn thời gian thở dốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Miêu Nghị trả lời. Có chuyện này. Kiều Thắng hùng hổ hỏi. Là ai làm? Miêu Nghị đáp. Không biết, ta cũng muốn biết là ai." Kiều Thắng ngặng hỏi. "Ngươi cảm thấy là ai làm?" Miêu Nghị trả lời, "Ta đắc tội quá nhiều người, không thể kết luận." Kiều Thắng yêu cầu kể lại tỉ mỉ sự việc đã xảy ra. Miêu Nghị còn làm gì được, đành kể đại khái lúc gặp chuyện, từ lần đầu tiên thủ thành cung mở tiệc mời. Miêu Nghị nói thẳng muốn xuống tay với đám cửa hàng, rồi tới Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu, hắn càng không che giấu việc huyết tẩy. Quan trọng là vì quá nhiều người thấy, Miêu Nghị không diệt khẩu nên chẳng giấu giếm được sau đó trở về thủ thành cung gặp chuyện. Kiều Thắng nghe xong hỏi, tại sao muốn xuống tay với đám trưởng quầy cửa hàng? Miêu Nghị đáp, bọn họ ý vào mình có bối cảnh quyền thế, coi thường luật pháp thiên nhai, cưỡng ép trái với pháp quy thủ thành cung ban bố, ai đều biết việc này. Ta là đại thống lĩnh thiên nhai đại thiên chấn thủ một phương, không phải chó giữ cửa của đám gia nô quyền quý. Không nhịn được nữa thì tất nhiên phải trừ khử, tử hình đám ác nô này. Nếu cái gì cũng răm rắp nghe theo đám gia nô quyền quý, thì muốn đại thống lĩnh thiên nhai chúng ta làm gì? Có cho ta thêm một cơ hội nữa thì ta vẫn sẽ giết như vậy." Cao quan nghiêng đầu nhìn người đứng bên dưới ôm khối ngọc điệp nhanh chóng ghi lại, người đó nhẹ gật đầu biểu thị đã ghi chép. Kiều Thắng hỏi: "Theo ta được biết, từ trăm năm trước thương hội đã cưỡng ép sửa pháp quy thủ thành cung ban bố, tại sao trăm năm trước không trừng phạt mà chờ đến bây giờ?" Miêu Nghị trả lời: "Bởi vì trăm năm trước ta gặp sát hạch, cũng không có năng lực trừng phạt bọn họ, không tìm thấy trợ giúp giữ mạng nên đành nhẫn nhịn." từ việc bọn họ mai phục người là biết rồi kiều thắng hỏi việc lớn như vậy tại sao không tấu lên trên chờ quyết định rồi mới xử lý nhiều nghị cãi lại đùa sao bối cảnh của họ đặt ở đó ta báo lên thì được khỉ gì nếu không bị buộc bất đắc dĩ thì ta cần chi bí quá hóa liều cao quan lạnh nhạt cảnh cáo ngư đại thống lĩnh hãy chú ý cách ăn nói nhiều nghị chắp tay tỏ vẻ biết kiều thắng hỏi thuốc độc để hạ độc lấy từ đâu nhiều nghị trả lời lấy lúc tham gia sát hạch địa ngục khi đó giết rất nhiều người, không nhớ là từ người của ai." Kiều Thắng hỏi. "Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu, bốn cao thủ bảo vệ ngươi đến từ đâu?" Miêu Nghị trả lời. "Bỏ tiền ra mướn." Kiều Thắng hỏi. "Mất bao nhiêu tiền? Mướn từ đâu?" Cao quan ngắt lời. "Kiều Thắng." Cao quan truyền âm. "Đừng lãng phí thời gian vào điều này, chúng ta không nên hỏi. Trước khi đến bệ hạ có chỉ, việc thiên nhai giao cho thiên hậu quyết định, chúng ta chỉ điều tra thích khách ở cửa thủ thành cung." kiều thắng truyền âm đáp lời đại nhân nếu không tìm hiểu rõ ràng đầu đuôi vụ việc thì làm sao phán đoán chi tiết vấn đề chi tiết bị đứt gãy rất có thể sẽ sai mục tiêu cao quan truyền âm lại bệ hạ kêu cha thì chúng ta cha bệ hạ không cho cha thì đừng đụng vào hiểu không kiều thắng lặng im nhẹ gật đầu tỏ vẻ hiểu kiều thắng đổi đề tài thích khách ám sát ngươi ở cửa thủ thành cung có tu vi gì miêu nghị đáp ước lượng bằng mắt là thải liên thất phẩm kiều thắng hỏi cung tên mà ngươi chu giết thích khách lấy từ đâu? Miêu Nghị nghi ngờ Kiều Thắng biết rõ còn cố hỏi, trả lời. Cướp lúc sát hạch địa ngục, Kiều Thắng ra lệnh, lấy cung tên ra xem thử. Không thể từ chối yêu cầu này, Miêu Nghị đành ngoan ngoãn giao phá pháp cung, lưu tinh tiễn ra. Kiều Thắng cầm trên tay nhìn rồi đưa cho người bên cạnh, dặn dò. Lập tức thử nghiệm uy lực của bảo bối này. Kiều Thắng hỏi Miêu Nghị, nghe nói thích khách có di vật nằm trong tay ngươi. Đúng vậy. Miêu Nghị móc chữ vật thủ chạc ra, Kiều Thắng cầm chữ vật thủ chạc xem thử, thấy bên trong chỉ có một thanh bảo kiếm, hai gốc tinh hoa tiên thảo, một ít tiên nguyên đan và tịnh tệ chứ không còn gì khác. Kiều Thắng ngước lên hỏi, chỉ có bấy nhiêu? Cao quan vươn tay, Kiều Thắng đưa chữ vật thủ chạc qua, cao quan nhận lấy, xem xong co mày giao cho người đứng bên cạnh kiểm tra kỹ càng. Miêu Nghị nói, chỉ có bấy nhiêu? Ta vốn định qua di vật của thích khách tìm xem có manh mối gì liên quan không, nhưng thích khách kia quá gian xảo không để lại dấu vết gì. Kiều Thắng nghi ngờ hỏi. Ngươi sẽ tự ý giữ lại cái gì đi? Miêu Nghị dõng giặc đáp. Không có. Kiều Thắng gặng hỏi. Xác nhận thật sự không có. Miêu Nghị nói. Thật sự không? Kiều Thắng hỏi. Ngươi đã xem thứ bên trong? Miêu Nghị nói. Xem rồi. Kiều Thắng hỏi. Bên trong có những gì? Miêu Nghị nói. Đồ vật ở bên trong, tự ngươi xem liền biết. Kiều Thắng lặp lại. Ta hỏi ngươi bên trong có những gì? Miêu Nghị đáp. Một thanh bảo kiếm, hai gốc tinh hoa tiên thảo, một ít tiên nguyên đan và tinh tệ. Kiều Thắng hỏi, có bao nhiêu viên tiên nguyên đan, bao nhiêu khối tịnh tệ? Miêu Nghị đáp, không xem kỹ nên không biết con số cụ thể. Kiều Thắng quát, người nói dối. Từ số lượng tài vật có thể đoán ra thích khách đến từ đâu, người ám sát ngươi để lại đồ vật, ngươi không thể nào không xem xét kỹ được. Lý do ngươi không rõ vì ngươi đã điều chỉnh thứ bên trong, tùy ý bỏ đồ vào có đúng không? Thứ khác đã đi đâu? Đối diện cách đặt câu hỏi đánh thẳng, vào chi tiết tình huống là miêu nghị suýt không kịp trở tay nhưng hắn cắn chặt bảo mình không biết miêu nghị cứ nói không biết người bên này liền điều tra hắn lật ngược đồ trên người hắn bọn họ phát hiện tên này cũng giàu mỗi tinh linh đều bắt hắn phải khai rõ ràng liên lạc với những ai mỗi một món đồ đều ép hắn nói rõ lai lịch không nói được sẽ bị lấy đi điều tra bảo liên người hầu cận bên miêu nghị cũng bị xoát người chịu đãi ngộ tương tự bốn vị thống lĩnh phục thanh thiên tướng phía dưới đều bị thẩm vấn soát người, thứ lai lịch không rõ sẽ bị lấy đi điều tra. Thủ thành cung bị lục lọi sốc ngược lên, không chừa một xó xỉnh nào, bao gồm cái giếng. Miêu nghị sợ toát mồ hôi lạnh. May mắn khi thiên mão tinh quân đi, Miêu nghị đã biết bàn tay đen sau màn không còn xuống tay với mình nữa, không cần nhờ địa đạo chạy trốn, cộng thêm biết người thiên đình sắp đến, nên hắn kêu bì quân tử xử lý địa đạo bên dưới thủ thành cung, không thì khó giải thích. Miêu nghị và nhóm phục thanh đã sớm thông đồng, thứ không nên mang theo trên người sớm bị rời đi chỗ khác may mắn có chuẩn bị từ trước, không thì lần này bị điều tra lục ra được cái gì là rắc rối to. Việc điều tra kéo dài nửa tháng, đám người Miêu Nghị bị giam lỏng riêng lẻ. Nửa tháng sau bọn họ được thả ra, cao quan chĩa đầu mâu vào các cửa hàng lớn. Tất cả cửa hàng bị Miêu Nghị kê biên xét nhà đều nằm trong phạm vi điều tra, khi hỏi rõ hắn con số giết người, rồi cao quan bắt đông ra các cửa hàng lớn giao ra danh sách thành viên cửa hàng để thẩm tra đối chiếu. Dĩ nhiên số người không giống, thêm một thích khách cao quan lại mở rộng phạm vi điều tra, muốn đông ra sau lưng cửa hàng giao ra danh sách tất cả thành viên toàn gia đình mình, gã dẫn theo người đi từng nhà xác minh. Miêu Nghị nghe tin xong cũng không ngờ cao quan làm vậy, đành chúc Thiên Mão Tinh Quân tự cầu phúc. Hy vọng bên cha gia đừng có sai sót gì, hy vọng Thiên Mão Tinh Quân sẽ dàn xếp được, đừng để cuối cùng khui ra việc Miêu Nghị che giấu không báo cáo. Miêu Nghị biết rõ hắn giúp đỡ Thiên Mão Tinh Quân là lừa gạt Thiên Đình, dù tay cầm điểm yếu của gã nhưng không đến lúc bất đắc dĩ, thì hắn không dám lấy ra dùng miêu nghị không biết rằng cao quan đã tấu thỉnh thiên đế xin tư mã vấn thiên đưa danh sách toàn bộ số người nhà quan to quyền quý danh sách này tỉ mỉ còn hơn nhà quyền quý tự mình khai nhiều người không có trong danh sách nhà quyền quý đưa ra cao quan không muốn làm lớn chuyện đặc biệt điều tra thiếu tu sĩ thải liên nhất phẩm dù vậy các nhà quyền quý bị điều tra gà bay chó sủa dưới tay ai chẳng có vài người không thể lộ ra ngoài nếu bị lôi ra thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nói câu khó nghe nhà ai không lén giấu thiên đế làm chuyện xấu. Đám đại thần không ngồi yên, trên triều đình tập thể kháng nghị. Nên thiên đế gọi cao quan về, gã hiểu rằng với xu thế này nếu điều tra tiếp thì thiên hạ đại loạn, đành bỏ mặc việc này. Nhưng sau triều hội, trong thiên cung, thiên đế nổi giận sấm sét đập vỡ rất nhiều thứ. Mấy phi tử nào hơi làm lỗi đều bị thiên đế ban chết, làm nguyên cung im thiên thít. Tin tức truyền ra, quyền quý cả triều cũng ngoan, dặn dò dưới tay yên phận chút. Bọn họ hiểu đây là liên hợp bức cung, nếu không ngoan tự đụng đầu vào tình chết vị kia không tiện làm thịt cả đám nhưng có thể xuống tay với một người đây đều là về sau người giám sát hữu bộ thiên đình rời đi đám người miêu nghị được thả ra nhưng thứ được trả về bị thiếu nhiều thứ không nói rõ lai lịch đều thành vật chứng quan trọng là trong không gian chữ vật có nhiều đồ ai mà nhớ hết lai lịch từng món mà điều làm đám người nổi nóng là tịch thu tài vật nhiều cửa hàng đều bị người giám sát hữu bộ liệt vào hàng vật chứng cần làm rõ kiểm kê xong cuốn đi khiến người không thể phản đối đám người miêu nghị ở ngoài thành tiễn đưa nhóm cao quan nhìn theo khách quý rời đi từ đường nhiên than thở còn tưởng giám sát hữu bộ là nha môn thanh liêm giờ mới biết người ta mới thật sự là béo bở mộ dung tinh hoa nghiêng đầu hỏi bằng thủ đoạn nhạn bay qua cũng nhổ lông của từ thống lĩnh không có lén giam giữ đấy chứ người đang khen ta hay mắng ta đấy từ đường nhiên hỏi một câu sau đó nói đoạn cái gì mà đoàn nếu như bị hắn điều tra ra phán quan mặt lạnh sẽ quan tâm cái đầu của ta sao một chút cũng không dám lưu toàn bộ nộp lên mộ dung tinh hoa cười cười nói phá chút tiền tài lại ôm mỹ nhân quay về nhà vẫn đáng giá dù sao cũng là chuyện tốt của ngươi hôn kỳ sắp tới rồi chứ từ đường nhiên ngó ngó miêu nghị sờ sờ mũi và nói định vào cuối tháng này phục thanh và ưng vô địch nghe xong đều cười to một tiếng việc này hôm nay không phải bí mật gì từ đường nhiên cưỡng ép trục thân cho thuyết linh lung ngủ qua hắn định nạp làm thiếp kết quả bị hoàng phủ quân nhu chặn ngang một cước bức hắn nhận thành chính thất phu nhân lúc này bên ngoài có không ít người đang chê cười từ đường nhiên bảo hắn lấy con hát làm chính thất phu nhân đừng ỉu xìu ỉu xìu tuyết linh lung tài nghệ song toàn càng có tư sắc phi phàm ngươi cưới nàng về là phúc khí của ngươi nàng cũng không dễ dàng nên đối xử tốt với người ta bằng không hoàng phủ quân nhu sẽ không bỏ qua cho ngươi mộ dung tinh hoa nửa trêu ghẹo lên tiếng nàng quay đầu hỏi miêu nghị đại nhân cao hữu sứ tính toán việc quá khứ sao hy vọng đi. Miêu Nghị nhìn bóng người biến mất phía chân trời, hắn cảm thán lên tiếng. Đúng, đột nhiên từ đường nhiên tiến tới trước mặt Miêu Nghị sau đó khẩn trương nói. Đại nhân, vừa nhận được tin tức huynh đệ phía dưới bẩm báo, nói hạ hầu long thành đến, hiện tại đang ở quần anh hội quán. Miêu Nghị sững sờ, quả nhiên cấp trên có người tin tức linh thông, hơn 8.000 vị trí thiên nhai đại thống lĩnh vị vừa mới ra, danh sách công bố không lâu thì con gấu chó đã chạy tới, hiển nhiên hắn đã biết được tin tức đến nơi này đầu tiên không gặp hắn, ngược lại chạy đi tìm Hoàng Phủ Quân Nhu, tìm nữ nhân trước kia của hắn, nội tâm Miêu Nghị cảm thấy có chút không tư vị, hỏi. Đến lúc nào? Từ đường nhiên, nghe nói ngày hôm qua, tìm khách sạn đặt chân trước sau đó chạy đi quần anh hội quán lắc lư vài vòng. Đại nhân, nghe nói ngài hiện tại có quan hệ không tệ với hắn, ngài cũng biết trước kia ta có thù với hắn, ti trước sợ hắn tìm phiền toái. Hôm nay cô cô của hắn chấp trưởng đại quyền thiên nhai trong tay, ta không thể trêu vào, Ân tâm xử lý hôn sự của ngươi đi. Miêu nghị nói một câu sau đó rời đi. Kết quả có một số việc không trùng hợp không thành sách. Hắn vừa bay thấp ra khỏi thủ thành cung, lập tức nhìn thấy một gia hỏa thô kệch lắc lư ở cửa. Hắn quay đầu cười tuét miệng nói: Ngư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Trừ hạ hầu long thành còn có thể là ai? Đã chạy tới chỗ Miêu nghị chắp tay chào hỏi, ánh mắt lại nhìn lên mặt Từ Đường Nhiên. Lúc này tươi cười giữ tợn sau đó nói: Cẩu tặc, ngươi còn chưa có chết dứt lời hắn phất tay cầm một đại đao hồng tinh muốn xông lên phía trước từ đường nhiên bị dọa sắc mặt tái nhợt hắn nhớ năm đó đã bị hạ hầu long thành chém mất một cánh tay lúc này lập tức trốn ra sau lưng miêu nghị miêu nghị nhanh chóng ra tay bắt lấy cổ tay cầm đao của hạ hầu long thành lạnh lùng nói hạ hầu huynh ngươi có ý gì chạy đến cửa nhà ta sau đó đòi giết thủ hạ của ta chẳng lẽ cảm thấy ta dễ bắt nàng sao ngươi có tin ta lấy cái đầu của ngươi không Hắn cũng tức giận lớn, liên tiếp có người tỉnh tới cửa. Ban đầu là Thiên Mão Tinh Quân, lại là Cao Quan, hiện hiện tại ngay cả này cũng chạy tới khi dễ lên đầu của hắn. Hạ Hầu Long thành ngạc nhiên im lặng, hắn cũng bị lời của Miêu Nghị chấn trụ, người nơi đây chưa từng thấy qua. Hắn tận mắt nhìn thấy Miêu Nghị giết Ba Gia Ba vào trong trăm vạn đại quân, hình ảnh đó cường đại cỡ nào, suýt chút nữa chiến như ý cũng bị một thương của của hắn tiêu diệt. Nghe nói lần này chém hơn tám ngàn cái đầu, có chuyện gì hắn không dám làm chứ? đầu tiên hắn thật sự bội phục miêu nghị tiếp theo thật vất vả có thể kết giao bằng hữu có tiền đồ bản thân hắn chưa từng có bằng hữu còn gia hỏa này có gan động tới cái đầu gia nô của đám quyền quý thiên đình trước trước sau sau cũng giết hơn vạn cái mạng nghe nói lần này trưởng quầy gia tộc của hắn bị bức tự sát hắn không dám nghi ngờ miêu nghị có dám động thủ với hắn hay không chậm rãi thu thanh đao trở lại hạ hầu long thành cười khan nói ngư huynh chúng ta cần gì vì cẩu tặc này mà tổn thương tình cảm chứ miêu nghị nói cũng không muốn tổn thương tình cảm hôm nay ta làm chủ chuyện trước kia bỏ qua không đi gây phiền toái với từ đường nhiên được chứ hạ hầu long thành chép miệng vẻ mặt không tình nguyện hắn nói nếu ngư huynh mở miệng vậy cho ngư huynh mặt mũi này hắn vừa nói như vậy vẫn không quên uy hiếp từ đường nhiên một câu cẩu tặc lần sau tái phạm ra ra sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu miêu nghị cũng kéo tay hắn vào trong thủ thành cung nghe nói hạ hầu huynh đến sớm lại trốn tránh không chịu gặp ta lại chạy đi tìm nữ nhân, đây là đạo lý gì? Ngư huynh nói gì thế, ta vốn muốn gặp người trước, nghe nói Phán quan mặt lạnh đang ở chỗ này, ta nào dám đụng tới chứ, đành phải đi tìm khách sạn đặt chân, sau khi nghe Phán quan mặt lạnh rời đi ta mới đi tìm Ngư huynh. Đi quần anh hội quán gặp hoàng phủ trưởng quầy chưa? Nàng thế nào rồi? Có việc Ngư huynh chém mấy ngàn cái đầu dọa sợ, sắc mặt tiểu tụy rất nhiều, tính tình cũng lớn dọa người. Ta nói Ngư huynh, ta nghe nói ngươi cũng bắt nàng hai lần sau này ngươi xem mặt mũi của ta không nên động tới nàng, ngươi vừa động một cái là một đống cái đầu rơi xuống đất, giết máu chảy thành sông, ta là một đại nam nhân còn hãi hùng khiếp vía, nói gì tới một nữ nhân. Nghe nói nữ nhân kia tiểu tụy, nội tâm yêu nghị lo lắng không tên, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, trước kia đã ước định cũng không cho rằng mình thật tâm với nàng, vì sao hiện tại lại lo lắng. Hắn nói, hạ hầu huynh đã đến, hôm nay chúng ta không say không nghỉ. Về sau có cơ hội không say không nghỉ, hôm nay vừa tới, lùi tới cũng thuận tiện, lần sau ngư huynh đi đến chỗ ta uống cho thống khoái, ta còn không biết chỗ của ta biến thành cái dạng gì. Cao quan đi, hạ hầu long thành cũng không tới ở khách sạn, trực tiếp ở tại thủ thành cung, mỗi ngày đều chạy tới quần anh hội quán, mà miêu nghị cũng thường xuyên từ miệng của gia hỏa này, tìm hiểu tình hình hoàng phủ quân nhu. Hạ hầu long thành cũng không ở nơi này quá lâu, hắn chờ đợi nửa tháng liền đi tiền nhiệm, trước tiền nhiệm còn phải đi đông hoa tổng chấn phủ hiến dâng tính mạng. Hắn cũng chờ mong lần đi nhậm chức lần này, đây là chức vị cao nhất hắn có thể ngồi lên, cũng là vị trí hắn vừa vào thực lực bản thân không phải thực lực gia tộc có được, thật tình không biết nếu không xem mặt mũi của gia tộc hắn, miêu nghị làm gì cho hắn vị trí thứ 9. Loại người có suy nghĩ như Hạ Hầu Long Thành rất phổ biến, đám đệ tử quyền quý đều cho rằng dựa vào cố gắng của mình mới đạt được thành công, cảm giác năng lực của mình cũng không tệ lắm. Sau một lần đồ sát huyết tinh khắp toàn thành, nghênh đón việc vui oanh động toàn thành, thống lĩnh khu Tây từ đường nhiên kết hôn, với Hồng Bài Tuyết Linh Lung đứng đầu Thiên Hương Lâu, đại thống lĩnh ngưu hữu đức hạ lệnh, toàn thành răng đèn kết hoa, cửa hàng hai bên đường đón dâu phải ném hoa trải đường. Cả thiên nhai lập tức chìm vào trong vui sướng, mặc kệ cửa hàng lớn nhỏ đều làm đẹp, không dám vi phạm, hiệu quả đầu người rơi xuống đất chưa biến mất, mọi người vui vẻ trên mặt nhưng trong lòng đang ứ máu tươi. Thiên Hương Lâu đặc biệt vui mừng, hoàng phủ quân nhu đã sớm tới Thiên Hương Lâu nhìn Tuyết Linh Lung rửa tay chậu vàng, sau đó lại xem trang phục Tuyết Linh Lung nàng trước bàn hai tay chống cầm cười tủm tỉm nhìn sang chăm xem không đủ xem tuyết linh lung đang trang điểm bận rộn các việc vốn từ đường nhiên có ý đưa tuyết linh lung đi nơi khác làm nhà mẹ đẻ cảm thấy đón đâu tại thiên hương lâu có chút là lạ hoàng phủ quân nhu với tư cách nhà mẹ để cường thế kiên quyết không chịu bản thân nàng muốn tuyết linh lung đường đường chính chính gả ra khỏi thiên hương lâu cũng không cần che che lấp lấp làm gì từ đường nhiên còn muốn đơn giản một chút che giấu xấu hổ hoàng phủ quân nhu lại giống trống khua chiêng yêu cầu quấn thành một vòng, muốn tất cả mọi người biết rõ tuyết linh lung là chính thất phu nhân đường đường chính chính của từ đường nhiên, không cần trốn trốn tránh tránh. Từ đường nhiên tính toán ôm đùi nàng, phát hiện tính tình của Hoàng Phủ trưởng quầy gần đây rất táo bạo, vì vậy việc hôn sự cũng do nàng quyết định. Hiện tại từ mụ mụ đang chuyển tới chuyển lui trước bàn trang điểm tuyết linh lung. Bên ngoài có tiếng cổ nhạc vang lên, từ mụ mụ chạy tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài, quay đầu cầm khăn trong tay vung vẫy và nói. Đội ngũ đón dâu tới, nhanh lên nhanh lên từ đường nhiên dưới lầu tươi cười có phần cứng ngắc khoác lộ hồng đầy bi thương đầu đội mũ quan nhân toàn thân màu đỏ thẫm đây không phải chuyện trọng yếu mấu chốt chung quanh hắn có quá nhiều người xem náo nhiệt lúc này từ đường nhiên có tâm tư bóp chết hoàng phủ quân nhu lại bức lão tử đi tới nơi bướm hoa đón lão bà đoán chừng lão tử là thiên cổ đệ nhất phục thanh ưng vô địch và mộ dung tinh hoa đều đến bọn họ cùng đi đón đâu với từ đường nhiên cũng cho từ đường nhiên mặt mũi ba ba Mộ Dung Tinh Hoa tươi cười gõ cửa lớn Thiên Hương lâu, những người khác chờ bên ngoài, nàng đi vào câu thông, lúc đi ra cửa chính mở rộng, mũ phượng khăn quàng vai, bức rèm che lấp gương mặt tuyết linh lung, nàng được từ mụ mụ nâng ra khỏi cửa lớn. Giao người cho Từ Đường Nhiên, Từ Đường Nhiên dùng hỉ kết vén lụa đỏ vén rèm che và cùng ngồi lên kiệu với Tuyết Linh Lung, 16 thiên binh nâng kiệu tiến lên phía trước, trước có thiên binh thiên tướng mở đường, sau có tiếng động cổ nhạc diễn tẩu vang trời, kiệu đi tới nơi nào cửa hàng nơi đó ném hoa trên đường đi hoa bay đầy trời, bay vào trong liễn, mùi hương thơm ngắt bao phủ trong kiệu. Lúc đội ngũ đón dâu đi chưa xa, bên đường đi có một đám nữ nhân châm gai quần vải, vén tay áo cầm cây chuỗi lớn, cầm chậu hát nước quét dọn đường đi. Hôm nay tất cả thanh lâu trong thiên nhai, đoàn kịch hát các loại đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, tự phát không tiếp tục kinh doanh, tự phát tổ chức đội ngũ quét dọn đường cho đội ngũ đón dâu, hy vọng có thể xóa đi ô danh của Tuyết Linh Lung trước kia, cũng cho nàng thanh danh tốt truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé đây là luật lệ của các nàng là luật lệ người bên ngoài chưa từng nghe nói qua thế đạo như thế lại có mây nữ nhân trở thành chính thất phu nhân từng có chuyện như vậy xảy ra từ rất lâu rồi người ngoài chưa nghe nói hoặc lãng quên nhưng các nàng không có quên đây là mộng tưởng của các nàng quên không được hy vọng tuyết linh lung hoàn lương còn có đường tốt để đi những nữ nhân quét sạch đường đi từng là hoa khôi đối thủ cạnh tranh với tuyết linh lung hôm nay mọi chuyện đã là quá khứ bọn họ chỉ có hâm mộ chứ không ghen ghét bởi vì hiện tại tuyết linh lung đáng được mọi người chúc phúc bởi vì tuyết linh lung mang lại hy vọng cho bọn họ cánh hoa và nước chảy trên đường cọ rửa những hạ lưu ngày xưa chuyện như nước trôi qua cầu tất cả đường đi trở nên sạch sẽ từ mụ mụ cảm động lau nước mắt nàng đứng ở cửa ra vào thiên hương lâu thở dài thành kính đám người mộ dung tinh hoa không có khả năng đi theo đội ngũ từ đường nhiên dạo quanh thiên phố lại nhìn thấy những nữ tử thanh lâu quét đường phố nàng hỏi từ mụ mụ liền có đáp án bừng tỉnh người trong mộng phục thanh nghe xong cũng cảm thán đều nói kỹ nữ vô tình vô nghĩa cũng không hẳn vậy cảnh tượng gây xôn xao phía sau đội ngũ đón dâu tuyết linh lung vô ý thức muốn quay đầu lại nhìn nhưng thị nữ bên cạnh lập tức nhắc nhở phu nhân không thể quay đầu lại ngàn vạn không thể quay đầu lại tuyết linh lung lại nhớ tới những lời từ mụ mụ nói lúc trước gả ra khỏi cửa lớn không được quay đầu lại nếu đã lên đại kiệu đón dâu cho dù trời sập cũng không thể quay đầu trở về vì vậy nàng cố nén xúc động quay đầu ra sau. Từ đường nhiên lại nhìn ra phía sau, trong nội tâm kỳ quái, ai còn an bài quét dọn đường phố, hắn cũng để bụng cho nên truyền âm với thủ hạ. Đi hỏi xem xảy ra chuyện gì. Thủ hạ đi ra sau không bao lâu liền quay về, truyền âm báo lại nguyên văn tin tức nghe được, từ đường nhiên ngạc nhiên, nghiêng đầu sang nhìn tuyết linh lung không quay đầu nhìn ra phía sau. Phía sau có một đội ngũ chạy theo đòn rức dâu quét dọn, không có người nào làm dối lừa gạt lúc quét dọn cũng không thì pháp làm thay, đều tự mình làm tất cả. Cũng may nhiều người, hơn một ngàn người, đường đi rộng hẹp có hạn. Mọi người có thể thay phiên quét dọn nhưng phạm vi thiên nhai không nhỏ, có một ít cửa hàng chiếm dịch tích rất lớn, càng đừng nói thủ thành cung và bốn phủ thống lĩnh trong nội thành, tóm có thể nói phạm vi bao quát của thiên nhai, muốn đi một vòng quanh đó cũng không dễ dàng. Buổi sáng còn có thật nhiều người xem náo nhiệt, giữa trưa lại có kỳ quan chuyển lưu khắp thiên nhai, đến xế chiều người đi hai bên đường chết lặng nhìn những nữ nhân quét dọn từ sáng tới chiều đều có thể nhìn ra bọn họ không sử dụng pháp lực chỉ dùng lực lượng cơ thể làm việc các âm thanh diễu cợt dừng lại lúc gần trạng vạng tối đội mũ đón mới đi tới phủ thống lĩnh khu tây lúc hạ kiệu xuống tuyết linh lung nhìn thấy các nữ nhân mặc quần áo vải đang quét dọn phía sau lập tức đứng ngẩng người ở cửa ra vào rốt cục hiểu phía sau xảy ra chuyện gì từ đường nhiên khẽ giật mình nhìn ra sau hai thị nữ tuyết linh lung sốt ruột thấp giọng nói phu nhân. Động tĩnh này cũng kinh động đoàn nữ tử đang quét dọn phía sau, có người kéo tới gần đoàn rước dâu. Lúc này một đám nữ tử mặc quần áo vải mang châm gỗ đơn sơ tụ tập lại, có người mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, có người mệt mỏi sắc mặt tái nhợt, có người mệt mỏi đứng cũng run run, có không ít người bàn tay mày chảy máu, cảnh tượng hoa dung thất sắc chật vật không chịu nổi. Nước mắt tuyết linh lung tràn mi, hai thị nữ lại sốt ruột nhắc nhở. Phu nhân, ngày vui, không thể khóc, không thể khóc, ô ô. Tuyết Linh Lung đưa tay che miệng lại, cố gắng không phát ra tiếng khóc. Người ở cửa phủ thống lĩnh khu Tây im lặng, việc này cũng làm đám người phục thanh, ưng vô địch, mộ dung tinh hoa im lặng. Sắc mặt đám nữ tử quần vài châm gỗ sợ hãi, không nghĩ tới mọi người hảo ý lại làm hư việc vui của Tuyết Linh Lung. Phu nhân! Hai thị nữ vội vàng không chịu nổi, hận không thể kéo Tuyết Linh Lung vào cửa. Kết quả bị từ đường nhiên đưa tay ngăn cản hai thị nữ thúc giục, người thiện vuốt mông ngựa có ai không thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hắn cũng hiểu tâm tình của tuyết linh lung lúc này hắn cười nói với tuyết lung linh phu nhân cùng ta đi bái tạ đi bức rèm che lắc lư tuyết linh lung quay đầu nhìn hắn hai mắt đẫm lệ mông lung vẻ mặt không dám tin tưởng kết quả từ đường nhiên chủ động kéo tay nàng đi ra cửa phủ thống lĩnh đi tới gần đám nữ tử quần áo vải bình thường Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, nên mất mặt cũng mất mặt rồi. Hắn không thể che miệng người khác, không bằng lão tử làm cho lớn hơn một chút, dù sao cũng phải nịnh nọt phu nhân của mình ít nhất hống nàng cao hứng thì cuộc sống sau này trở nên dễ dàng hơn hai người đi tới trước mặt đám nữ nhân không biết nên làm cái gì từ đường nhiên nói chư vị đường xa đưa tiễn tới đây từ mỗ không lời nào cảm tạ xin nhận phu thê chúng ta cúi đầu dứt lời hắn liền cúi đầu tuyết linh lung thật sự khiếp sợ thật không nghĩ tới từ đường nhiên lại làm như thế nội tâm vô cùng cảm động sau đó cũng cúi đầu với hắn hai phu thê cúi đầu thật sâu không dám không dám thống lĩnh đại nhân không được thống lĩnh đại nhân mau mau xin đứng lên một đám nữ nhân lúc này luống cuống tay chân không biết nên nói gì cho phải vội vàng bảy mồm tám lưỡi xin hai người đứng lên đều nói nữ nhân cảm tính cũng đúng có không ít người trực tiếp che miệng khóc cũng hầm mộ tuyết linh lung gần chết người đứng xem hai bên đường ngạc nhiên bọn họ cũng bị hào khí lây lan cũng bắt đầu kính nể từ đường nhiên thì ra người ta có thể lên làm thống lĩnh thiên nhai cũng không phải không có khả năng đường đường thống lĩnh tôn sư khu tây lại có thể ở trước mặt mọi người cúi đầu với một đám nữ nhân nơi thanh lâu, lòng dạ này không phải người bình thường có thể làm được. Từ đường nhiên khó lường. Mộ dung tinh hoa đứng ở cửa phủ thống lĩnh kinh ngạc lên tiếng, thậm chí trong mắt xuất hiện thần thái kinh diễm, nàng cũng lo mắt nhìn từ đường nhiên. Phục thanh và ưng vô địch nhìn nhau, đây không phải kẻ biết nịnh nọt sao? Thì ra không phải hắn chỉ biết nịnh nọt mà thôi. Tử tướng. Hoàng phủ quân nhu đứng ở cửa ra vào bĩu môi khinh bỉ một câu, cuối cùng ánh mắt nhìn từ đường nhiên cũng tốt không ít càng cao hứng thay tuyết linh lung xem ra từ đường nhiên thật sự ưa thích tuyết linh lung bằng không làm sao có thể làm ra chuyện như vậy chắc hẳn sau này sẽ đối xử với tuyết linh lung không kém bên người nàng xuất hiện một nữ tử dáng người cao gầy khuôn mặt như vẽ khi khái hào hùng bừng, bừng bừng mặc bộ quần áo trắng không phải người khác chính là chiến như ý kẻ thù cũ của nhu nghị nàng là bằng hữu cũ của hoàng phủ quân nhu tạm thời không muốn công khai thân phận mình với người khác lúc này nhìn thấy từ đường nhiên làm như thế Chiến như ý đã lâu không nói chuyện lại truyền âm hỏi. Người này chính là thống lĩnh khu Tây từ đường nhiên. Hoàng phủ quân nhu gật đầu, chiến như ý sợ hãi thán phục. Không thể ngờ thủ hạ ngưu hữu đức lại có nam tử kỳ quái như vậy. Quả thật không thủ lĩnh bất phàm thì thủ hạ cũng là quái nhân. Nàng nói như vậy không khác gì thừa nhận miêu nghị bất phàm. Đồng thời nhìn sang mộ dung tinh hoa, phục thanh và ưng vô địch bên cạnh. Không biết ba vị thống lĩnh này thế nào, nếu như cũng không tệ, có cơ hội nên đào đám người từ đường nhiên làm thủ hạ dưới tay mình. Hoàng phủ quân nhu trợn mắt, nàng không muốn đánh giá ngư hữu đức, nàng càng hiểu rõ thống lĩnh khu Tây từ đường nhiên lúc bình thường là người thế nào, đó là tiểu nhân hèn hạ, hôm nay xem chừng, bởi vì yêu ai yêu cả đường về nên mới cho tuyết linh lung mặt mũi, nào có bất phàm gì đáng nói. Nếu hắn bất phàm cũng không bị người ta xem thường như thế. Nhìn thấy phản ứng chung quanh không tệ, từ đường nhiên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hắn nói với các nữ tử, Người tới là khách, chư vị đã đưa tiễn Tử Mộ tới đây, kính xin vào trong uống chén rượu mừng của ta." Đại nhân." Một thủ hạ chắp tay nói. Từ Đường Nhiên nói, "Thông chi ngọc viên chuẩn bị thêm bàn, đều là khách của Tử Mộ, không nên lãnh đạm." Tên thủ hạ làm ra vẻ mặt làm khó, nội tâm âm thầm kêu khổ, nơi này có hơn ngàn người đấy, lúc này nói, "Đại nhân, phát sinh thêm nhiều người như vậy, chỉ sợ không kịp chuẩn bị." Cho dù đám nữ tử mệt mỏi và cảm động nhưng cũng đoán được nguyên nhân đại khái, đột nhiên gia tăng nhiều người như vậy sẽ không kịp ăn bài tăng thêm thân phận cách nàng không sạch sẽ bình thường nào có đạo lý chạy tới uống rượu mừng đây không phải là hủy thanh danh người ta sao uống hoa tử còn không sai biệt lắm tự nhiên cũng có ý lảng tránh lúc này từ chối nhã nhặn chúng ta tâm lĩnh hảo ý của thống lĩnh đại nhân ai ngờ từ đường nhiên lại lớn tiếng nói như thế nào không kịp không phải thêm ngàn người thôi sao hắn quay đầu lại hô phục huynh ưng huynh mộ dung mội tử nội thành các ngươi có thể rút người ra hay không không có vấn đề mộ dung tinh hoa cười nói việc này đơn giản phục thanh và ưng vô địch cũng cam đoan ba người lập tức phái thủ hạ đi an bài các ngươi cũng nghe chưa từ đường nhiên lại nói với đám nữ tử cười nói người tới là khách không thiếu một ai phu thê tử mỗ không thể không kính chén rượu mừng này không đến chính là không cho phu thê chúng ta mặt mũi thấy người ta không quanh co và nhiệt tình như thế muốn cự tuyệt là không thể nào một đám nữ nhân đồng ý đều tỏ vẻ sẽ uống rượu mừng bước vào trong sân các đây cũng là lần đầu tiên các nàng đi uống rượu mừng không ít người cảm động khóc lóc che miệng khóc hức hức tuyết linh lung cảm động không biết trời đất yên lặng rơi lệ có cảm giác hạnh phúc đến quá đột nhiên tất cả oán hận không còn cảm giác tất cả đều giá trị nàng càng an tâm hơn nữa ít nhất không hề lo lắng từ đường nhiên sẽ xem thường xuất thân của nàng hành động của từ đường nhiên không thể che giấu người khác nhớ ngày đó lúc tham gia khảo hạch liền có thể tuyên dương hành động của Khấu Văn Lam làm người khác cảm động phát khóc, hôm nay là sân nhà từ mỗ càng không nói chơi. Chiến như ý lại lắc đầu thán phục. Có thời gian ngươi nên giới thiệu từ thống lĩnh này cho ta làm quen. Hoàng phủ quân nhu im lặng quay đầu lại, vẻ ngoài như đang hỏi. Thật giả, Phục Thanh, ưng vô địch và mộ dung tinh hoa cũng buồn bực, từ đương nhiên làm như vậy không sợ nhân phẩm thối không chịu nổi sao. Làm cái quỷ gì vậy? Không hổ là người tiếp xúc thường xuyên, bọn họ không đoán sai, từ đường nhiên có tính toán của mình, nơi này tối thiểu có hơn ngàn người, đến uống rượu mừng còn có thể không đưa tiền lì xì. Hôm nay là ngày vui của ta, chắc hẳn ba người phục thanh các ngươi đến tham gia muốn không lì xì sao. Nói cách khác sẽ có lời từ tiền lì xì hơn một ngàn người, dù đã như vậy, mặt mũi cũng ném rồi, nếu có thể kiếm tiền vì sao không kiếm. Có lẽ hắn không dự liệu được, hành động hôm nay của hắn danh truyền thiên hạ, phàm là nơi bướm hoa đều kính ngưỡng từ đường nhiên, đều dùng hai chữ, ân công xưng hô, trông mong trong thiên hạ còn có nam nhân giống từ đường nhiên. Vào lúc đám người nữ tử thanh lâu đi theo đám người từ đường nhiên vào phủ thống lĩnh, đi vào con đường bọn họ vừa quét dọn xong, nội tâm có tư vị khác hẳn. Mời hơn một ngàn nữ tử thanh lâu uống rượu mừng của mình. Tin tức truyền vào trong thủ thành cung, miêu nghị biết hành động vĩ đại của từ đường nhiên cũng có chút há hốc mồm, từ khi khai thiên tích địa mới nghe tin tức như thế, không biết từ đường nhiên là thật lòng dạ quảng đại hay hắn ra mặt dày hắn hiểu rõ cách làm người của từ đường nhiên hai người cùng lăn lộn từ thiên tướng làm lên cùng nhau ngồi lên chức thống lĩnh hắn không có khả năng không biết việc của từ đường nhiên kỳ thật bảo liên cáo trạng cũng buồn bực đứng ở góc độ nữ nhân có đôi khi cảm thấy đám nữ nhân kia là đồ đê tiện chuyên môn thông đồng nam nhân có đôi khi lại đáng thương những người đó sau khi biết được tình hình quét rác liền không nói gì nữa thì ra cái nghề này cũng có luật lệ hành vi của từ đường nhiên cũng làm nàng không rõ nên cảm nhận thế nào tin tức chuyển khắp thiên nhai, cũng có người dùng tinh linh chuyển ra bên ngoài, có không ít người chê cười từ đường nhiên cưới nữ tử thanh lâu làm chính thất phu nhân, ngay cả chuyện từ đường nhiên mời chúng kỹ nữ vào dự tiệc mừng của mình, cũng chuyển vào nơi bướm hoa, có người còn nói, thật là người phong lưu. Đôi tân nhân đang bái thiên địa trong phủ thống lĩnh, tiệc rượu đãi khách đặt ở sân viện rộng rãi, còn mời tử lâu các nơi tới chuẩn bị, đây là chuyện không có biện pháp, thống lĩnh đại nhân thành tây đại hôn. Không phải nạp thiếp, đây là đại sự nhân sinh, sau phong bao huyết tinh đáng sợ, các cửa hàng trong thành Tây không ai dám không tới chúc mừng. Mấy vạn thương hộ cùng vào trong thì quá chen chúc, tự nhiên phải phân chủ thứ, một ít khách nhân tôn quý vào trong ngọc viện, từ đường nhiên cũng phân vùng các khu vực cho khách nhân khác nhau. Tất cả đều có ngoại lệ, ngọc viên còn lại đặt thêm 200 bàn lớn, ai bảo từ đường nhiên mời hơn ngàn nữ tử thanh lâu vào trong ngọc viện uống rượu mừng. Sau khi nhìn thấy kỳ quái có thật trước mặt, ngọc viên có hồ, giữa hồ có đình, ngoài đình có hành lang thông suốt bốn phương. Trên bờ bên phải toàn bộ là nữ nhân, bên trái đều là nam nhân, chỉ có một ngàn thương nhân được mời đến nơi này. Bởi vậy nữ nhân bên phải nhiều hơn nam nhân bên trái mấy trăm người, càng làm cho người ta không nói được với các nữ nhân bên phải. Tà khí. Chờ mọi người rời đi, Ngọc Viên thông chi mời thủ thành cung, mời nhân vật áp trục xuất tràng. Ngã tư đường bên ngoài bị phong tỏa, mười mấy tên thiên binh thiên tướng thủ Ngọc Viện cảnh giác nhìn chung quanh, dù sao chuyện ám sát tại thủ thành cung diễn ra không bao lâu. Lúc này Phục Thanh, ưng vô địch, mộ dung tinh hoa cùng đi với miêu nghị bên cạnh còn có bảo liên theo cùng từ đường nhiên và tuyết linh lung đi ra cửa chào đón tuyết linh lung đã tháo mũ phượng rèm tre nàng hôm nay kiểu diễm động lòng người nhìn thấy miêu nghị giá lâm phu thê bọn họ hành lễ đại nhân miêu nghị mỉm cười nhìn hai người trọng điểm nhìn chằm chằm tuyết linh lung hai người quen biết nhiều năm tuy không có giao tình nhưng cũng nói chuyện không ít câu bởi vì một câu nói của mình mà quyết định nhân sinh cả đời của nàng nội tâm hắn sinh ra áy náy không nhìn thấy oán ý trên mặt tuyết linh lung, trong lòng hắn an tâm không ít, tạo áp lực từ đường nhiên cưới nàng làm chính thất phu nhân xem như giàn xếp cho nàng. Hắn cầm một vòng tay chữ vật giao cho từ đường nhiên. Một chút tâm ý nho nhỏ chúc mừng tân hôn của hai vị. Mong không nên ghét bỏ. Vị đại nhân này ra tay rất hào phóng, gặp chuyện vui càng như thế. Từ đường nhiên mặt mày hớn hở hai tay tiếp nhận, nói. Đại nhân khách khí, đại nhân có thể đích thân đến cổ động đã là vinh hạnh của phu thê chúng ta trong mắt tuyết linh lung xuất hiện cảm xúc phức tạp lúc trước từ mụ mụ luôn suy nghĩ biện pháp ăn bài hôn nhân của mình gả cho đại nhân trước mặt nhất là từ mụ mụ từng thổi gió bên tai nàng còn tưởng rằng chuyện tốt đến gần tâm tư nữ nhi ra rất khác biệt nàng ngày ngày đêm đêm trằn trọc nàng vẫn nhớ những lúc múa hát cho hắn nghe cũng không ngờ trong lòng nên bi ai hay vui mừng chuyện được đọc bởi kênh haley audio lần gặp lại phong thái ngưu đại thống lĩnh vẫn như trước tư thế oai hùng tỏa sáng như hạt trong bầy gà quanh người đều là quan to hiển quý cúi đầu với hắn có nữ nhân nào không động tâm nàng biết rõ những suy nghĩ như vậy đã không thực tế bởi vì nàng đã gả đi nếu không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cứ vùi trong nội tâm hai phu thê cúi đầu đáp tạ lúc ngẩng đầu liên dẫn miêu nghị vào trong không chờ miêu nghị đi vài bước liền ngẩng ra ánh mắt đầu tiên dừng trên người nữ tử đứng bên cạnh hoàng phủ quân nhu hoàng phủ quân nhu dùng ánh mắt khiêu khích nhìn sang nội tâm miêu nghị buồn bực không phải hạ hầu long thành nói nữ nhân này tiểu tụy hay sao vì sao nhìn thế nào cũng thấy xinh đẹp tỏa sáng như vậy tạm không nói tới nữ nhân này miêu nghị chắp tay cười nói chiến đại thống đến sao không nói lời nào hắn lại quay đầu sang quát từ đường nhiên đây là có chuyện gì vì sao không báo từ đường nhiên tiến lên sắc mặt hắn mờ mịt chiến đại thống lĩnh chiến đại thống lĩnh nào miêu nghị nói đông hoa tổng trấn phủ có hai vị đại thống lĩnh mới đến một người trong đó là chiến như ý đại thống lĩnh bộ chưa nghe sao lời này làm người chung quanh ngẩn ngơ chiến như ý từ đường nhiên sợ hãi sau khảo hạch lần thứ nhất nàng chính là người đứng đầu thành tích khảo hạch lần thứ hai cũng là người suýt chết trong tay đại thống lĩnh lai lịch phi phàm đương nhiên hắn có nghe qua nhung không ngờ nhân vật bối cảnh thông thiên như thế xuất hiện trong hôn sự của mình hắn chân tay luống cuống nói ti chức không biết ti chức thật sự không biết chiến như ý nâng tay bảo hắn ngừng nói nàng cười nói với miêu nghị ngưu đại thống lĩnh hắn thật sự không biết Ta quen biết hoàng phủ trưởng quầy từ nhỏ, trước khi tiền nhiệm đến nơi này thăm nàng, không nghĩ lại gặp phải hôn sự của từ thống lĩnh cho nên đi theo xem náo nhiệt, không nghĩ quấy nhiễu ai, người không biết không trách, hôm nay là hôn sự vui vẻ của người ta, ngư huynh không nên trách. Nhiều nghị nhìn sang hoàng phủ quân nhu đang ngửa mặt nhìn trời, không tin nàng đến đây thăm hoàng phủ quân nhu, trước khi đến đông hoa tiền nhiệm lại đi tới nơi này, mục đích là tìm hắn, vì muốn báo thù rửa hận cho nên xuất hiện nơi đây thì uy, hiện tại không phải thời điểm lý luận, xoay người giơ tay mời mời nếu thân phận đã bại lộ chiến như ý cũng không làm ra vẻ nữa hắn cũng làm ra thủ thế mời hai người sóng vai đi trước đại thống lĩnh đại thống lĩnh người hai bên đường đứng lên hành lễ một bên là thương nhân mặc kệ thật tâm hoặc giả ý mặt ngoài vô cùng nhiệt tình bên kia là nữ tử thanh lâu các nàng vẫn váy áo vải thôi như ban ngày dùng mặt mộc không trang điểm bởi vì trang điểm xinh đẹp sợ người khác nghĩ nhiều cho nên đều mộc mạc như vậy mà thôi lúc hành lễ lại có chút sức mạnh không đủ nơi này không phải thanh lâu mời chào khách có thể làm các chiêu trò nơi này là khu vực thân phận các nàng không nên đến tự biết xấu hổ phong thái ngày thường ở thanh lâu không thể sử dụng bằng không các nàng sẽ khinh bỉ mình đầu tiên xem ra đồn đãi không giả miêu nghị khẽ gật đầu trong mắt cũng có chút tò mò từ đường nhiên lặng lẽ tiến lên đánh giá phản ứng của miêu nghị thấy hắn không có ý thức giận nên nội tâm thả lỏng lúc trước hắn còn sợ miêu nghị mất hứng hai đại thống lĩnh dẫn đầu đi vào trong ngọc viện đi lên gác cao thượng vị phía trên là bàn thủ tịch miêu nghị và chiến như ý cùng ngồi xuống những người khác mới ngồi vào vị trí hồ thượng lầu các nội đều là đan chương giải án tạo đều là thiên nhai có uy tín danh dự nhân vật thống lĩnh thiên tướng linh tinh bối cảnh khá lớn cửa hàng trưởng quầy bên hồ tắc đều là ngồi vây quanh vây bàn một phen náo nhiệt quá trường sau làm nơi đây tối cao nhân vật miêu nghị nâng chén kính rượu lầu các cao thấp tầng toàn bộ đứng lên nâng chén bên hồ nhân cũng đứng lên bên khác bên các nữ nhân lại ngồi kia không dám lộn xộn, không dám thừa này lễ. Ai ngờ ánh mắt miêu nghị nhìn sang phía tay phải của mình, hắn cố ý nâng chén của mình lên ý muốn mời rượu các nữ tử thanh lâu. Đối mặt, đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng có cả vạn đầu người bay lên cao lại hạ mình uống, với các nàng, điểm này không phải ai cũng làm được. Nội tâm chiến như ý thầm khen, có thủ trưởng như thế không trách thuộc hạ lại như vậy. Nàng xuất thân thế ra quyền quý cho nên quy củ xâm nghiêm, thế ra trọng tôn ti lễ nghi, bình thường làm gì mặt một đám nữ nhân thanh lâu vào trong mắt, càng không cần nói hành động của Miêu Nghị là không có tôn ti gì đáng nói. Hắn xuất thân phố phường cho nên không có nhiều hảo cảm với các loại lễ nghi, lúc trên phố ở quê nhà hắn còn có thể mắng các nàng là đồ bán ra thịt. Bởi vì quan niệm đạo đức cho phép cho nên hôm nay là ngày mừng thủ hạ của mình. Nếu từ đường nhiên mời khách nhân đến, hơn nữa xuất thân của Tuyết Linh Lung là do mình tác hợp, nếu không nể tình là không được, càng không có nhiều ý niệm như nàng suy nghĩ hoàng phủ quân nhu âm thầm cắn môi với phong phạm của đại thống lĩnh trong lòng thầm mắng đồ ngốc nhiều nghị nâng chén cho nên mọi người cũng nâng chén lên đám nữ tử thanh lâu bắt đầu khóc anh anh nức nở cảm giác được người ta xem trọng thật tốt ở thanh lâu các nàng chính là đồ chơi bị khinh bạc không nghĩ tới sẽ có một ngày này tuyết linh lung buông chén rượu nhìn đám quan to hiển quý nơi đây thật không nghĩ tới có ngày mình trở thành nữ chủ nhân trong tràng diện như vậy nàng có cảm giác như đang nằm mơ hóc mắt ẩm ướt từ đường nhiên chú ý cảm xúc của nàng, ở dưới án vỗ mu bàn tay của nàng, khẽ lắc đầu, ý bảo thượng quan ở đây không nên thất thố. Thân phận của Miêu Nghị không thể ở lại nơi này, quá lâu cho nên mọi người không thể không tiễn hắn rời đi, bởi vì sự có mặt của hắn mang lại áp lực rất lớn cho người chung quanh. Chiến Như Ý cũng thức thời như thế, hoàng phủ quân Nhu cũng rời đi. Thuận đường Miêu Nghị cũng mời chiến đại thống lĩnh đến thủ thành cung uống trà, hắn muốn tận tình địa chủ, mặc kệ có thù hận gì hay không, đến địa bàn của mình cũng nên thể hiện một chút cô nam quả nữ không tiện chiến như ý gọi bằng hữu hoàng phủ quân nhu cùng đi theo lại tiến vào thủ thành cung đứng ở nơi hai người chia tay lần trước ánh mắt miêu nghị và hoàng phủ quân nhu nhìn nhau chiến như ý nhận được đưa tin nàng cầm tinh linh lẳng tránh sang một bên sân còn lại hai vị oan ra ở đây hai người khó đối mặt với nhau miêu nghị bưng trà nghiêng đầu nhìn sang đình viện bên ngoài âm thầm cắn răng một lúc lâu hoàng phủ quân nhu nhìn sang bảo liên cuối cùng không nhịn được nên truyền âm cũng không biết là vương bát đản nào lặng lẽ từ miệng hạ hầu long thành hỏi thăm tình trạng của lão nương giả vờ cái gì mà giả vờ vừa nghe lời này sắc mặt miêu nghị xấu hổ hắn cảm thấy mất mặt tại sao hạ hầu long thành vương bát đản lại nói chuyện này với nữ nhân chứ hắn nghĩ không ra nam nhân nói nhảm cũng báo cáo lại cho nữ nhân biết hạ hầu long thành còn có lời gì không thể nói với nữ nhân này về sau làm sao dám bàn chuyện với con gấu đen kia nữa tóm lại nội tâm miêu nghị còn có một câu tại sao con gấu chó kia không đi chết đi nghe ngóng là sợ ngươi tiết lộ quan hệ kiêng kỵ giữa ta và ngươi, sợ ảnh hưởng chuyện tốt giữa ngươi và hạ hầu Long Thành. Miêu Nghị cho ra lý do gượng ép. Hoàng Phủ Quân nhu mỉa mai, hỏi lại, ta giả vờ không khỏe để hạ hầu Long Thành nhìn, chắc hẳn người nào đó tận mắt nhìn thấy ta không sao liền ngạc nhiên lắm đấy. Kỳ thật ngay từ đầu nàng tiểu tụy chân chính, về sau, trong lúc vô tình nghe được hạ hầu Long Thành nói Miêu Nghị đang nghe ngóng tin tức của nàng, người lập tức khôi phục tinh thần, sau đó là giả vờ thật. Người nghĩ thế nào cũng được, nhiều nghị dứt khoát không nói. Chiến như y đi qua, tùy tiện ở một lúc liền y, hai người lại không có giao tình gì, ngược lại còn có cử oán, ở một lúc là xem như cho mặt mũi lắm rồi. Sau khi hai nàng rời đi, nhiều nghị trốn vào trong giếng, nơi này vốn phủ kín nhưng vì cao quan đến nên hắn bảo bị quân tử tiếp tục đào. Trước kia nhận được linh tinh của Vân Chi Thu đưa tin, đồ vật hắn mang từ luyện ngục chi địa trở về đã tìm được chút manh mối, trở ngại hôn sự của từ đường nhiên cho nên nán lại tới bây giờ nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha